Một đêm bao nhiêu? 400 triệu. Gái đứng đường mà đòi giá 400 triệu sao? Vì tôi... Còn Trinh cũng không tới cái giá đó chứ. Vì tôi đang cần tiền chữa bệnh cho mẹ tôi. Nếu anh đồng ý thì chúng ta đi, còn không thì anh đi chỗ khác đi, để tôi còn tìm khách. Anh ta cười nhếch mép, rồi hất cằm về phía xe ô tô của anh để ở đằng kia. Chốt. Anh chuyển tiền cho tôi luôn đi, rồi chúng ta đi. Anh quay lại nhìn cô rồi cười. Cô sợ tôi lừa cô à? Giờ người xấu người tốt lẫn lộn nên tôi làm vậy cho chắc chắn. Được lắm. Nghe tiếng tinh tinh, cô ngạc nhiên hỏi. Anh chuyển thừa 100 triệu rồi đây này. Tôi bo thêm cho cô đấy. Giờ thì đi được chưa? Vâng, cảm ơn anh nhé. Cô khẽ trả lời, rồi bước đi theo anh ta ra xe ô tô. Anh cười rồi lái xe thẳng ra bờ biển. Ra tới bờ biển, anh lấy chai rượu ra và nói. Chúng ta cùng uống một chút rượu nhé. Vâng, anh lên đi. Tôi còn phải vào viện với mẹ tôi. Tôi tưởng tôi mua cô đêm nay rồi chứ. Không được đâu, lát nữa tôi phải vào viện với mẹ tôi rồi. Được, cô tên gì nhỉ? Diệp Anh. Thế cô không hỏi tên tôi à? Không cần đâu, dù sao chúng ta cũng chỉ là một cuộc mua bán thôi. Và việc này không hay ho gì cả. Nên sau đêm nay, tôi sẽ quên hết tất cả. Tôi không cần phải biết tên anh làm gì. Cô nói giọng bất cần vậy, cô không thấy sợ tôi à? Tôi có võ đấy. Nếu anh muốn hại tôi thì e là hơi khó đấy. Anh nên cân nhắc cho kỹ. Anh bật cười nhìn cô. Anh không ngờ một cô gái bán thân kiếm tiền lại mạnh miệng và gan lì như vậy. Nhưng anh lại thấy cô gái này khá là thú vị. Anh cởi áo của mình ra. Cô gái thấy anh cởi áo, cô cũng nhanh chóng cởi đồ ra và nhắm mắt lại. Anh uống hết ly rượu rồi bắt đầu. Còn cô thì sợ, người bắt đầu run lên. Nhưng vì cần tiền chữa bệnh cho mẹ, cô cắn răng chịu đựng, hai tay cô bám chặt vào ghế xe. Đừng gồng như thế, thả lỏng người ra nào. Cô ấp úng nói giọng van xin. Anh hãy nhẹ nhàng một chút. Anh không nói gì, chỉ nhếch môi cười. Họ như vậy ở trên bãi biển, gió lùa qua cửa kính mát, nhưng cô và anh lại thấy rất nóng. Anh coi cô như người yêu thật sự. Anh nhẹ nhàng và chiều chuộng cô. Sau khi ôm nhau một tiếng, cô đẩy anh ra và lấy quần áo mặc vào người. Anh thấy vậy, liền nói. Cô vội như vậy à? Ở lại với tôi, tới sáng tôi trả thêm tiền cho cô. Không được đâu, tôi phải đi đây. Cảm ơn anh nhiều nhé. 100 triệu anh chuyển thừa, thì anh cho tôi xin luôn. Vì tôi không có khả năng trả cho anh đâu. Tôi nghèo lắm. Chào anh. Ơ kìa. Cô nhanh chóng chạy đi, anh định chạy theo cô để hỏi địa chỉ nhà cô, thì anh nhớ ra là mình chưa mặc quần áo, nên anh không thể chạy theo cô được. Ngoài cái tên Diệp Anh, thì anh không biết gì về cô cả. Anh tên Lâm Phong, là giám đốc công ty giải trí. Thời gian vừa qua, công ty của anh dính vào bê bối lừa đảo, mất hết danh tiếng, nên rất có thể công ty của anh sẽ phải đóng cửa trong thời gian dài. Đã thế, cùng lúc đó, anh phát hiện cô người yêu 5 năm của anh phản bội anh để đi theo người đàn ông khác. Nỗi buồn nhân đôi nên cả tuần qua đầu óc anh nặng trĩu và chìm trong suy tư. Sau đó bạn thân của anh đã khuyên anh và bảo anh nên đi giải đen. Mà giải đen lạ lùng lắm, đi giải đen là đi đá phò. Anh thấy bạn anh nói vô lý quá nên anh kệ không bận tâm vấn đề đi giải đen nữa. Thế mà lúc anh đi qua phố Vẫy, nơi các cô gái bán dâm đứng tìm khách, anh lại bị thu hút bởi một cô gái nhỏ nhắn, để mặt mộc và rụt rè ở gốc cây to. Anh nổi hứng và đi về phía cô gái đó. Và thế là giao dịch thành công luôn. Cô cần tiền, anh cần tình. Vậy là chốt. Giá 400 là quá chát cho một lần đi chơi gái. Nhưng vì anh đang chán đời, nên tiền đối với anh không thành vấn đề nữa. Lại thêm việc cô ấy nói cần tiền chữa bệnh cho mẹ. Anh đã chuyển tiền và không cần nghĩ ngợi điều gì. Anh quả là người đàn ông hào phóng. Còn cô thì sau khi rút được tiền, nhanh chóng vào bệnh viện với mẹ cô luôn. Có tiền, mẹ cô được phẫu thuật, sức khỏe dần khôi phục. Cả ngày cô chăm sóc mẹ trong bệnh viện, lại chỉ có một mình cô xoay sở, nên cô không còn thời gian để nghĩ về người đàn ông tình một đêm kia nữa. Với lại ngay từ đầu,
cô đã xác định rõ ràng đó chỉ là một cuộc mua bán trao đổi. Và việc đó không hay ho và đáng để cô nhớ. Cô coi đó là một vết nhơ trong cuộc đời. Còn anh, sau lần tình một đêm về, thì may mắn đã tới với anh khi công ty anh lấy lại được danh tiếng và ngày càng phát triển mạnh hơn. Có đôi lúc anh nhớ tới cô, nhưng giữa thế giới rộng lớn như vậy, muốn gặp lại cô đâu phải dễ. Anh muốn gặp lại cô, nhưng anh không biết tìm cô ở đâu. Mấy lần anh tới bãi biển đó, nhưng không thấy bóng dáng cô đâu cả. Anh thở dài và tự trách bản thân mình. Lâm Phong ơi là Lâm Phong, sao mày lại tương tư với cô gái tình một đêm như vậy chứ? Mày phải quên đi. 3 năm sau, chuông báo thức kêu tới lần thứ 3, tôi mới tỉnh giấc. Tôi dậy đánh răng rửa mặt, rồi tôi ra đầu ngõ, mua một bát phở về cho mẹ tôi ăn sáng. Rồi tôi mới thay quần áo đi làm. Còn bản thân tôi thì nhịn bữa sáng, đó cũng là thói quen của tôi. Tôi tên là Diệp Anh, năm nay 24 tuổi. Tôi làm nhân viên bán hàng ở siêu thị gần khu nhà tôi. Vì tôi không có bằng cấp, nên tôi xác định là gắn bó lâu dài với công việc của mình. Vì tôi thấy công việc cũng phù hợp và quan trọng là rất gần nhà. Tôi chỉ cần đi bộ 5 phút là tới. Thế nhưng cái số của tôi nó vất vả mọi người ạ. Tôi đang làm rất tốt công việc của mình, thì tự dưng anh quản lý siêu thị nói thích tôi. Anh ấy đã có vợ con rồi, nên tôi đã từ chối thẳng luôn. Thế nhưng anh ấy luôn tìm cách dụ dỗ tôi bằng cách mua trà sữa và đồ ăn vặt cho tôi. Tôi đã nói thẳng vào mặt anh ấy rồi, nhưng anh ấy vẫn cứ trêu ghẹo khiến tôi rất mệt mỏi. Cuối cùng để tránh rắc rối và tránh thị phi, tôi quyết định nghỉ việc ở siêu thị. Cũng may là tôi xin nghỉ sớm đấy, bởi ngay ngày hôm sau, vợ của anh quản lý đã mò tới siêu thị để tìm hiểu về tin đồn chồng gái cũ rồi. Nếu tôi vẫn còn làm ở đó thì đã to chuyện. Tôi làm bộ hồ sơ và tìm một công việc mới. Thế nhưng do không có bằng cấp nên tôi rất khó tìm được việc. Với lại tôi không có thời gian để nghỉ ngơi đâu. Từ ngày mẹ tôi bị bệnh, sức khỏe của bà yếu lắm, nên bà cần uống thuốc hàng ngày. Còn tôi phải kiếm tiền để chăm sóc bà. Tôi không thể lười dù chỉ một ngày. Tôi đi một vòng cuối cùng dừng lại trước một công ty giải trí. Công ty giải trí Lâm Phong tuyển nhân viên quét dọn, lương khởi điểm 7 triệu, thời gian làm việc 6 giờ một ngày. Tôi thấy làm 6 giờ một ngày mà lương 7 triệu cũng không tệ, nên tôi quyết định vào phỏng vấn luôn. Phỏng vấn xong, tôi thấy công việc cũng hợp và quyết định sẽ thử việc một tuần để xem công việc đó phù hợp với mình hay không. Công việc của tôi là quét dọn văn phòng trên tầng 2, còn dưới tầng 1 thì do người khác phụ trách. Công việc của tôi là dọn dẹp trên tầng 2, 3 tiếng buổi sáng, 3 tiếng buổi chiều và tôi sẽ rảnh rỗi vào buổi trưa. Mà ngày nào cũng lau dọn nên rất sạch sẽ. Tôi thấy công việc của mình không vất vả và tôi bằng lòng với công việc này. Buổi tối thì tôi tranh thủ làm thêm giờ ở quán cà phê nữa, cố gắng để thu nhập được 10 triệu một tháng là cuộc sống của hai mẹ con tôi cũng tạm ổn, không cần phải dựa dẫm vào bố tôi. Mang tiếng là tôi có bố thật đấy. Nhưng mấy năm trước, khi nghe tin mẹ tôi đổ bệnh, bố tôi đã cặp bồ. Và rồi cuối cùng, ông ấy đã dọn sang nhà cô bồ ở luôn, bỏ mặc mẹ con tôi. Mẹ tôi bị bệnh điều trị ở bệnh viện nửa năm trời. Ông ấy cũng không tới thăm mẹ tôi một lần, và cũng không cho mẹ tôi một đồng nào cả. Nhớ lại ngày đó, tôi tới tìm ông để xin ông tiền. Ông đã chửi tôi và đuổi tôi về. Vì không còn ai để bấu víu, nên tôi phải đi bán thân kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ tôi. Những ngày tháng cơ cực tủi nhục đó khiến lòng tôi căm hận và không muốn gặp lại ông nữa. Tôi thử việc một tuần và tôi thấy công việc này cũng ổn, nên tôi quyết định ký hợp đồng làm việc 6 tháng với công ty. Ban ngày tôi làm nhân viên quét dọn, buổi tối thì tôi làm nhân viên chạy bàn ở quán cà phê. Ngày nào cũng vậy. Tôi chỉ biết cắm đầu vào công việc, lúc nào cũng chỉ có công việc. Thế nên năm tôi 24 tuổi, nhưng tôi chưa có một mảnh tình vắt vai nào. Tôi cũng không bận tâm về chuyện đó lắm, bởi đối với tôi, kiếm tiền cha mẹ là việc quan trọng nhất. Còn những việc khác, có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Tôi chăm chỉ làm việc kiếm tiền
và không nghĩ ngợi bất cứ vấn đề gì cả. Thời gian cứ thế trôi đi, rồi tới ngày tôi lĩnh lương ở tháng đầu tiên. Tôi cầm 7 triệu về và đưa cho mẹ tôi hết. Tiền tôi làm thêm ở quán cà phê được 3 triệu, tôi chỉ giữ lại 1 triệu để chi tiêu, còn 2 triệu tôi cũng đưa cho mẹ. Tôi tiết kiệm không phải là tôi ki bo kiệt sỉ, mà tôi muốn để dành tiền. Nhỡ không may bệnh của mẹ tôi tái phát, tôi còn có tiền để chữa bệnh cho mẹ. Nhớ lại lúc trước, khi mẹ tôi bị bệnh, không có ai để bám víu, tôi phải đi bán thân kiếm tiền. Lúc đó còn bán được, chứ bây giờ làm sao bán được nữa. Và tôi cũng muốn tiết kiệm để cuộc sống của hai mẹ con tôi ổn định hơn, để cho bố ruột của tôi biết, không có ông ấy, mẹ con tôi vẫn sống tốt. Chính vì luôn nghĩ như vậy, nên ngoài việc làm kiếm tiền ra, tôi không nghĩ tới bất cứ vấn đề gì cả. Mỗi ngày công việc của tôi cứ lập trình như một cái máy vậy. Sáng dậy đi làm ở công ty, chiều 5 giờ về nhà ăn cơm tắm giặt, rồi tôi tới quán cà phê làm thêm tới 11 giờ đêm, về ngủ, sáng dậy lại đi làm. Công việc của tôi ngày nào cũng giống như ngày nào như vậy. Tôi chỉ có 3 chiếc quần jean và 5 cái áo, 2 chiếc dài tay, 3 chiếc áo cộc và một đôi giày duy nhất. Mẹ tôi thấy tôi tiết kiệm quá, bà mới nói: "Con à, con đi mua quần áo mới đi. Mẹ thấy quần áo của con cũ hết rồi đấy." "Cũ đâu ạ? Con thấy quần áo của con vẫn mới mà mẹ." "Mới mà bạc hết cả mông rồi đấy. Con cầm tiền đi, rồi mua quần áo mới mà mặc." Mẹ tôi dúi vào tay tôi 2 triệu rồi nói thêm: "Tháng nào con cũng đưa cho mẹ 9 triệu. Mẹ con mình dư tiền mà. Con cứ cầm tiền đi mua mấy bộ quần áo mới đi. Con gái chưa chồng mà ăn mặc già như trái cà vậy. Thế thì tới bao giờ mẹ mới có con rể đây?" "Con vẫn còn trẻ mà mẹ. Vài năm nữa mẹ sẽ có con rể thôi. Quần áo của con vẫn mặc được. Mẹ cứ cất tiền đi. Khi nào con cần, con sẽ mua ạ." "Năm nay con 24 tuổi rồi đấy. Đến tuổi lấy chồng." "24 tuổi vẫn còn trẻ mà mẹ. Con á, phải 28 tuổi mới lấy chồng cơ. Con vẫn còn 4 năm nữa cơ mà." "28 tuổi thì ế hả con?" "Ế làm sao được ạ? Con gái mẹ xinh đẹp như thế này mà." Tôi nhất quyết không cầm tiền. Mẹ tôi cũng phải bất lực vì tôi. Thế nhưng vài lần mẹ đưa tiền tôi không cầm, bà quyết định đi chợ tự mua quần áo cho tôi đấy. Mà bà mua về nhà là bà cắt tem mác rồi mang đi giặt luôn. Thế là bắt buộc tôi phải mặc. Tôi không thể mang đi trả lại được nữa. Lâm Phong mới đi công tác về, trợ lý của anh ra đón ở sân bay. "Anh đã về rồi, thế mà tôi tưởng sang tuần anh mới về cơ." "Là do tôi nhớ cậu đấy Tuấn ạ." Anh trợ lý nhăn nhó: "Anh nói vậy chứ tôi nghe mà nổi hết cả da gà rồi đây này." "Tôi nói là tôi nhớ cậu, cậu nghe rõ chưa, Tuấn?" "Ui giời ơi, tôi thẳng chứ không cong nhá. Mà nếu có cong thật ý, anh cũng không phải là gu của tôi đâu. Anh nghe rõ chưa?" "Tôi thì làm sao nào, cậu nói đi, tôi thì làm sao?" "Ui trời ơi, tôi nổi hết cả da gà lên rồi đây này. Anh làm ơn bớt bớt lại hộ tôi cái." "Thôi, không trêu cậu nữa. Công việc ở công ty thế nào?" "Bên Minh Khang vừa ký hợp đồng với chúng ta, nên sắp tới chúng ta sẽ rất bận đấy ạ." "Tốt lắm, còn bên Phúc Hưng thì sao?" "Bên Phúc Hưng họ nói chờ anh về rồi trao đổi ạ." "Tại sao lại chờ tôi?" "Anh thừa biết là chị Hồng rất thích anh mà, nên chị ấy chờ anh về để trao đổi, đương nhiên là thế. Mà tôi thấy chị ta hợp với anh mà." Lâm Phong cau mày nói: "Cậu nghĩ sao mà nói tôi hợp với cái bà béo đó hả?" "Thì tôi nghĩ anh nên yêu một người béo, phải có da có thịt mới thích mà." "Cái thằng này gán ghép vớ vẩn. Dù tôi có ế vợ cũng không bao giờ thèm để ý tới cô ta đâu. Cậu đừng có gán ghép vớ vẩn nữa, rõ chưa?" "Vâng vâng, tôi biết rồi." Tôi đang lau dọn trên tầng 2 thì chị Hoa dọn dẹp ở tầng 1. Chị ấy lên dặn tôi: "Hôm nay giám đốc về, chị em mình để ý dọn dẹp sạch sẽ một chút nhé." "Dạ vâng ạ." Chị ấy nói tôi mới nhớ ra là tôi làm ở đây gần 2 tháng rồi, nhưng chưa nhìn thấy giám đốc bao giờ cả. Tôi nghe chị Hoa kể là giám đốc đẹp trai và lạnh lùng lắm. Tôi cũng tò mò, không biết giám đốc đẹp trai và lạnh lùng như thế nào. Hôm nay anh ta tới công ty, nhất định tôi sẽ nhòm trộm xem
mặt ngang mũi dọc anh ta ra sao mới được. Tôi đang lau dọn ở phòng khách thì có hai chị nhân viên tranh thủ vào phòng lấy son phấn ra, trang điểm lại và nói chuyện với nhau rất hào hứng. Mày thấy màu son này của tao thế nào? Có đẹp không? Đẹp đấy. Thế tóc tao thẳng chưa? Hết cong chưa? Thẳng rồi, đẹp lắm rồi. Mấy khi giám đốc về đâu, chúng ta phải đẹp hoàn hảo mới mong sếp để mắt tới mày, hiểu chưa? Sếp của tao cơ mà. Sếp không thích mày đâu, bớt ảo tưởng đi. Sếp là của tao ấy. Sếp nào của mày? Sếp của tao. Của tao. Có mỗi thế thôi mà hai người đó quay ra cãi nhau luôn mới lạ đời chứ. Không biết cái anh giám đốc đó có điểm gì mà chị em lại si mê như vậy. Tôi thấy hai chị ấy cứ cãi nhau, tôi mới nghe nhẹ nhàng nói: hai chị ra ngoài đi, để em còn lau nhà. Thế là hai chị quay lại chút giận lên đầu tôi: mày thái độ gì thế hả con kia? Mày có tin là mày bị đuổi luôn bây giờ không hả con quét dọn này? Nghe giọng sực mùi khinh người của hai chị, máu nóng của tôi bốc lên. Nhưng vì tôi sợ bị đuổi việc nên tôi cố nhẫn nhịn hai chị ấy. Em có thái độ gì đâu ạ? Em đang dọn phòng mà. Hai chị đứng ở đây, làm sao mà em dọn được? Tao cứ thích đứng ở đây đấy. Mày không có quyền để nói bọn tao, mày hiểu chưa? Đúng là cái bọn nghèo nàn rách nát của xã hội. Này, chị nói quá đáng rồi đấy. Tao cứ thích nói thế đấy. Thì sao nào? Mày định làm gì tao? Mày đi làm đi. Hai chị ấy cố tình gây sự với tôi. Rồi một chị còn cầm cốc cà phê uống dở, đổ ra sàn nhà và ném luôn cái hộp tại đó, vênh mặt thách thức tôi: dọn đi cho sạch sẽ vào, không tao cho mày bay màu luôn đấy. Nhớ là phải dọn sạch vào đấy. Tôi ức lắm, nhưng tôi cố kìm nén lại và cầm chổi lau chỗ cà phê mà chị ấy đổ ra. Thấy tôi im lặng không nói gì, hai chị đó cười hả hê lắm. Đúng lúc đó một người đàn ông xuất hiện. Có chuyện gì thế? Hai chị gái vội vàng giải thích. Dạ em chào anh ạ, anh tới khi nào đấy ạ? Tôi vừa tới, có chuyện gì sao? À cũng không có chuyện gì đâu ạ. Em đang dặn bạn nhân viên quét dọn này phải dọn dẹp sạch sẽ vì hôm nay giám đốc về thôi ạ. Chuyện chỉ có vậy thôi anh ạ. Nhưng mà bạn nhân viên quét dọn này ngang lắm anh ạ. Em chưa nói xong mà bạn ấy đã cãi xong rồi ý. Thật thế sao? Vậy sao tôi lại nghe tiếng hai cô quát cô ấy thế? Cái gì mà dọn cho sạch sẽ vào, không tao cho mày bay màu. Bay màu là thế nào? À chuyện đó là vì... Nghe thấy anh ấy nói vậy, tôi thấy rất ấm lòng, bởi anh ấy đang đòi lại công bằng cho tôi. Tôi quay lại nhìn anh. Anh ấy đẹp trai và rất thư sinh. Tôi mỉm cười và lau nhà tiếp. Sau một hồi bị anh ấy chỉ trích, hai chị kia cúi đầu xin lỗi tôi rồi đi về phòng làm việc. Sau đó anh ấy hỏi tôi: sao cô lại để mình bị bắt nạt như vậy? Vì tôi cần việc làm. Chỉ vì cần việc làm, cô chịu để mình bị bắt nạt như thế sao? Tôi chỉ cho phép họ bắt nạt tôi trong phạm vi tôi chịu được thôi. Vượt quá giới hạn là có chuyện đấy anh ạ. Dù sao cũng cảm ơn anh vì đã lấy lại công bằng cho tôi nhé. Không có gì, tôi tên là Tuấn, còn cô tên gì? Tôi tên là Diệp Anh. Cô còn trẻ, sao lại làm nghề quét dọn như thế này? À, đơn giản vì tôi không có bằng cấp, mà không có bằng cấp thì chỉ làm được những công việc này thôi anh ạ. Có cần tôi giúp không? Tôi sẽ tìm cho cô một công việc tốt hơn công việc này, nhàn hơn và thu nhập cũng ổn hơn đấy. Dạ không, tôi sợ mang ơn người khác lắm. Tôi bằng lòng với công việc của mình rồi, một lần nữa cảm ơn anh. Giờ tôi phải làm việc, chào anh nhé. Tuấn cười rồi đi ra ngoài, anh gãi đầu và lẩm bẩm. Lòng tốt của mình đã bị cô ấy từ chối một cách phũ phàng như vậy ư? Quang Tuấn đi về phòng làm việc, anh thấy chị Hồng Béo bên Phúc Hưng. Dạ em chào chị. Tuấn đây à, thế giám đốc Lâm Phong đâu rồi em? Anh Lâm Phong về nhà tầm nửa tiếng nữa sẽ tới ạ. Chị vui lòng ngồi chờ anh ấy một lát nhé. Chị Hồng Béo vốn rất thích Lâm Phong nên chị gật đầu lia lịa. Được được, chị chờ anh ấy cả năm còn được. Một lát có nhầm nhò gì đâu em. Vâng chị. Rồi chị Hồng Béo bắt đầu hỏi dò thư ký Quang Tuấn. Thế em cho chị hỏi, mẫu bạn gái của giám đốc Phong như thế nào? Dạ phải ngon ạ. Giám đốc của em á, thích những cô gái ngực nở mông cong đấy chị. Thế theo em, mông chị đã đủ cong chưa?
Quang Tuấn cười rồi nói, em nghĩ là cong quá đà rồi chị ạ. Thế còn những vấn đề khác thì sao? Anh ấy thích phụ nữ ngoan hiền, hướng về gia đình, hay là thích mẫu phụ nữ hiện đại trẻ trung sôi động? Dạ hình như anh ấy thích kiểu hiện đại và ngầu lòi ý chị, kiểu chị Đại ý ạ. Thật thế hả em? Quang Tuấn gãi đầu rồi nói, em trêu chị thôi, chứ em không biết gì cả, chuyện đó chị tự tìm hiểu đi ạ. Trời ơi, thế mà làm chị tưởng thật. Quang Tuấn và chị Hồng đang nói chuyện thì Lâm Phong tới. Anh đẩy cửa đi vào. Nhìn thấy chị Hồng, mặt Lâm Phong vẫn lạnh tanh như không. Lâm Phong, anh tới rồi à? Em chờ anh mãi đấy. Vâng, chúng ta trao đổi công việc luôn nhé. Trong khi Lâm Phong trao đổi công việc, chị Hồng mắt cứ dính chặt vào người Lâm Phong và không biết Lâm Phong đang nói gì. Quang Tuấn thấy vậy liền nói, chị Hồng, chị nhìn vào bản hợp đồng đi ạ. Chị cứ nhìn giám đốc Lâm Phong như vậy, làm sao biết trong bản hợp đồng có những gì? Chị Hồng xuôi tay nói, chỉ cần Lâm Phong chốt là chị chốt luôn, không cần phải nghĩ em ơi. Nói rồi chị Hồng cầm bút ký tên luôn. Chị mê Lâm Phong tới mức lú lẫn luôn rồi. Ký hợp đồng xong, Lâm Phong đứng dậy thì chị Hồng kéo lại. Lâm Phong, anh đi đâu đấy? À, giờ tôi có việc phải đi. Chị cứ ngồi đây chơi với thư ký Tuấn nhé. Ơ kìa, em tưởng ký hợp đồng xong, chúng ta được đi cà phê mà anh. Tôi nói vậy khi nào nhỉ? Thì ký hợp đồng xong rồi, chúng ta cũng nên đi hẹn hò cùng nhau chứ. Không lẽ anh không thích em à? Lâm Phong nhìn chị Hồng rồi nói, đợi tới khi chị giảm cân thành công rồi, chúng ta nói tiếp chuyện đó nhé. Giờ thì tôi phải đi rồi. Lâm Phong nói rồi đi thẳng ra cửa. Chị Hồng đứng chơ ra đó, miệng ấp úng không nói nên lời. Giảm cân ư? Bao nhiêu cân thì hợp gu với anh ấy vậy? Quang Tuấn gãi đầu và nhẹ nhàng nói, mẫu người 45 tới 50 cân đấy chị ạ. Chị Hồng trợn tròn mắt lên ú ớ. Ôi, chị 85 cân, vậy phải giảm 35 cân mới đạt tiêu chuẩn ư? Có lẽ là như vậy đấy ạ. Làm sao có thể giảm nổi từng đó cân mỡ chứ? Thế là chị Hồng chu chéo ăn vạ ngay tại đó. Quang Tuấn không biết phải nói sao để chị hiểu nữa. Anh lẩm bẩm trách móc Lâm Phong. Lần nào anh ta cũng bắt mình phải dọn hậu quả của anh ta. Cuối cùng, người phải chịu khổ sở cũng là mình. Lâm Phong, anh giỏi lắm. Mãi lúc sau, Quang Tuấn cũng lấy cớ bận việc và chuồn mất, để chị Hồng ngồi khóc sưng cả mắt. Bởi vì chị biết mình sẽ không bao giờ giảm cân được. Việc đó cũng đồng nghĩa với Lâm Phong sẽ không bao giờ thích chị. Tôi đẩy thùng đồ tới chỗ thang máy để đi xuống tầng 1 thì một chị nhân viên nói, em ơi, đây là thang máy của cán bộ nhân viên, em đi sang thang máy số 2 đi. Tôi ngẩng lên thì thấy mình nhầm thang máy thật. Dạ vâng, em nhầm ạ. Tôi vội vàng đẩy thùng ra bên ngoài thì tôi gặp lại anh thư sinh đeo kính ấy. Lại gặp cô ở đây rồi. Vâng, phiền anh tránh ra để tôi đẩy thùng đồ ra ngoài với, tôi bị nhầm thang máy. Không sao, cô cứ đi luôn thang máy này cũng được mà. Chị nhân viên kia liền nói, anh à, đây là thang máy của cán bộ nhân viên công ty mà. Thang máy của họ là thang máy số 2 bên kia đấy ạ. Không sao, người ta lỡ đẩy đồ vào đây rồi thì cứ để họ đi đi. Nhưng mà tôi cho phép được chưa? À vâng, anh cho phép thì đi thôi ạ. Quang Tuấn ấn nút đóng cửa thang máy, rồi nhìn liếc mắt cô gái quét dọn ấy. Lần này, anh nhìn thẳng mặt, ở cự ly gần, thấy cô gái quét dọn này rất đẹp, vẻ đẹp giản dị không một chút son phấn, khiến anh thấy rất ấn tượng. Cô gái có nước da trắng hồng, đường nét khuôn mặt thanh tú. Anh nghĩ nếu cô gái này trang điểm và mặc đẹp thì chắc chắn là quá xinh rồi. Cánh cửa thang máy mở ra, anh đẩy thùng đồ giúp tôi ra ngoài. Trước sự ngạc nhiên của chị nhân viên kia, rồi tôi lại đẩy thùng đồ ra chỗ chị Hoa. Này cô, tôi đẩy hộ cô mà cô không biết nói lời cảm ơn tôi à? Tôi vừa đẩy thùng đồ đi, vừa nói giọng miễn cưỡng. Cảm ơn. Quang Tuấn đứng đó, anh nhìn theo cô gái quét dọn rồi cười. Chưa có cô gái nào thờ ơ với mình như vậy. Cô gái này có gì đặc biệt mà lại thu hút mình như thế nhỉ? Giờ mình phải đi giải quyết công việc trước, mình sẽ tìm cô ấy sau. Chị Hoa thấy tôi đẩy thùng đồ tới, chị liền hỏi, này, sao em đi thang máy số 1 thế?
người ta biết là bị phạt tiền đấy. Dạ em bị nhầm chị ạ. Xong rồi cái anh đeo kính ấy, anh ấy cho em đi luôn, đỡ phải đẩy ra đấy chị. Em nói anh Quang Tuấn thư ký của giám đốc hả? Vâng, chính là anh ấy đấy. Ui, lần này anh ấy dễ tính thế hả em? Dạ đúng là như thế mà chị. Thế mà trước, chị đi nhầm còn bị phạt 100.000 đấy. Đúng là chẳng công bằng gì cả. Thì chắc là do chị không đi cùng thang máy với anh ấy nên chị mới bị phạt thôi. Thôi, cứ coi như là mình không may đi chị. Ừ, mà này. Dạ, hay là anh ấy thích em? Trời ơi, có mỗi việc nhỏ nhặt ấy mà chị đã bảo là anh ấy thích em rồi sao? Không có chuyện hoang đường đó đâu. Sao lại hoang đường? Em của chị rất xinh mà. Mà nói, giờ chị mới nhìn kỹ. Em quá xinh luôn, Diệp anh ạ. Ở công ty này á, chị chưa thấy có đứa nhân viên nào xinh bằng em đâu. Em thấy công ty rất nhiều người xinh mà chị. Cũng không ai xinh bằng em nhá. Em của chị mới là xinh nhất. Dạ, chị của em cũng xinh nhất luôn ạ. Hai chị em mình cùng xinh em nhỉ. Tôi và chị Hoa đang trêu nhau cười khúc khích thì hai nhân viên hôm trước bắt nạt tôi ở phòng khách lù lù xuất hiện. Con danh con đây rồi, vì nó mà mình bị anh Quang Tuấn mắng cay thật đấy. Tôi và chị Hoa biết hai chị nhân viên đó rất lắm chuyện, nên tôi và chị ấy không thèm trả lời, tiếp tục đẩy thùng đồ đi. Kệ họ, mình đi thôi chị. Ừ, đi thôi, chứ hai cái bản này lắm chuyện lắm, đừng dạy gì mà dây vào em ạ. Vâng. Tôi đẩy thùng hàng đi trước, còn chị Hoa cầm túi đồ đi phía sau. Vì tôi không muốn lằng nhằng với hai cái bà không biết điều kia, nên tôi đẩy thùng đi rất nhanh. Vừa đẩy tôi vừa ngoái cổ lại nhìn phía sau để xem hai bà đó có đuổi theo tôi không. Và thấy hai bà ấy đuổi theo tôi thật. Thấy thế, tôi lại càng đẩy thùng đồ đi với vận tốc nhanh hơn. Do tôi cứ mãi nhìn lại phía sau mà tôi lỡ đâm phải một người đàn ông đang đi tới. Dầm! Cú va chạm khiến anh ta ngã phệt mông xuống sàn nhà. Tôi thấy vậy liền phanh chân gấp để đứng lại, nhưng vẫn không kịp. Cả thùng đồ và tôi đổ lên người anh ta. Tôi vội ngồi dậy và đẩy cái thùng đồ ra khỏi người anh ta, rồi rối rít xin lỗi. Xin lỗi, xin lỗi, anh có sao không ạ? Anh ta nhăn nhó. Tôi bị cô vào thùng hàng, đè bẹp rồi đây này. Dạ tôi xin lỗi, để tôi đỡ anh dậy ạ. Cái giây phút tôi kéo tay anh ấy để kéo anh ấy dậy, hai chúng tôi bốn mắt nhìn nhau và cả hai chúng tôi đều nhận ra nhau. Cô, anh, tình một đêm. Khi nhận ra anh ta chính là người đàn ông ngày trước mua tôi với giá 500 triệu đó, tôi vô cùng hoang mang. Tay tôi đang kéo anh ta lên thì ngay lập tức tôi thả tay ra, khiến anh ta ngã phệt mông thêm một lần nữa. Do quá hoang mang, không biết phải đối diện với anh ta như thế nào, tôi hoảng quá, bỏ của chạy lấy người luôn. Chị Hoa đi tới nơi, nhìn thấy tổng giám đốc bị ngã do va chạm, thì chị sợ quá, tay run lật bật, chị nghĩ trong đầu. Thôi chết rồi, toang thật rồi, cái Diệp anh đâm thùng đồ vào người giám đốc, khiến giám đốc bị ngã thế này. Đã thế nó còn bỏ chạy mất hình luôn như thế, kiểu gì cũng bị đuổi việc. Toang thật rồi Diệp anh ơi. Chị Hoa hoảng quá, đứng im ra đó không dám nói câu gì. Lâm Phong đứng dậy và hỏi, cô gái đó làm việc cùng chị à? Dạ vâng thưa giám đốc. Có phải cô ấy tên Diệp Anh không? Chị Hoa nghe giám đốc nói thế, chị vội vàng giải thích. Giám đốc bình tĩnh nghe tôi nói được không ạ? Diệp Anh cô ấy không cố ý đâm vào người giám đốc đâu. Tại cô ấy đang tránh mặt người khác nên mới vội vàng như thế đấy ạ. Xin giám đốc bỏ qua cho Diệp Anh lần này, nhất định là sẽ không có lần sau đâu ạ. Lâm Phong tự dưng thay đổi sắc mặt, anh bật cười rồi nói, chị không cần phải lo đâu, tôi có trách móc gì cô ấy đâu, chỉ là vô tình thôi mà. Chị Hoa ngạc nhiên hỏi, giám đốc không trách Diệp Anh thật sao? Thật. Hú hồn, may quá, tôi còn tưởng là cái Diệp Anh bị đuổi việc rồi chứ. Nhà nó nghèo lắm, giờ nó mà thất nghiệp thì lấy đâu ra tiền để mua thuốc cho mẹ nó. Lâm Phong quay đi rồi chị Hoa thở phào nhẹ nhõm. May quá, mà giám đốc hôm nay dễ tính thế. Sao mình cứ thấy là lạ thế nhỉ? Chị Hoa đẩy thùng đồ đi một đoạn thì giám đốc Lâm Phong đi theo chị và gọi. Chị ơi, cho tôi hỏi. Dạ, giám đốc muốn hỏi gì ạ? Chị có biết nhà Diệp Anh ở đâu không? Và cô ấy đã kết hôn chưa?
Tôi có biết địa chỉ nhà Diệp Anh, cô ấy vẫn đang độc thân ạ. Vậy thì tốt, chị viết địa chỉ nhà cô ấy cho tôi đi. Dạ, để làm gì vậy giám đốc? Tôi có việc, chị cứ viết đi. Dạ vâng ạ. Lâm Phong cầm mảnh giấy, có ghi địa chỉ nhà Diệp Anh. Anh mỉm cười, rồi đút vào túi áo. Sau đó anh tìm Quang Tuấn để cùng Quang Tuấn đi gặp đối tác. Tới giờ nghỉ ăn trưa, chị Hoa bê hai suất cơm ra bàn và ngồi đợi Diệp Anh. Cái con bé này chạy đi đâu mà mất hình từ lúc đó tới bây giờ thế nhỉ? Tôi đi vào nhà ăn, vừa nhìn thấy tôi, chị Hoa gọi to. Diệp Anh, em làm gì mà lâu thế hả? Tôi đi lại ngồi xuống, nhưng cứ liếc mắt nhìn xung quanh. Tôi thấy lo lắm, lòng cứ thấy bất an, chỉ sợ chạm mặt anh ta thôi. Diệp Anh, sao em cứ lấm la lấm lét thế? Em đang lo sợ chuyện gì à? À không, em có sợ gì đâu ạ. Vậy sao trông em lạ thế? Dạ em vẫn vậy mà, có gì đâu. Thôi, chị cứ ăn cơm đi ạ. Hay là em vẫn lo sợ cái vụ mà em đâm phải giám đốc? À, yên tâm, giám đốc không đuổi việc em đâu mà em sợ. Đâu có đâu, em lo sợ chuyện khác cơ. Mà sao em lại vào đây làm việc gì nhỉ? Để giờ gặp lại anh ta chứ. Đúng là trái đất tròn, cuối cùng thì vẫn gặp nhau. Chị Hoa nghe không hiểu, đành hỏi lại. Em vừa nói chuyện gì thế? Sao lại trái đất tròn? Không lẽ em quen giám đốc à? Tôi vội vàng xua tay. À không không, làm sao mà em quen được giám đốc chứ? Thôi, mình đi ăn đi chị. Từ lúc chạm mặt anh ta và biết anh ta chính là giám đốc của công ty mà tôi đang làm việc, tâm trạng của tôi vô cùng bất ổn. Tôi ăn cơm không thấy ngon mà lúc nào cũng lo sợ chạm mặt anh ta lần nữa. Không biết anh ta có nhận ra tôi không nhỉ? Hy vọng anh ta không nhận ra tôi, để tôi còn yên tâm làm việc. Chỉ cần anh ta không nhớ ra tôi chính là cô gái bán thân cho anh ta ngày ấy thôi. Còn khi ở công ty, tôi sẽ vừa làm việc, vừa để ý để tránh chạm phải mặt anh ta. Tôi chắp tay vào rồi lẩm bẩm. Cầu trời khấn Phật, anh ta đừng nhận ra con, để con còn làm việc kiếm tiền nuôi mẹ con. Mẹ con bị bệnh, ốm đau mấy năm rồi, xin ông trời thương xót con với ạ. Quang Tuấn và Lâm Phong đi gặp đối tác về. Trên đường về, Quang Tuấn hỏi Lâm Phong. Ngày kia anh có bay sang Hàn Quốc không? Để tôi còn đặt vé ạ. Ngày kia hả? Vâng, hôm trước anh nói bao giờ giải quyết công việc xong, anh sẽ bay sang Hàn mà. Bây giờ công việc xong cả rồi, tôi mới hỏi anh đấy ạ. À, chuyện đó cứ lùi lại cho tôi. Khi nào tôi bay, tôi sẽ báo cậu sau. Vâng, vậy anh còn bận việc gì mà chưa giải quyết xong à? Lâm Phong gãi đầu bối rối. Có lẽ sắp tới, tôi sẽ chăm chỉ tới công ty làm việc đấy. Quang Tuấn ngạc nhiên hỏi. Ủa, sao lạ đời vậy nhỉ? Mấy năm nay chỉ khi có việc quan trọng, anh bay về công ty, xong rồi lại bay đi luôn mà. Lần này anh ở lại lâu, đúng là có vấn đề thật. Hài, giờ cậu phải nghĩ khác đi, Tuấn ạ. Biết đâu trong thời gian tới, tôi sẽ cho cậu ăn cỗ ngập răng chẳng hạn. Ăn cỗ gì vậy? Tôi sẽ cưới vợ. Hả? Quang Tuấn đang lái xe, nghe giám đốc nói cưới vợ, anh choáng và phanh gấp lại. Lâm Phong giật mình nhăn nhó. Cái thằng này, cậu lái xe kiểu gì thế? Giám đốc à, anh nói vậy làm tôi sốc và choáng váng đấy. Mạnh mẽ lên đi, ai rồi cũng phải lấy vợ thôi mà. Từ mấy năm nay, tôi có thấy giám đốc hẹn hò với ai đâu. Phu nhân mai mối cho đám nào là giám đốc phá đám ấy. Thế mà hôm nay, giám đốc lại có ý cưới vợ là thế nào ạ? À? Năm nay tôi 30 tuổi rồi, lấy vợ được rồi mà. Còn cậu, năm nay cũng 29 rồi đấy. Cậu cũng chuẩn bị cưới đi là vừa. Quang Tuấn vuốt tóc rồi mặt vênh lên nói. Tôi lấy vợ thì đơn giản thôi, tôi chỉ sợ giám đốc thôi. Tôi thì làm sao hả? Giám đốc ế rồi, ai mà thèm lấy chứ? Cái thằng, cậu dám coi thường tôi đấy hả? Dạ đâu có đâu, đấy là tôi đang lo xa thế thôi mà. Giám đốc làm gì mà gay gắt thế? Không lẽ giám đốc có tật nên giám đốc giật mình đúng không? Cái thằng này, cứ chờ mà xem, tôi sẽ cưới vợ cho cậu sáng mắt ra. Quang Tuấn và Lâm Phong trêu nhau cả đoạn đường về công ty. Hai người chơi với nhau từ nhỏ, ngoài công việc ra, họ còn là hai người bạn thân thiết ở ngoài đời nữa. Có chuyện vui buồn gì, họ cũng chia sẻ với nhau. Họ giống như một đôi bạn tri kỷ vậy.
về tới cổng công ty. Lúc đó mọi người đã tan làm rồi. Lâm Phong bảo Tuấn, cậu vào lấy xe về đi, bây giờ tôi phải đi có việc đã. Anh tính đi đâu vậy? Để tôi chở anh đi. Tôi có chút việc riêng, cậu cứ về nhà nghỉ ngơi đi. Dạo này cậu vất vả rồi. Tôi có vất vả gì đâu, nếu anh đi giải quyết thì tôi cũng đi cùng anh. Không, tôi đi chơi thôi. Mà cậu này phiền phức thế. Tôi đi việc riêng mà cậu cũng đòi đi theo là sao? À vâng, vậy anh đi đi, tôi về đây. Lâm Phong lái xe đi tìm địa chỉ mà chị Hoa viết cho anh. Bởi anh muốn tới nhà Diệp Anh để xem cô gái nhỏ nhắn ấy sống ra sao sau cái đêm định mệnh đó. Lâm Phong lái xe tìm một vòng, cuối cùng anh cũng tìm thấy nhà của Diệp Anh. Nhìn căn nhà cũ nhỏ, chỉ có một tầng duy nhất và cũng nhỏ nhất khu phố đó luôn. Anh đi vào thấy mẹ Diệp Anh đang ngồi khâu áo. Anh cúi đầu chào. Cháu chào cô ạ. Mẹ Diệp Anh ngẩng lên và hỏi. Chào cháu, có chuyện gì thế cháu? Cô cho cháu hỏi, đây có phải là nhà của Diệp Anh không cô? Đúng rồi, Diệp Anh chính là con gái cô. Mời cháu ngồi để cô đi lấy nước. Vâng, cháu cảm ơn cô ạ. Cháu uống nước đi. Dạ, cháu cảm ơn ạ. Thế Diệp Anh không có nhà hả cô? Em nó vừa đi làm rồi cháu ạ. Đi làm tối, sao cháu tưởng Diệp Anh đi làm về rồi chứ? Đó là công việc ban ngày thôi cháu ạ. Diệp Anh nó về lúc 5 giờ, về nhà ăn cơm, tắm xong nó lại đi bưng bê ở quán cà phê, tới 11 giờ mới về cơ. Trời đất, cô ấy làm nhiều việc thế ạ? Ừ, cô bảo em nó làm việc ban ngày thôi, tối ở nhà nghỉ ngơi, nhưng mà em nó không nghe, cứ đi làm thêm buổi tối nữa. Nhiều lúc thấy nó mệt, cô thương nó lắm, nhưng mà cô có nói nó cũng không nghe cháu ạ. Vâng ạ, cháu hiểu rồi. Cô cho cháu xin địa chỉ quán cà phê mà Diệp Anh đang làm thêm cô nhé. Ừ, để cô lấy giấy cô viết cho, cũng ở gần đây thôi. Vâng, cháu cảm ơn cô ạ. Nay cháu tới vội quá, không kịp mua gì. Cháu biếu cô ít tiền để cô mua quà nhé. Lâm Phong dúi cọc tiền vào tay mẹ Diệp Anh, nhưng bà từ chối. Thôi, cô không nhận đâu. Cháu tới chơi là quý rồi, cô không nhận tiền đâu. Cháu cất tiền đi. Lâm Phong dúi tiền vào túi áo mẹ Diệp Anh rồi nhanh chóng đi ra ngoài xe. Mẹ Diệp Anh đi theo để trả lại, nhưng không kịp. Lâm Phong đã lái xe đi mất. Bà cầm cọc tiền và nghĩ. Thằng bé chu đáo thế, mình còn chưa kịp hỏi tên nó nữa. Lâm Phong lái xe tới quán cà phê mà Diệp Anh đang làm thêm. Đứng ở bên ngoài, anh nhìn vào thấy Diệp Anh đang lau bàn. Khuôn mặt ấy, dáng người ấy, 3 năm rồi vẫn vậy không thay đổi. Đôi mắt vẫn man mác buồn, mà ai nhìn vào cũng thấy động lòng. Diệp Anh, trái đất tròn thật, cuối cùng tôi cũng gặp lại cô. Tôi đang tranh thủ rửa cốc chén thì bị chị chủ gọi. Diệp Anh, có khách vào kìa em ơi. Dạ, em ra ngay đây ạ. Tôi ra để hỏi khách uống gì, thì tôi bỗng giật mình khi thấy anh ta. Tôi đứng khựng lại, hai tay bắt đầu run lật bật. Chết rồi, sao lại gặp anh ta ở đây nữa chứ? Hết gặp ở công ty, giờ lại gặp ở quán cà phê. Ôi chúa ơi, ngài đang trêu đùa con có đúng không? Không được trốn chạy, không phải là cách hay. Có khi chỉ là tình cờ anh ta tới đây uống cà phê thôi, chứ chắc gì anh ta đã nhớ ra mình. Chuyện đó đã xảy ra 3 năm rồi, hôm đó anh ta còn say rượu nữa chứ. Chắc chắn là anh ta không nhớ gì đâu, mình cứ coi như không biết gì đi vậy. Tôi vội lấy cái khẩu trang trong túi quần ra và đeo vào để anh ta không nhận ra. Sau đó tôi lại gần chỗ anh ta và hỏi. Chào anh uống gì ạ? Cho tôi một nâu nóng. Vâng ạ, anh chờ một chút ạ. Ok. Tôi đi thẳng vào trong rửa mặt cho tỉnh táo lại. Chắc chắn là anh ta không nhận ra mình đâu. Chỉ là tình cờ anh ta tới đây uống cà phê thôi. Chắc chắn là vậy rồi. Có lẽ do tâm trạng tôi bất ổn, nên tôi quên luôn bảo chị chủ làm cà phê cho anh ta. Chị chủ không thấy tôi bảo gì, nên chị hỏi. Khách uống gì thế em? À dạ, sao thế? Em mệt à? À không, em không mệt ạ. Thế thì khách uống gì? À dạ, nâu đá ạ. Ừ. Vài phút sau, chị chủ làm cà phê xong, tôi bê ra mời anh ta. Cà phê của anh đây ạ? Đặt cốc cà phê xuống bàn, tôi vội vàng đi vào.
thì anh ta gọi khiến tôi giật bắn cả người, hồn phách bay thẳng lên mây. Này, cô dì ơi! Nghe anh ta gọi mà toàn thân tôi run lật bật. Chết rồi, sao anh ta lại gọi mình nhỉ? Không lẽ anh ta nhận ra mình rồi ư? Chết mình rồi! Tôi ấp úng trả lời. Dạ, có chuyện gì thế ạ? Tôi gọi nâu nóng, sao cô lại mang nâu đá ra thế? Tôi quay lại nhìn cốc cà phê, thì đúng là cốc nâu đá thật. Chết dở, có phải là tôi cuống quá nên nhầm rồi không? Tôi xin lỗi, để tôi làm cốc khác cho anh nhé. Tôi đang định cầm cốc nâu đá vào, anh ta lại nhẹ nhàng nói. Thôi không sao, tôi cũng muốn thay đổi thói quen xem thế nào, cô không cần làm cốc khác đâu. Dạ cảm ơn anh. Từ lúc anh ta xuất hiện, tôi cứ nấp ở trong quầy, không dám ra ngoài dọn bàn. Chị chủ thấy vậy mới hỏi. Em sao thế? Em quen người khách đó à? Chuyện này khó nói quá chị ơi. Chị chỉ cần hiểu là em đang tránh mặt anh ta thôi, như thế cho dễ hiểu đi ạ. Thế sao lại phải tránh mặt thế? Em cũng không biết phải nói sao. Chị cứ ra dọn bàn giúp em được không? Chỉ hôm nay thôi, chị giúp em nha chị. Thôi được rồi, em cứ ở đây đi, lát nữa chị ra dọn bàn cho. Dạ vâng, em cảm ơn chị nhiều ạ. Lâm Phong ngồi uống cà phê, anh liếc mắt vào trong thấy Diệp Anh đứng nấp phía trong, không dám ra ngoài. Anh cười tủm tỉm, tự dưng anh thấy lòng dễ chịu thế. Tâm trạng tốt, anh thấy cà phê ở đây rất ngon luôn. Anh ngồi thưởng thức cà phê với vẻ mặt rất thoải mái. Anh nhìn sang bàn bên, thấy chị chỉ đang dọn bàn. Anh gọi, chị ơi! Ơi chị đây, em cần gì à? Chị làm cho em một cốc nâu đá nữa và bảo cô ấy bê ra cho em với nhé. Ý em nói là Diệp Anh hả? Vâng, chị bảo cô ấy bê cà phê ra cho em với. Được, để chị làm luôn. Chị chủ đi vào làm cà phê và bảo tôi. Em bê cà phê ra cho bạn em đi. Bạn em là ai ạ? Em lại giấu chị rồi. Cậu ấy bảo là em bê cà phê ra cho cậu ấy đấy. Chính miệng anh ta nói như thế hả chị? Ừ, đúng, em bê ra đi. Thôi chết rồi, vậy là anh ta nhận ra em rồi sao? Không thể nào, 3 năm rồi mà anh ta sao vẫn nhớ được nhỉ? Vậy là 3 năm trước, em và cậu ta có vấn đề gì đúng không? À, đâu có đâu, chắc là có nhầm lẫn gì ở đây rồi chị. Tôi nói mà mặt méo xệch ra, vậy là hỏng hết rồi. Anh ta nhận ra tôi rồi, trời ơi, tôi phải làm sao để xóa hết những ký ức ngày đó trong đầu anh ta bây giờ chứ? Cuối cùng thì tôi cũng nghĩ ra một cách, đó là tôi sẽ coi như không quen biết anh ta. Tôi sẽ chối bay chối biến chuyện ngày đó. Nói tóm lại tôi không quen biết gì anh ta cả. Tôi thở dài, lấy lại bình tĩnh tự tin, rồi bê cốc cà phê ra bàn cho anh ta và nói. Cà phê của anh đây ạ? Đúng như những gì tôi nghĩ, anh ta đúng là nhận ra tôi rồi. Lâu rồi không gặp, cô có khỏe không Diệp Anh? Tôi giả vờ nói giọng ngạc nhiên. Ơ, người quen à? Anh cũng biết tôi à? Tôi và cô đã gặp nhau từ 3 năm trước đấy. Cô không nhớ tôi sao? Chuyện chúng ta ở trên xe ô tô, ở trên bãi biển ý. Tôi không nhớ, và tôi cũng không quen ai ngoài bãi biển cả. Anh có nhầm tôi với ai không? Đúng là cô mà, cô vẫn như thế, không thay đổi. Làm sao tôi có thể nhầm lẫn được chứ? Cô không nhận ra tôi thật ư? Đúng vậy, tôi không biết anh là ai vậy? Cô không biết tôi, mà hôm trước ở công ty, cô bỏ chạy khi nhìn thấy tôi à? À, chuyện đó là do tôi sợ bị đuổi việc, nên tôi phải bỏ chạy thôi. Có nhân viên nào đâm vào giám đốc, khiến giám đốc ngã lăn quay ra đó, mà lại không sợ bị đuổi việc đâu. Lúc đó tôi lo sợ quá, nên tôi bỏ chạy thôi mà. Cô nói dối, rõ ràng là cô nhận ra tôi, nên cô mới lo lắng như vậy. Cô thừa nhận đi, tôi có làm gì đâu mà cô không dám thừa nhận. Tôi liên tục phủ nhận và nói không biết anh ta. Dù anh ta nói như thế nào, tôi cũng gạt hết đi. Nên anh ta cũng bất lực, không thể nói lại tôi được. Nói thẳng ra chuyện đó chính là vết nhơ trong cuộc đời tôi. Làm sao tôi có thể thừa nhận chuyện đó được? Vậy nhưng anh ta không chịu về, mà cứ ngồi lì ở đó. Mãi tới khi tôi dọn quán và chuẩn bị đi về, anh ta mới đứng dậy và đi ra cửa chờ tôi. Tôi đóng cửa quán và đi về, anh ta liền đi theo. Diệp Anh, để tôi chở cô về nhé. Không cần đâu ạ, tôi tự về được.
11 giờ đêm rồi, cô đi bộ về nguy hiểm lắm, để tôi đưa cô về. Tôi không nói gì và đi thẳng. Anh ta đi phía sau lèo nhèo. Để tôi đưa cô về, tôi có bắt cô trả tiền đâu. Tôi bực quá gắt lên. Anh có câm mồm không hả? Tôi đã nói là không cần, tôi tự về được rồi. Sao anh cứ đi theo tôi thế hả? Phiền phức. Lâm Phong vẫn kiên nhẫn đi theo Diệp Anh. Chính bản thân anh cũng không hiểu tại sao anh lại làm như vậy nữa. Bấy lâu nay, chỉ có anh mới là người phũ phàng lạnh lùng với các cô gái theo đuổi anh. Thế mà hôm nay, anh lại đi theo một người và nghe người ta chửi mình, đuổi mình. Không hiểu liêm sỉ của anh bị rớt ở đoạn nào rồi. Anh vẫn cố gắng để được đi cùng Diệp Anh. Tôi chỉ muốn tốt cho cô thôi mà. Bây giờ muộn lắm rồi. Con gái đi một mình nguy hiểm lắm đấy. Mặc xác tôi, anh bận tâm làm gì? Thôi được rồi. Nếu cô không đồng ý để tôi chở cô về, thì tôi đi bộ cùng cô. Anh bị điên à? Thế xe ô tô của anh thì sao? Thì cứ để đó, lát tôi quay lại lấy sau. Thôi thôi, tôi van lại anh. Anh đừng có dở hơi như vậy có được không? Việc gì anh phải bận tâm về tôi thế chứ? Tôi cũng không biết nữa, chỉ là tôi không thể quên cô. 3 năm trôi qua rồi, nhưng tôi vẫn nhớ cô. Nhưng tôi không nhớ gì về anh cả. Đối với tôi, bất cứ chuyện gì đã qua đi, tôi sẽ không nhớ. Nên anh đừng nhắc mấy cái chuyện từ cái thời xa xưa ấy nữa. Chỉ vô ích mà thôi. Anh hiểu chưa? Tôi chưa hiểu. Cái tên cố chấp này. Tôi sút cho anh ta một phát vào háng, khiến anh ta kêu á lên một tiếng rồi khuỵu gối xuống, nhăn nhó. À, đau quá. Sao cô sút mạnh thế à? Tôi không thèm để ý tới anh ta. Nhanh chóng bước đi. Tôi muốn đi nhanh để cắt đuôi anh ta. Loại người phiền phức và dai như đỉa đói của anh ta. Tôi thực sự không muốn gặp lại nữa. Tôi bước thật nhanh để cắt cái đuôi phiền phức là anh ta đi. Anh ta đúng là phiền phức thật. Ngày đó tiền trao cháo múc xong xuôi cả rồi. Tôi và anh ta đã thống nhất là sẽ không liên quan dính dáng gì với nhau nữa. Đó chỉ là tình một đêm chớp nhoáng. Xong là xong. Thế mà giờ gặp lại, anh ta cứ lèo nhèo đi theo tôi. Không biết anh ta nghĩ gì nữa. Đúng là khó hiểu mà. Tôi vừa đi vừa lẩm bẩm. Sao anh ta cứ phải bận tâm về một người như mình vậy nhỉ? Rõ ràng anh ta là giám đốc một công ty lớn. Anh ta rất giàu có mà. Sao cứ phải lèo nhèo đi theo mình chứ? À, mình nhớ ra rồi. Mình còn nợ anh ta 100 triệu cơ mà. Ngày đó anh ta chuyển thừa cho mình 100 triệu. Không lẽ giờ anh ta gặp mình, muốn đòi nợ hay sao? Mình đã hiểu rồi. Chả trách, anh ta cứ đi theo mình mãi như thế. Nhưng bây giờ mình lấy đâu ra tiền để trả nợ cho anh ta bây giờ? Thôi có gì để mình thương lượng anh ta cho mình trả góp vậy. Tôi đang mải suy nghĩ thì một người đàn ông say rượu đi ngang qua nhìn thấy tôi. Ông ta liền trêu ghẹo: "Em gái ơi, đi đâu thế?" Tôi biết ông ta say rượu nên tôi tránh đi để tránh những chuyện phiền phức, nhưng ông ta lại được đà làm tới. "Em gái ơi, cho anh ôm một cái." Vừa nói, ông ta vừa lao lại giang hai tay ra để ôm tôi. Nhưng đúng lúc đó, anh ta xuất hiện, hất ông say rượu ra ngoài. Anh ta kéo tôi về phía anh ấy. Ông say rượu bị hất văng ra, ngã cắm đầu xuống đất. Còn tôi thì bị anh ta kéo sát vào người. Rồi anh ta ôm lấy tôi, giống như kiểu anh hùng cứu mỹ nhân vậy. Mà anh ta cứu nhầm mỹ nhân sư tử rồi. Cỡ như ông say rượu kia, tôi chỉ cho đấm là rụng hết răng cửa, bừa hết răng hàm ngay. Bởi mấy năm học võ của tôi chỉ để phòng thân những lúc này thôi mà. Anh ta ôm tôi rồi lo lắng hỏi: "Cô có bị sao không?" "Tôi không sao, bây giờ anh buông tôi ra được rồi đấy." "Tôi nói rồi mà, cô đi một mình nguy hiểm lắm mà cô không nghe tôi." Tôi chán không buồn trả lời anh ta, tôi cứ đi thẳng. Anh ta vẫn kiên nhẫn đi theo tôi. Cho tới khi tôi về tới nhà, tôi mở cổng đi vào trong rồi, anh ta vẫy vẫy: "Cô ngủ ngon nhé, tôi về đây." Tôi không nói gì, đi thẳng vào nhà. Đối với tôi hôm nay là một ngày tồi tệ, không vui vẻ gì. Tôi đi vào nhà mẹ tôi vẫn thức, bà chờ tôi về. "Hôm nay mẹ vẫn chưa ngủ à?" "Mẹ chờ con về, nay đi làm có mệt không con?" "Dạ cũng hơi mệt thôi ạ." "Con ngồi xuống đây, mẹ bảo này." "Dạ." Mẹ tôi giở cọc tiền ra và nói: "Đây là tiền mà lúc chiều tối,
một người bạn của con tới chơi và cho mẹ đấy. Mẹ nói bạn con tới chơi à? Đúng thế, cái cậu cao cao, mặc sơ mi trắng ấy. Cậu ấy vừa đẹp trai, vừa chu đáo quá con nhỉ. Tôi nghiến răng, là anh ta. Chết tiệt thật, anh ta đã mò tới tận nhà mình rồi. Rốt cuộc là anh ta muốn gì chứ? Mình chỉ muốn một cuộc sống yên ổn thôi mà. Sao anh ta cứ đi theo và làm khó mình như vậy? Mẹ đưa tiền của anh ta đây, ngày mai con sẽ trả lại cho anh ta mẹ ạ. Con và anh ta không quen nhau, nên chúng ta không thể nhận tiền của anh ta được ạ. Thế à? Vậy thì tùy con muốn làm sao thì làm. Vâng ạ. Tôi cầm cọc tiền và đi về phòng nằm. Tôi nằm nghĩ trằn trọc cả đêm không ngủ được. Sau 3 năm không chạm mặt, mọi chuyện đang rất yên bình thì tự dưng lại gặp anh ta, khiến đầu óc tâm trí tôi rối tung lên. Những ngày tháng sau này tôi phải làm sao đây? Không lẽ tôi lại xin nghỉ việc và đi tìm một công việc khác để tránh mặt anh ta ư? Trời đất ơi, tôi thấy hoang mang thật sự. Ngày hôm sau, tôi đi làm và mang theo cọc tiền tới công ty để tìm anh ta và trả lại. Nhưng tôi để ý, cả buổi sáng không thấy anh ta tới công ty. Không biết hôm nay anh ta bận gì mà không tới. Thấy tôi cứ nhìn ra cửa, chị Hoa hỏi. Diệp Anh, em đang chờ ai à? Đâu có đâu chị. Thế sao em cứ nhìn ra cửa thế à? Em nhìn ra để nếu thấy hai chị nhân viên khó tính kia thì em tránh mặt đi cho yên chuyện chị ạ. Ừ, thôi chị em mình dọn dẹp nốt rồi còn nghỉ ăn cơm trưa. Vâng ạ. Mãi tới chiều mà tôi vẫn chưa thấy Lâm Phong tới. Không biết anh ta đi đâu mà không thấy tới nữa chứ. Cọc tiền của anh ta tôi vẫn để trong túi áo, chờ để trả cho anh ta mà chẳng thấy đâu. Chắc hôm nay anh ta không tới công ty rồi. Chán thật, chắc là lại phải để ngày mai mới trả được rồi. Diệp Anh đang lau dọn ở hành lang gần phòng làm việc của mọi người. Trong số đó có Hồng và Linh. Hai người đó vốn có xích mích với Diệp Anh từ hôm chạm mặt nhau ở phòng khách, nên Hồng và Linh vẫn để bụng và tìm cách phá Diệp Anh. Hồng ngồi trong phòng, nhìn qua cửa sổ, thấy Diệp Anh đang lau hành lang, cô gọi Linh. Linh ơi, lại đây tao bảo. Có chuyện gì thế? Mày nhìn ra ngoài kia mà xem, cái đứa mà mình ghét ấy, nó đang lau hành lang kia kìa. Cái con quét dọn đó à? Tao vẫn cày cái vụ vì nó mà tao với mày bị anh Tuấn mắng đấy. Chuyện vẫn chưa xong đâu. Tao cũng có cay kém gì mày đâu. Tao càng nghĩ lại càng tức mày ạ. Chúng ta phải tìm cơ hội tần cho nó một trận đi. Được đấy, tao cũng đang ngứa tay đây. Từ lúc đó, Hồng và Linh luôn để mắt tới Diệp Anh để tìm cơ hội đánh Diệp Anh. Tôi lau hành lang xong, vào nhà vệ sinh giặt chổi để cất đi, thì chị Hồng và Linh, hai người mà mấy hôm nay tôi luôn tránh mặt xuất hiện. Con Danh, mày nhớ bọn tao chứ? Tôi thở dài và nói, sao hai chị cứ tìm cách gây sự với tôi vậy? Hai chị để yên cho tôi làm việc đi. Giữa chúng ta đâu có liên quan gì tới nhau đâu, mà hai chị cứ phá tôi vậy. Đơn giản là vì mày mà bọn tao bị anh Tuấn mắng. Vì mày mà bọn tao bị mất điểm trước mặt anh ấy. Thế nên mày phải bị trừng phạt, mày hiểu chưa hả? Tôi thấy mọi chuyện không liên quan tới nhau. Hai chị cứ để bụng rồi làm quá lên thôi. Hai chị về phòng làm việc đi, để tôi còn làm việc. Tao không thích, tao thích ở đây với mày đấy. Mày làm gì được tao thì làm đi. Hai chị liền túm lấy tay tôi. Tôi liền hất hai chị ra rồi đi thẳng ra ngoài. Ê, con kia, đứng lại, mày đứng lại cho tao. Hồng đang định chạy đuổi theo Diệp Anh thì Linh kéo lại. Để lúc khác xử nó đi, giờ tao có cái này hay lắm này. Mày bỏ tao ra, để tao đuổi theo nó. Sao có thể để nó bỏ chạy như thế được? Thôi kệ nó đi, nó bỏ của chạy lấy người rồi, không cần phải đuổi theo nữa đâu. Mày nhìn đi, nhìn đi. Linh cầm cọc tiền mà cô vừa móc trộm của Diệp Anh chìa vào mặt Hồng. Mày mở mắt ra mà nhìn đi, nhìn xem đây là cái gì. Tiền, tiền nhiều thế, tao vừa móc trộm của con đĩ kia đấy. Lát về chúng ta đi xóa. Ok ok. Hồng và Linh nhanh chóng mang cọc tiền mà họ móc trộm của Diệp Anh vào trong phòng. Mắt Linh sáng rực lên. Tiền mới đét luôn, mùi tiền thơm quá mày ạ. Chỗ này 50 củ chia đôi, mỗi đứa 25 triệu nhá. Lát về đi bay luôn. Ok, mà sao cái con quét dọn này nó mang lắm tiền đi làm thế nhỉ? Nó mà cũng có nhiều tiền thế cơ à?
Tao biết làm sao được. Tao thấy lòi ra thì tao móc luôn thôi. Mà mặc xác nó, nhiều tiền hay ít tiền, cứ vào tay mình là tiền của mình rồi. Chuẩn đấy, nay có tiền thì tạm tha cho nó, ngày mai xử tiếp. Gần tới giờ về, tôi mới nhớ, tôi sờ tay vào túi áo thì không thấy tiền đâu cả. Chết rồi, cọc tiền đâu rồi? Tôi để trong túi áo, chưa ăn cơm vẫn còn thấy, sao bây giờ lại không thấy đâu chứ? Không lẽ tôi làm rơi tiền ư? Thế này thì lấy đâu ra tiền để trả cho Lâm Phong đây? Tôi cuống lên đi tìm. Chết rồi, mất tiền rồi. Diệp Anh, em tìm gì thế? Chị Hoa ơi, chị tìm tiền giúp em với. Em vừa bị rơi tiền chị ạ. Rơi tiền á? Nhiều không em? Dạ, một cọc 50 triệu ạ. Ôi trời ơi, sao nhiều thế? Em để đâu mà rơi? Dạ, em để trong túi áo ạ. Trời đất ơi, 50 triệu chứ có ít ỏi gì đâu. Khổ thân em tôi. Để chị ra báo chú bảo vệ, chú ấy vào tìm giúp nhé. Vâng ạ. Tôi và chị Hoa với chú bảo vệ tìm mãi nhưng không thấy cọc tiền của tôi đâu cả. Chị Hoa nói, chắc là ai nhặt được rồi, không còn ở đây đâu. Giờ chỉ có báo với quản lý, để quản lý hỏi xem ai nhặt được rồi xin lại thôi em ạ. Chứ tìm mấy vòng rồi có thấy đâu. Lúc đó Lâm Phong và Quang Tuấn đi ngang qua, nhìn thấy Diệp Anh và Lâm Phong lại gần và hỏi, có chuyện gì thế? Chú bảo vệ liền nói, dạ cô gái này bị rơi tiền thưa giám đốc. Diệp Anh bị rơi tiền à? Nhiều không? Tôi lý nhí trả lời, 50 triệu, một cọc tiền 500 ngàn mới ạ. Lâm Phong ghé vào tai Diệp Anh nói nhỏ, em đi làm mà mang nhiều tiền thế cơ à? Tiền đó là của anh, tôi mang trả anh, ai ngờ tôi làm rơi mất tiêu rồi. Tôi có bắt em phải trả đâu, mà em vô duyên vậy. Tôi biếu mẹ em chứ tôi có cho em đâu mà em mang trả. Tôi chưa thấy ai vô duyên như em đâu, Diệp Anh ạ. Tôi đang buồn đứt cả ruột, anh còn nói vậy được à? Thôi, không cần phải tìm đâu. Tôi cho em đền bù vào số tiền mất đó, thế là xong. Anh bị điên rồi giám đốc ạ. Sau đó Lâm Phong gọi cho Tuấn. Tuấn, cậu báo với các bộ phận xem có ai nhặt được tiền của Diệp Anh không nhé. Tiện thể cậu bảo nhân viên bảo vệ check cam luôn. Nếu ai nhặt được mà cố tình không trả thì đuổi việc luôn. Vâng, tôi hiểu rồi. Nếu vẫn không tìm thấy, cậu lấy tiền của tôi đưa cho cô ấy. Quang Tuấn vốn không biết Lâm Phong và Diệp Anh biết nhau, nên khi nghe giám đốc nói như vậy, anh vô cùng ngạc nhiên hỏi, giám đốc nói thật hay đùa thế ạ? Ý giám đốc nói là lấy tiền của giám đốc sao ạ? Ừ, cô ấy đi làm vất vả, có được bao nhiêu tiền đâu, lại làm mất số tiền lớn như vậy. Cứ lấy tiền của tôi đưa cho cô ấy. Vâng, tôi biết rồi. Tôi vội vàng từ chối luôn. Không không, tôi không lấy tiền của giám đốc đâu ạ. Xin giám đốc đừng làm tôi khó xử. Quang Tuấn gật đầu đồng tình với tôi. Diệp Anh nói đúng đấy, giám đốc đừng làm cô ấy khó xử. Lâm Phong có vẻ không vui, anh gật đầu rồi đi về phòng. Còn Quang Tuấn đi thông báo với các bộ phận để xem có ai nhặt được tiền của Diệp Anh không. Nhưng không ai nhặt được cả. Nghe thông báo nhân viên bảo vệ sẽ kiểm tra, Hồng và Linh lo lắng, đứng ngồi không yên. Hồng hỏi Linh, này, chết rồi, liệu chúng ta có bị lộ không hả? Giám đốc mà biết, chúng ta lấy tiền của nó là chúng ta chết chắc đấy. Linh chẹp miệng rồi nói, cái con ngốc này, mình không nhận thì ai mà biết. Tiền mình đã chia đôi ra rồi, không phải sợ đâu. Người ta check cam thấy thì sao? Đúng là con ngu. Trong nhà vệ sinh làm gì có cam. Mày tỉnh táo lên hộ tao cái. Ừ nhỉ, thế mà tao cũng không nghĩ ra. Mày đầu đất hơn tao nghĩ đấy. Đầu phải nhảy số lên nhanh, hiểu chưa? Tao hiểu rồi. Nhân viên bảo vệ check cam nhưng không phát hiện ra vấn đề gì cả. Sau đó mọi người còn phải khám xét từng người một, nhưng vẫn không thấy cọc tiền 50 triệu của Diệp Anh đâu. Nhân viên bảo vệ khám xét còn Quang Tuấn đứng giám sát nhưng vẫn không phát hiện ra vấn đề gì cả. Tới lượt Hồng, nhân viên bảo vệ thấy 25 triệu tiền mặt ở trong túi sách của cô thì hỏi, sao cháu mang nhiều tiền đi làm thế? Hay là cháu lấy tiền của Diệp Anh? Hồng mặt tỉnh bơ như không, cô chẹp miệng rồi nói giọng mỉa mai, đúng là mấy cái người nghèo khổ, chưa thấy ai mang 25 triệu trong người bao giờ à? Tôi nói cho chú biết luôn là trong túi sách của tôi lúc nào cũng có vài chục triệu nhé. Nhà tôi lại không có gì ngoài tiền. 25 triệu đã là cái gì? Cái điện thoại và bộ mỹ phẩm của tôi cũng gần trăm củ rồi đấy.
Cái túi sách này cũng có giá 60 triệu rồi đấy chú ạ. Chú kiểm tra cẩn thận, không là sức túi của tôi đấy. Rồi chú đi làm cả năm cũng không đủ tiền đền cho tôi đâu. Quang Tuấn nghe vậy liền nói, kiểm tra là công việc của chú ấy, cô đừng tỏ thái độ khinh người như vậy nữa. Nhưng mà chú ấy nghi ngờ em đấy anh. Thì chú ấy kiểm tra mọi người, ai cũng mang ít tiền, riêng cô mang nhiều tiền thì đương nhiên là chú ấy hỏi vậy thôi. Cô không lấy thì thôi, có gì đâu mà cô phải nặng lời thế. Em có nặng lời đâu chứ. Rồi tới lượt Linh thấy Linh có 25 triệu tiền trong túi sách thật đấy. Nhưng Linh không thừa nhận thì không ai buộc tội được Linh cả. Nên kết quả Diệp Anh không tìm thấy tiền, mọi người đi về hết rồi, chỉ còn Diệp Anh ngồi đó. Quang Tuấn lại chỗ Diệp Anh và nói, không tìm thấy rồi, cô không nhớ là mình ở rơi chỗ nào à? Tôi không nhớ, tôi chỉ nhớ là lúc trưa đi ăn cơm, tôi vẫn còn tiền, sau đó thì tôi không nhớ nữa. Vậy sao cô đi làm mà mang nhiều tiền thế? Làm việc ở nơi đông người như thế này thì biết làm sao được ai là người tốt, ai là người xấu chứ? Tại tôi mang đi trả nợ, tiền của người khác, chứ tôi đâu có tiền nhiều như thế đâu. Cô có cần gấp không? Tôi cho cô mượn tiền nhé. Cô cho tôi số tài khoản, tôi sẽ chuyển cho cô. Không cần đâu, tôi sợ mang nợ người khác lắm. Cảm ơn anh, tôi về đây. Thế giám đốc nói cho cô tiền đó, cô có lấy không? Tôi không lấy tiền của ai hết. Anh cho tôi gửi lời cảm ơn tới anh ấy. Giờ tôi về đây, chào anh. Quang Tuấn bắt đầu ấn tượng về Diệp Anh. Anh chưa gặp cô gái nào như Diệp Anh cả. Những cô gái mà anh gặp, ai cũng rất mê mệt tiền. Anh nói cho tiền là lấy ngay. Thậm chí những cô gái đó còn chủ động xin tiền anh nữa chứ. Chứ đâu như Diệp Anh, nói cho tiền còn không thèm nhận. Và những cô gái kia luôn tìm cách tiếp cận anh, thả thính anh. Còn Diệp Anh thì lại ngược lại. Cô còn không thèm nhìn thẳng vào đôi mắt si tình của anh lấy một lần, khiến anh thấy hơi khó chịu. Diệp Anh về rồi, Quang Tuấn mới nhớ ra là anh quên không xin số điện thoại của Diệp Anh. Anh buồn bã đi vào phòng, Lâm Phong mới hỏi, có thấy tiền không? Không ạ, check cam cũng không thấy gì cả. Gửi đoạn cam đó cho tôi, để tối rảnh tôi sẽ xem lại. Không thấy gì mà anh cũng không cần phải xem lại đâu. Tôi nghe nói nhân viên Hồng và Linh ở phòng thiết kế và Diệp Anh có xích mích với nhau, cậu có biết chuyện đó không? Chuyện đó thì tôi biết. Thế khi nãy cậu cho người kiểm tra Hồng với Linh, cậu thấy có gì khác biệt không? Quang Tuấn nghĩ rồi trả lời, có, Hồng có 25 triệu và Linh cũng có 25 triệu. Cộng số tiền đó lại đi là 50 triệu. Không lẽ hai người đó thông đồng với nhau sao? Cậu hiểu ý tôi rồi đấy. Tôi tưởng cậu thông minh thế nào chứ, sau vấn đề này cậu lại chậm chạp vậy. Quang Tuấn lúc này mới ngờ ngợ. Giám đốc nói đúng, Hồng và Linh là hai người đáng nghi ngờ nhất đấy. Nhưng giờ không có bằng chứng thì phải làm sao ạ? Để mai họ đi làm, cậu bảo hai người đó vào đây gặp tôi. Nhưng không có bằng chứng, họ không nhận thì sao ạ? Giám đốc đã nghĩ tới trường hợp đó chưa? Tôi sẽ có cách mà. Lâm Phong đứng dậy và nói, thôi về, tối nay tôi còn bận đi uống cà phê. Giám đốc đi uống cà phê sao? Giám đốc đi hẹn hò ư? Tôi đi trông người thôi. Chúng ta mau về cả muộn. Giám đốc trông người là trông ai thế? Cậu hỏi làm gì việc riêng của tôi? Cậu tò mò nó vừa thôi. Giám đốc nói đi mà. Giám đốc trông ai vậy? Không nói. Quang Tuấn cứ gặng hỏi mãi, nhưng Lâm Phong không nói. Anh về nhà ăn cơm, tắm giặt sạch sẽ, rồi đứng trước tủ quần áo vân vân. Mình mặc bộ nào bây giờ nhỉ? Mặc vest hay sơ mi trắng? Hay là sơ mi kẻ nhỉ? Lâm Phong chọn quần áo để mặc, rồi lại phân vân, không biết nên đi đôi giày nào, đeo đồng hồ nào và xịt nước hoa hãng nào. Tâm trạng của anh cứ hồi hộp như lần đầu đi hẹn hò vậy. Tôi về nhà ăn cơm với mẹ, nhưng tôi không dám nói với mẹ chuyện tôi mất tiền. Số tiền đó đối với mẹ tôi rất lớn, nên bà sẽ buồn lòng lắm. Tôi ăn cơm cũng không thấy ngon nữa. Số tôi đen đủi thật, đã không trả được số nợ cũ, nay lại tăng thêm nợ mới. Biết đến bao giờ tôi mới trả hết nợ đấy. Thấy tôi buồn buồn, mẹ mới hỏi, Diệp Anh, nay con mệt hả con? Con không ạ. Thế sao nhìn con mệt mỏi thế? Dạ con không sao đâu mẹ ạ. Chắc tại thời tiết nóng nực nên người mệt mỏi đấy mẹ. Vậy lát nữa mẹ mua nước mía cho con uống nhá.
Dạ thôi, để lát con đi làm thêm con mua luôn cũng được ạ. Ừ, thế con nhớ mua mà uống cho mát nhé. Vâng ạ. Mai mẹ Ninh đỗ đen, uống cho mát. Thời tiết mùa hè oi bức quá con nhỉ. Vâng ạ. Thôi con ăn no rồi, con đi tắm rồi đi làm đây mẹ ạ. Ừ, con cứ đi tắm đi. Tôi đi bộ tới quán cà phê mà lòng nặng trĩu những suy tư. Tôi không biết lấy đâu ra 50 triệu để cho Lâm Phong đây. Tôi phải làm sao đây? Sao số tôi đen đủi vậy chứ? Tôi đi bộ, trên vỉa hè thì có chiếc ô tô đi dưới làn đường, cứ bật xi nhan rồi bấm còi bìm bịp. Tôi mới quay lại nhìn, thì tôi thấy cái xe ô tô này quen quen, như kiểu tôi gặp ở đâu rồi ý. Tôi mới nhớ ra, Lâm Phong chính là xe của anh ta. Sao anh ta lại bám đuôi mình đây mà? Tôi cứ đi thẳng vào phớt lờ anh ta, thì anh ta thò đầu ra cửa kính và nói rất to. Này, đi taxi không? Tôi im lặng không nói gì. Anh ta lại tiếp tục nói. Taxi miễn phí không? Tôi thở dài rồi quay lại nói. Không, sắp tới chỗ tôi làm rồi mà. Cô lên đây cho đỡ mỏi chân. Tới nơi rồi mà. Đi thêm vài bước nữa là tới quán cà phê. Tôi vào làm việc, còn anh ta thì vào uống cà phê. Lâm Phong mang cả máy tính tới để vừa uống cà phê vừa giải quyết công việc. Anh cười thầm. Vừa giải quyết công việc, vừa được uống cà phê, vừa được nhìn Diệp Anh làm việc. Đúng là quá tuyệt. Mình thích cảm giác này. Những lúc tôi rảnh rỗi, nhìn ra chỗ Lâm Phong, tôi thấy anh ta nhìn tôi. Rồi anh ta đúng là rảnh quá. Không biết tôi có gì mà anh ta nhìn tôi nhiều thế. Quán ít khách, tôi rảnh, nên tôi ngồi xuống cạnh anh ta và nói. Lâm Phong này, tôi bảo này. Anh đấy, em cứ nói đi. Số tiền mà anh đưa cho mẹ tôi hôm trước ấy, tôi không may làm mất rồi. Giờ không còn tiền để trả lại anh nữa. Anh cho tôi nợ nhé. Lâm Phong suy nghĩ một hồi rồi nói. Em có muốn trừ hết nợ luôn không? Trừ bằng cách nào? Hôn anh một cái, anh trừ hết nợ luôn. Tôi lừ mắt nhìn anh ta và nói. Anh hết chuyện để đùa rồi à? Anh nói thật, em không muốn trừ nợ à? Hôn môi anh đi, rồi anh trừ hết nợ. Nói xong Lâm Phong chu môi ra trước mặt tôi và nói. Đây môi đây, em hôn đi. Anh đừng như vậy nữa, người ta cười cho đấy. Người ta cười thì kệ người ta, mình có làm gì sai trái đâu mà sợ. Nào, em hôn anh đi. Tôi liền ấn cốc cà phê vào mồm anh ta. Người đâu mà vô duyên hết phần thiên hạ thế không biết. Thôi thôi, anh uống cà phê đi, đừng làm trò hề nữa. Anh không ngại nhưng tôi thấy ngại đấy. Có gì đâu mà ngại, em cứ kệ mọi người, bận tâm làm gì. Thôi, anh uống cà phê đi, tôi phải vào làm việc đây. Tôi đi vào rửa cốc chén và tôi nghĩ tới lúc anh ta chu môi ra. Tự dưng tôi bật cười và nghĩ, không biết mọi người trong công ty sẽ nghĩ gì khi nhìn thấy bộ dạng của giám đốc mình như vậy. Bản thân anh là giám đốc một công ty giải trí lớn, gia đình giàu có, không thiếu thứ gì. Thế mà cũng có những lúc tấu hài như vậy. Tôi cảm nhận anh ta là một người tốt và có trái tim nhân hậu, nên tôi nghĩ tôi không cần phải tránh mặt anh ấy đâu. Chuyện gì đã qua rồi thì cho nó qua đi, đừng bận lòng nữa. Câu chuyện của 3 năm trước cũng vậy, tôi nên quên đi. Từ nay về sau, tôi sống một cuộc sống mới, một công việc mới. Mọi thứ cứ yên bình như vậy là được. Tôi mải dọn dẹp tới 11 giờ về. Tôi thấy Lâm Phong ngồi đó. Rồi tôi đi ra nói. Tới giờ quán đóng cửa rồi, anh về đi. Anh chờ em mà, chúng ta cùng về nhé. Nhà anh xa, anh cứ về trước đi. Nhà tôi đi bộ có 5 phút là tới rồi mà. Để anh chờ em về, để em đi bộ thế này anh không yên tâm. Anh không cần phải lo cho tôi đâu, anh cứ về đi ạ. Tôi nói mãi, cuối cùng Lâm Phong cũng đứng dậy trả tiền cà phê. Anh trả tiền 2 cốc cà phê. Anh không cần trả tiền đâu, cứ đi về đi. Ơ, sao lại thế? Anh uống 2 cốc liền đấy. Có mấy chục bạc thôi mà, tôi mời anh. Mắt Lâm Phong sáng rực lên, anh cười tít mắt lại. Thật à? Em mời anh cà phê thật đấy à? Vâng, anh về đi. Lâm Phong cứ cười tủm tỉm, rồi rời khỏi quán, để Diệp Anh dọn quán rồi đóng cửa. Anh ra ngoài xe cười sung sướng. Cô ấy mời mình uống cà phê. Trời ơi, đêm nay mình mất ngủ vì quá hạnh phúc mất thôi. Lâm Phong ngồi chờ tới lúc Diệp Anh đi ra về,
Anh chạy lại. Ú oa, trời đất, anh vẫn chưa về à? Anh chờ em mà, lên xe đi, anh chờ em về. Tôi đi bộ mấy phút là về tới nhà thôi mà, tôi nói mãi mà anh không chịu nghe gì cả. Em lên xe đi, rồi anh nghe em nói. Tôi không đi, anh phiền phức thật đấy. Tôi cứ đi thẳng, còn Lâm Phong thì cứ đi lẽo đẽo theo tôi. Tôi bực quá mới gắt lên, thì Lâm Phong xị mặt xuống và quay lại. Vậy em đi về cẩn thận nhé, anh quay lại lấy xe rồi về đây. Vâng, thế thì ai mà gắt chứ? Ai bắt anh đi theo tôi, bây giờ quay lại mất công chưa? Tôi nhìn Lâm Phong đi mà tôi bật cười. Đấy, tôi đã bảo là về luôn từ nãy thì không nghe. Cứ đi theo tôi, bây giờ lại phải đi bộ quay lại lấy xe. Cho chừa đi, ngang bướng, nói thì cứ lì cái mặt ra như vậy đấy. Tôi đi thêm vài bước thì tôi gặp ba thằng nghiện. Nhìn thấy tôi, chúng nó vội lảng đi ngay. Bởi lần trước tôi đi làm về, tôi cũng gặp bọn chúng ở đây. Bọn chúng thấy tôi đi một mình nên kiểu dọa tôi và bắt tôi đưa tiền cho bọn chúng. Nhưng số bọn nó đen đủi khi gặp phải một đứa có võ như tôi. Bọn chúng bị tôi đấm cho tè mỏ, và từ đó hễ cứ nhìn thấy tôi, bọn nó lảng ngay. Hôm nay cũng vậy, bọn chúng đi qua rồi tôi mới chợt nghĩ. Bọn nghiện này đi về hướng Lâm Phong đang lấy xe. Có khi nào bọn nó chặn Lâm Phong và cướp tiền của anh ấy không nhỉ? Mình có nên quay lại đó xem Lâm Phong thế nào không nhỉ? Nhỡ bọn này nó hại Lâm Phong thì sao? Trước bọn nó cũng vác dao chặn đường mình để xin tiền mà. Nhưng mình có võ, mình không sợ. Giờ chỉ lo cho Lâm Phong thôi. Tôi thấy không yên tâm nên vòng quay lại chỗ Lâm Phong để xe. Tự dưng tôi lại thấy lo lắng, bất an vô cùng. Không biết có chuyện gì xảy ra với anh ấy không? Sao tôi lại thấy mình lo lắng như vậy? Lâm Phong vừa nghĩ tới, khi nãy Diệp Anh nói mời anh uống cà phê, anh cười một mình. Cô ấy mời mình uống cà phê, cô ấy còn nhìn mình cười nữa. Có phải là cô ấy thích mình không nhỉ? Lâm Phong đang mải mê suy nghĩ thì ba tên nghiện đã đi tới gần. Một tên lên tiếng. Em trai, đi đâu về muộn thế hả? Lâm Phong đang mải suy nghĩ, nên khi anh nghe giọng người lạ hỏi thì anh giật mình. Anh quay lại nhìn xem ai vừa hỏi mình thì anh thấy ba người đàn ông trẻ tuổi nhưng nghiện ma túy, người gầy xác xơ, trông rất chán đời. Lâm Phong liền hỏi lại. Có chuyện gì sao? Một tên gãi đầu gãi cổ rồi nói. Cũng không có chuyện gì lớn cả, chỉ là dạo này bọn anh khó khăn quá. Em trai nhìn phong độ như vậy chắc là người giàu có rồi. Mà người giàu thì nên giúp đỡ những người nghèo như bọn anh phải không? Lâm Phong hiểu ý, ba tên nghiện muốn xin tiền nên anh nói. Ba người muốn xin tôi tiền chứ gì? Đúng rồi, em đẹp trai và thông minh quá. Lâm Phong hỏi rất tự nhiên. Các anh cần bao nhiêu tiền? Ba thằng nghiện nhìn nhau cười ha hả rồi nói. Em trai dễ tính quá nhỉ? Giờ em trai có bao nhiêu tiền? Đưa hết đây. Lâm Phong thò tay vào túi quần rồi nói. Tôi không mang tiền mặt, vậy tôi chuyển khoản nhé. Các anh đọc số tài khoản đi. Một tên rút cái kim tiêm ra và đe dọa Lâm Phong. Mày nhờn với bọn tao à? Đưa tiền mặt đây, không tao đâm cho phát bây giờ. Lâm Phong cũng lì lợm. Anh không đưa tiền cho ba tên nghiện mà anh còn đứng nói đạo lý với bọn chúng. Tôi nói rồi, tôi không mang tiền mặt. Nếu anh thích đâm thì các anh cứ đâm thôi. Đâm được tôi, các anh cũng phải trả giá đắt đấy. Các anh nghĩ tới hậu quả chưa? Ba tên nghiện tức lắm, đã không xin được tiền, lại còn bị dạy đời. Lại đã thế, Lâm Phong lại nói nhiều hết phần của bọn chúng, nên bọn chúng lại càng cay. Mẹ kiếp, mày mau nôn tiền ra, không hôm nay bọn tao cho mày chết ở đây đấy. Mày nhìn bọn tao, chắc mày hiểu rồi. Bọn tao không sợ cái gì đâu, và cũng chẳng còn gì để mất nữa. Mau nôn tiền ra. Tôi nói rồi, tôi không mang tiền mặt. Đọc số tài khoản đi tôi chuyển cho. Tiền trong tài khoản, chứ có phải trong bụng tôi đâu mà bắt tôi nôn ra. Mẹ cái thằng nhãi danh này, mày muốn chết chứ gì? Tôi không muốn chết, tôi còn chưa lấy vợ thì chết làm sao được. Mấy người cũng vừa phải thôi chứ. Làm ăn chân chính không làm lại đi cướp. Phải có làm thì mới có ăn chứ. Cứ đòi ăn không của người khác thì sao mà ăn nổi. Ăn đấm ăn đạp, chứ tiền đâu ra mà ăn. Ba tên nghiện bị Lâm Phong dạy đời chửi đều thì tức lồng bổ lên. Mẹ kiếp thằng chó, đánh nó đi bọn bay. Lâm Phong thấy bọn chúng tụ lại để đánh mình thì anh bỏ chạy. Thế là ba tên nghiện vừa chạy vừa hét.
tóm lấy nó, đánh nó nhanh lên. Lâm Phong chạy một đoạn, anh quay lại vẫn thấy ba tên kia đuổi theo. Chết dở, bọn nó vẫn đuổi theo mình chứ. Mà cái đoạn đường này thì tối om thế này. Đúng lúc đó tôi đi tới, Lâm Phong nhìn thấy tôi, anh ngạc nhiên và dừng lại hỏi. Diệp Anh, sao em quay lại đây thế? Em quay lại tìm anh. Tìm anh ư? Thôi, mình chạy thôi. Em có mấy thằng nghiện cứ đuổi theo anh kia kìa. Lâm Phong kéo tay tôi đi, nhưng tôi giữ anh ấy lại và nói giọng chị Đại che chở. Anh không cần phải bỏ chạy đâu, có em ở đây rồi. Bọn nó ba tên đấy, nhớ nó đâm cho phát là mình dính bệnh thế kỷ là chết dở đấy. Mau chạy thôi em. Tôi nắm tay Lâm Phong động viên anh ấy. Đừng sợ, có em bảo vệ anh rồi mà. Anh đứng yên ở đây, để em xử bọn nó cho. Ơ kìa, em là con gái, làm sao mà đánh lại bọn nó được? Nghe lời anh chạy đi em. Bọn nghiện đã đuổi tới nơi. Tôi liền đẩy Lâm Phong ra phía sau tôi và gắt lên. Anh đứng ra phía sau em đi, cấm chạy lung tung đấy. Tôi vuốt gọn mái tóc của mình lên rồi lao về phía ba tên nghiện. Tôi tung một cú đá, một tên nghiện bay xa mấy mét. Rồi tôi túng một tên nữa và lên gối liên tiếp vào bụng hắn, khiến hắn khuỵu gối xuống và nôn ra đồ ăn. Còn tên thứ ba bỏ chạy, tôi liền tháo giày thể thao của mình ra phi thẳng vào đầu hắn, rồi lao lại đấm vào mặt hắn mấy phát và kết thúc cuộc ẩu đả luôn tại lúc đó. Lâm Phong há hốc mồm kinh ngạc. Trời ơi, cuối cùng thì mình đã tìm được chân ái của đời mình rồi. Chính là Diệp Anh, cô ấy chính là nữ hoàng của lòng mình, tình yêu của mình đây rồi. Cô ấy rất ngầu lòi luôn, idol của lòng tôi. Chỉ trong 2 phút, tôi đã hạ xong 3 tên nghiện. Bọn nó sợ hãi bỏ chạy luôn. Lâm Phong lại gần tôi và nhìn tôi với ánh mắt rất ngưỡng mộ. Em giỏi quá, anh không ngờ luôn đấy. Cho anh xin chữ ký đi. Có gì đâu mà anh nói quá lên thế. Lần sau anh đừng đợi em tới muộn như thế này nữa. Đi đường nguy hiểm đấy. Anh muốn đợi để đi cùng em mà. Thật sự anh rất muốn đi cùng em. Tôi nhìn vẻ mặt thật thà của Lâm Phong. Tôi động lòng nói. Đi thôi. Lâm Phong tròn xoe mắt nhìn tôi rồi nháy nháy mắt. Mình đi là đi đâu thế em? Đi về. Anh đưa em về chứ đi đâu nữa. Lâm Phong gãi đầu nói giọng lý nhí. Thế mà anh lại tưởng em rủ anh đi chơi. Gần 12 giờ đêm rồi đấy. Nửa đêm rồi còn đi chơi được hay sao? Đi chơi đâu chứ? Thì anh cứ tưởng mình đi ấy ấy. Tôi lừ mắt nhìn Lâm Phong. Đi ấy ấy là đi đâu? Ừ thì đi đón ngày mới ấy. Vậy giờ anh chở em về nhà nhé. Vâng, anh biết vậy là tốt đấy. Tôi và Lâm Phong đi lại chỗ để xe ô tô. Vì khi nãy Lâm Phong bỏ chạy khi gặp mấy tên nghiện. Giờ chúng tôi phải đi bộ một đoạn mới tới chỗ để xe. Vừa đi, Lâm Phong vừa nói kiểu ngưỡng mộ. Em có biết là lúc mà em lao ra đánh mấy tên kia, lúc đó nhìn em ngầu lắm không? Từ ánh mắt cũng rất ngầu lòi. Diệp Anh, anh thích em, rất rất thích em. Anh nói vớ vẩn ít thôi. Anh nói thật mà, vớ vẩn gì chứ. Anh nói thật, anh mà nói sai thì bóng đèn tắt. Tôi ngẩng lên rồi thở dài ngao ngán. Ở đây có cái bóng đèn nào đâu? Cũng không có đèn đường luôn. Vậy nên anh muốn nói tới cái đèn nào? Ừ thì cái đèn, đèn trời ấy. Đèn trời là đèn gì? Thì là cái đèn sáng trên trời. Thôi thôi, anh nói linh tinh ít thôi. Về mau, không bọn nghiện nó kéo đồng bọn ra trả thù chúng ta, lại chạy không kịp bây giờ. Lâm Phong vênh mặt lên rồi vỗ ngực nói giọng rất oai. Mấy cái tên nghiện ngập, gầy siêu vẹo ấy, không tính tiền nhá. Riêng bọn nó, một mình anh cân bốn luôn. Vậy sao khi nãy anh bỏ chạy? À, anh chạy là do anh muốn tốt cho mấy tên đó thôi. Em nhìn họ thì biết rồi đấy. Người thì gầy siêu vẹo, yếu xanh xao như thế. Chắc chắn là lười tập thể dục rồi. Nên anh muốn họ chạy tập thể dục vài vòng cho khỏe đấy em. Chứ không phải là anh sợ họ đâu. Riêng họ, một mình anh cân bốn nhá. Chỉ giỏi mạnh miệng thôi. Giờ mà họ chặn đường, lại chạy bán sống bán chết ngay. Anh không bao giờ chạy đâu nhá. Thôi thôi, giờ không nói nữa. Về nhanh không bọn nó kéo đồng bọn ra là chết dở đấy. Tôi và Lâm Phong đi được vài bước thì ba tên nghiện khi nãy quay lại. Thế là bọn chúng dẫn theo đồng bọn. Tôi đếm sơ qua gần chục tên. Anh nhìn kìa, bọn nó đã quay lại và lợi hại hơn xưa rồi kìa. Lâm Phong vênh mặt lên nói. Đâu đâu, bọn nó ở đâu em? Đó, khoảng chục tên đấy. Anh muốn làm gì bọn nó thì làm nhanh đi. Lâm Phong nhìn thấy bọn đó,
Tự dưng mặt anh biến sắc luôn. Từ nãy nói oai lắm, thế mà bây giờ thái độ rụt rè. Ơ, bọn nó quay lại thật hả em? Vâng, lần này số lượng gấp 3 trước nhé. Lâm Phong thở dài rồi nói. Tưởng gì chứ việc này quá đơn giản. Em đánh bọn nó đi em, bọn chúng không phải đối thủ của em đâu. Chiến đi em. Nhưng đông thế, em sợ đánh không lại chúng nó anh ạ. Em giỏi thế cơ mà, bọn nó chỉ là tép diêu thôi. Chiến đi em. Đã thế Lâm Phong còn hùng hổ xông lên, thách thức bọn chúng. Mấy cái người không biết điều kia, vừa mới bị đấm chảy máu mồm mà không biết sợ à? Muốn bị ăn đấm nữa đúng không? Thằng chó, hôm nay bọn mày chết với bọn tao. Lâm Phong vẫy tôi. Em ơi, bọn nó chửi mình là chó kìa. Chiến bọn nó đi em. Tôi thấy bọn kia đông quá nên tìm cách chuồn. Tôi nháy nháy Lâm Phong ra hiệu bảo anh ấy chạy đi, thì anh ấy lại cứ vênh mặt lên thách thức bọn kia cơ. Sao lúc này chúng tôi lại bất đồng quan điểm như thế? Tôi ra kéo tay Lâm Phong. Chạy thôi, bọn nó đông lắm, không đánh lại được đâu. Ơ kìa, sao lại chạy chứ? Mình phải chiến đấu với bọn nó chứ em. Chiến cái đầu anh ý, chạy thôi. Ơ thế chạy thật à? Vâng, chạy không nhanh khi bọn chúng đánh thì cố chịu đấy. Thế là hai đứa co giò lên bỏ chạy. Ngay lập tức bọn kia chạy đuổi theo chúng tôi. Hôm nay là cái ngày gì mà đen đủi, cứ chạy đi chạy lại mấy vòng như vậy chứ. Lâm Phong vừa chạy vừa kêu ầm lên. Anh mỏi chân quá rồi, cứ chạy đi chạy lại thế này anh chết mất em ơi. Sao anh bảo là anh chạy tập thể dục để nâng cao sức khỏe cơ mà. Chạy ít thôi chứ chạy nhiều thế này là chết sớm đi chứ, không nâng cao sức khỏe được đâu. Rồi phải làm sao hả em? Xem nhà ai còn điện sáng thì chạy vào nhờ người ta giúp đỡ anh ạ. Chúng tôi chạy mệt bở hơi tai, cuối cùng cũng thấy một nhà còn sáng điện và mở cửa. Chúng tôi chui tọt vào đấy luôn. Mấy tên nghiện đuổi tới thì đứng lại không dám vào, rồi chúng bảo nhau đi về. Tôi và Lâm Phong đang đứng ở trong nhòm ra xem bọn nó đi chưa thì một bạn nam ra hỏi. Anh chị đặt phòng ạ, mời anh chị vào ạ. Ủa, đặt phòng là sao? Tôi và Lâm Phong ngơ ngác nhìn nhau, rồi mới phát hiện ra trên đầu có biển chữ lớn, nhà nghỉ Hoàng Long. Hai đứa đỏ mặt nhìn nhau khi biết mình vừa chạy vào nhà nghỉ. Tôi ngại đỏ mặt khi biết mình vừa đi vào nhà nghỉ. Tôi bối rối chưa biết phải làm sao thì Lâm Phong đã đặt phòng. Để cho anh một phòng. Vâng, giờ này anh chị thuê phòng là tới sáng mai em mới mở cửa nhé. Giờ muộn rồi, em chốt khách cuối cùng rồi em đi ngủ đấy ạ. Ok. Tôi mới hoang mang nhìn Lâm Phong. Anh thuê phòng thật đấy à? Thuê chứ. Giờ chúng ta mà đi ra là chết đòn với bọn nghiện kia đấy. Bọn nó đang rình rập ở ngoài kia. Mình phải vào đây ngủ, sáng mai rồi về. Như thế là an toàn nhất em ạ. Không được đâu. Mẹ em mà biết em vào nhà nghỉ với trai là mẹ em giết em đấy. Không sao, anh sẽ chịu trách nhiệm. Anh nói cái gì? À, anh bảo là anh sẽ nói chuyện với mẹ em đừng lo. Tôi ngập ngừng rồi đồng ý. Thôi đành vậy, chứ giờ ra ngoài, nhớ bọn nó chưa về em cũng sợ. Anh thuê hai phòng đi, rồi mỗi đứa một phòng. Anh nhân viên liền nói, giờ chỉ còn một phòng thôi, hết phòng rồi ạ. Thế thì sao được chứ? Chị buồn cười thật đấy, đi nhà nghỉ với bạn trai mà còn ngại kiểu đó nữa. Ơ hay, chúng tôi đâu phải là tình nhân đâu. Lâm Phong liền bịt miệng tôi lại và nói với nhân viên, bạn gái anh trêu đấy, không có gì đâu. Rồi Lâm Phong lôi tôi đi. Mình đi thôi em, muộn lắm rồi đấy. Lên phòng tôi nhìn căn phòng một lượt. Phòng gì mà có mỗi cái giường thế này? Có nhà tắm, có bàn ghế, có tivi và còn có cả cái ghế trông kỳ lạ, dài dài. Tôi lẩm bẩm, cái ghế của hãng nào mà màu đỏ thế này? Trông chả ra làm sao cả. Lâm Phong bật cười và gãi đầu nhìn tôi. Cái ghế nhìn xấu vậy thôi, chứ ngồi lên thoải mái lắm đấy. Thoải mái lắm sao? Để em ngồi xem thế nào. Tôi ngồi lên cái ghế lạ lùng, xong kêu cứ kiểu là lướt kiểu gì ấy, chả giống như các kiểu ghế khác. Tôi chê, hạng ghế này quá tệ nên chắc chắn là bán rất chậm, mà lần đầu tiên em nhìn thấy đấy. Đó là ghế tình yêu và chỉ có trong nhà nghỉ thôi. Thế em chưa vào đây bao giờ à? Em chưa, em đã có bạn trai bao giờ đâu mà được vào đây. Ghế tình yêu mà xấu thế này là dở rồi. Lâm Phong bắt đầu giải thích, vừa giải thích anh vừa trêu Diệp Anh. Thật ra cái ghế này không phải để ngồi đâu, nó dùng vào việc khác đấy. Việc khác là việc gì? Em lên mạng gõ tìm ghế tình yêu là ra nhé. Tôi thấy tò mò nên vào mạng tìm kiếm thông tin về ghế tình yêu thật.
Sau đó tôi mới hiểu công dụng của ghế tình yêu là như thế nào. Tôi ngại quá, vừa ngại vừa quê, nên tôi xấu hổ chạy vào nhà vệ sinh luôn. Lâm Phong ở ngoài cứ cười tủm tỉm trước độ ngây thơ của Diệp Anh. Lâm Phong nhớ lại 3 năm trước anh gặp cô. Lúc đó cô còn là một cô gái trong trắng. 3 năm sau gặp lại, cô vẫn thơ ngây và trong sáng như ngày đầu anh gặp. Đến cái ghế tình yêu trong nhà nghỉ, Diệp Anh còn không biết để làm gì, thì cô ấy xứng đáng là thiên thần rồi. Tôi ngại quá, cứ đứng mãi ở trong nhà vệ sinh. Một lúc sau tôi ngó ra thấy Lâm Phong ngủ rồi, tôi mới nhẹ nhàng đi ra. Căn phòng chỉ có một chiếc giường, Lâm Phong đang nằm nên tôi ngồi ở ghế. Lâm Phong ngủ rồi, chắc anh ấy mệt, chạy đi chạy lại mấy phòng như vậy cơ mà. Lúc này tôi mới có thời gian để nhìn Lâm Phong, anh ấy đẹp trai thật đấy. Tôi mỉm cười, đây là người đàn ông đầu tiên của cuộc đời mình mà. Tôi không thể ngờ 3 năm sau lại gặp lại nhau trong hoàn cảnh hiện tại. Nhìn vào khuôn mặt đẹp trai đó, tôi có chút xao xuyến. Lâm Phong mở mắt ra và nói, em nhìn anh chán chưa? Tôi giật bắn cả người, tôi vội quay mặt đi. Đâu, em có nhìn anh đâu, anh đang ngủ mà sao lại tỉnh giấc thế? Anh lạ phòng nên khó ngủ, em lên đây ngủ cùng anh đi. Anh điên à? Anh ngủ đi, em không buồn ngủ. Lâm Phong cười rồi nhìn tôi nháy mắt. Vậy em cứ ngồi đó mà ngắm anh đi nhé. Nói xong, Lâm Phong lột luôn áo ra. Anh ta cởi trần nằm ngủ trước mắt tôi. Anh ấy cố ý để tôi nhìn thấy cơ thể sáu múi săn chắc của anh ấy đây mà. Mà phải công nhận, sao anh ấy lại đẹp trai và có thân hình hoàn mỹ như vậy? Một lúc sau, Diệp Anh bắt đầu buồn ngủ. Cô gục mặt xuống bàn. Lâm Phong liền mở mắt ra. Nhìn cô từ nãy tới giờ, anh có ngủ đâu? Anh nhắm mắt thế thôi, chứ trái tim đang đập loạn nhịp thế này, làm sao mà anh ngủ được chứ? Anh bế Diệp Anh lên giường và anh nằm ôm cô ngủ. Anh hứa không làm gì cô nếu chưa được sự đồng ý của cô. Nhưng càng ôm cô, anh lại càng bứt rứt khó chịu và càng không thể ngủ được. Anh cứ nằm đó ôm cô và nhìn ngắm cô tới khi trời sáng. Tôi mở mắt ra thấy trời đã sáng từ bao giờ. Ánh nắng đã chiếu vào phòng qua khe cửa sổ. Tôi chợt nghĩ, sao hôm nay mình không nghe thấy tiếng cô bán bánh rong nhỉ? Ngày nào cô ấy cũng ra bán bánh trong ngõ nhà mình kia mà. Tôi cựa mình và phát hiện mình đang nằm trong vòng tay của người khác. Tôi hoảng quá, nhìn sang bên cạnh mình. Tôi hốt hoảng hét lên khi thấy Lâm Phong đang ôm tôi và chúng tôi đang nằm trên giường. Lúc này tôi mới nhớ lại mọi chuyện đêm qua. Lâm Phong! Ơi, anh đây, vẫn sớm mà, em yêu ngủ thêm một lúc nữa đi. Sao chúng ta lại nằm ôm nhau thế này? Có gì đâu mà em hét lên thế. Bé mồm thôi, không phòng bên cạnh nghe thấy đấy. Tôi cuống lên và bật dậy khỏi giường. Rõ ràng là đêm qua em ngồi ở ghế, sao bây giờ lại nằm trên giường chứ? Trời ơi, tại sao lại thế hả? Lâm Phong nhìn tôi cười, anh nháy mắt rồi nói. Anh cũng đâu có biết đâu, đang ngủ thì thấy em lên giường và ôm anh ngủ thôi. Tôi gãi đầu vì quá xấu hổ. Có cả chuyện đó à? Trời ơi, sao mình lại dễ dãi như vậy chứ? Mình bó tay với mình rồi. Lâm Phong dậy, anh kéo tôi lại gần anh và nói. Đó là vì chúng ta thích nhau đấy. Hay là bây giờ chúng ta yêu nhau đi em. Mình đốt cháy giai đoạn đi. Mình yêu luôn, bỏ qua công đoạn tán tỉnh đi được không em? Tôi đẩy Lâm Phong ra rồi vội vàng đi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Tôi tự trách và xỉ vả bản thân mình. Diệp Anh ơi là Diệp Anh, sao mày lại mất giá như vậy chứ? Một chút liêm sỉ cuối cùng cũng rớt mất luôn là sao? Đúng là xấu hổ mà. Thấy tôi cứ đứng trong nhà vệ sinh mãi không ra, Lâm Phong liền vào gọi. Em xong chưa? Mình đi ăn sáng. Anh đói lắm rồi. À vâng, em xong rồi ạ. Chúng tôi xuống trả phòng, Lâm Phong ra quầy thanh toán. Em ơi, anh trả phòng. Dạ vâng, của anh hết 200 ngàn ạ. Lâm Phong thò tay vào túi quần, rồi túi áo, nhưng không thấy ví của anh đâu cả. Em ơi, hình như là anh rơi mất ví rồi em ạ. Anh rơi mất ví thật ư? Ừ, chắc là rơi lúc đêm qua rồi. Vậy trong ví có nhiều tiền không ạ? Tiền thì không thành vấn đề, nhưng các giấy tờ lại mất công làm lại thôi. Trời đất, mất công chạy các kiểu, xong cuối cùng vẫn rơi mất tiền. Biết vậy thì cho bọn nó tiền luôn, đỡ phải chạy rồi. Lâm Phong gãi đầu ngại ngùng. Vậy em trả tiền giúp anh nhé. Lần này lỗi kỹ thuật chút, không có lần sau đâu.
Vâng ạ. Tôi trả tiền nhà nghỉ rồi đưa Lâm Phong đi ăn sáng. Sau đó tôi mới về nhà và chuẩn bị đi làm. Cũng từ khi đó cuộc sống của tôi vui vẻ và có ý nghĩa hơn khi có Lâm Phong. Tôi lại tiếp tục công việc của mình. Thi thoảng trong lúc làm việc, trong đầu tôi lại xuất hiện hình ảnh Lâm Phong. Tôi mỉm cười khi nghĩ tới nụ cười của anh ấy. Nhưng sau đó tôi lại tự nhắc nhở bản thân mình rằng tôi và anh ấy ở hai hoàn cảnh đối lập nhau và tôi không thể tới với anh ấy được. Tôi tự nhắc nhở bản thân mình phải biết mình là ai. Trèo cao thì té đau, nên đừng có mơ giấc mơ xa vời đó nữa. Thấy Diệp làm việc mà đầu óc cứ thế như ở đâu đâu, chị Hoa hỏi. Diệp anh, em có tâm sự gì à? Dạ em không ạ. Sao chị cứ thấy em buồn buồn thế? Có gì thì nói ra cho nhẹ lòng. Dạ, chị cho em hỏi chuyện này được không chị? Em cứ nói đi. Một người không có gì trong tay và một người có trong tay tất cả mọi thứ thì hai người đó đến với nhau được không chị? Được chứ em, hai người bù đắp cho nhau là được. Miễn sao hai người yêu nhau thật lòng em ạ. Có thể được à chị? Ừ, nhưng mà sao em lại hỏi chị thế? Không lẽ em đang vướng phải lưới tình của anh chàng giàu có nào rồi à? Tôi im lặng không trả lời. Chị Hoa liền đoán mò. Em im lặng như vậy là thừa nhận rồi nhá. Không lẽ em thích giám đốc Lâm Phong đấy à? Không phải vậy, sao chị lại nói thế chứ? Em làm sao mà thích giám đốc Lâm Phong được? Chị nhìn em là chị thấy nghi lắm đấy nhá. Mặc dù tôi không thừa nhận, nhưng câu nói của chị Hoa thật sự chạm đến trái tim tôi. Tôi sợ lộ nên vội vàng lảng đi chỗ khác luôn. Em nhớ là chưa dọn phòng khách, em đi dọn đây, trưa em gặp lại chị nhá. Chị Hoa nhìn theo Diệp Anh và nghĩ, không phải giám đốc Lâm Phong thì là ai nhỉ? Mình hiểu rồi, thư ký Quang Tuấn, mấy lần đứng ra giúp đỡ Diệp Anh, vậy người đó chắc chắn là Quang Tuấn rồi. Lâm Phong vừa họp với mọi người xong, mọi người đi về phòng làm việc, anh liền hỏi Quang Tuấn. Bên phòng thiết kế đang thiếu người phải không? Sáng nay có một bạn tới phỏng vấn và đang chờ nhân sự duyệt rồi ạ. Vậy công ty còn bộ phận nào thiếu người không? Hiện tại thì không ạ. Sao anh lại hỏi chuyện đó? Anh có người nhà muốn xin việc ạ? Ừ. Nhưng người đó chuyên việc gì và học ở trường nào ra vậy? Hình như là cô ấy chỉ học hết cấp 3 thì phải. Ui, thế thì không có chuyên môn, không có bằng cấp, làm sao mà được ở công ty mình ạ? Lâm Phong thở dài rồi nói. Vậy thì thôi, cô ấy làm vợ tôi là được rồi. Quang Tuấn tròn xoe mắt nhìn giám đốc. Giám đốc nói vậy có nghĩa là giám đốc có bạn gái rồi đúng không? Cũng có thể nói như thế. Lâu chưa ạ? Sao tôi không thấy giám đốc nói chuyện nhỉ? Chuyện riêng tư mà. Với lại tôi mới gặp cô ấy thôi. Cậu đừng đi nói chuyện lung tung nhé. Vâng, tôi không nói lung tung đâu. Mà cô gái đó là ai? Tôi có biết không ạ? Thôi, để có dịp tôi đón cô ấy, rồi chúng ta cùng đi ăn. Cậu sẽ ngạc nhiên lắm đấy. Cô ấy cũng đang làm việc ở công ty mình. Thật vậy sao? Là ai thế ạ? Làm cùng công ty mình là ai mà tôi không biết nhỉ? Do cậu không để ý mà. Cậu đừng sốt ruột, rồi cậu cũng sẽ biết cô ấy là ai thôi. Mà anh bảo cô ấy làm ở công ty mình, thì tại sao anh lại hỏi tôi xem có thiếu người không là như thế nào? À, vì tôi muốn đưa cô ấy lên vị trí cao hơn thôi. Nhưng thôi, giờ tôi đổi ý rồi. Cô ấy làm vợ tôi là hợp nhất. Vâng, vậy thế cô ấy tên gì và làm ở bộ phận nào thế? Bí mật, nên cậu đừng hỏi nữa, sẽ có lúc cậu biết thôi. Quang Tuấn tò mò lắm, nhưng Lâm Phong không nói thì anh cũng không thể đoán được cô gái đó là ai. Quang Tuấn nghĩ trong đầu, anh sẽ tìm hiểu chuyện này vì anh tò mò muốn biết cô gái mà Lâm Phong chọn là người như thế nào. Giờ nghỉ trưa, tôi và chị Hoa đang ngồi ăn cơm, thì Quang Tuấn và Lâm Phong đi tới. Quang Tuấn vừa lấy cơm vừa hỏi Lâm Phong. Sao hôm nay anh lại muốn xuống đây ăn vậy? Mọi khi chúng ta ăn ở trên phòng cơ mà. Lâm Phong liếc mắt nhìn Diệp Anh một cái rồi trả lời. Từ bây giờ tôi sẽ xuống đây ăn cơm. Lý do là vì sao ạ? Thì đơn giản thôi. Tôi muốn xem cơm của mọi người có đảm bảo hay không. Và xem mọi người có hài lòng không. Tôi muốn tự mình kiểm chứng, chứ không phải nghe của người khác nói nữa. Cậu thấy tôi làm vậy có hợp lý không? Giám đốc nói cũng đúng ạ. Quang Tuấn lấy hai khay cơm để trên một bàn trống không có người ngồi. Lâm Phong cầm khay cơm lên và nói, chúng ta ngồi dồn sang bên kia đi, để cho người khác còn ngồi.
Vừa nói, Lâm Phong vừa bê khay cơm sang bàn của Diệp Anh và chị Hoa. Quang Tuấn ngạc nhiên lắm, nhưng vẫn bê khay cơm đi theo Lâm Phong. Lâm Phong đặt khay cơm xuống bàn nhìn và nói: "Chị Hoa cho em ngồi cùng với nhé." Quang Tuấn cũng nói theo: "Cả em nữa à?" Tôi với chị Hoa ngẩng lên nhìn. Rồi cả hai chị em tôi cùng giật mình, hoang mang khi thấy giám đốc Lâm Phong và Quang Tuấn ngồi cùng bàn ăn với chị em tôi. Chị Hoa ấp úng: "Sao hôm nay giám đốc và trợ lý xuống tận đây ăn cơm vậy? Không lẽ sắp có chuyện gì xảy ra à?" Lâm Phong vui vẻ nói: "Chị kia, có gì lạ lắm đâu mà chị nói vậy. Em xuống đây ăn cơm cùng mọi người cho vui thôi. Tại ăn trên phòng buồn chị ạ. Chị vào đây làm cũng hơn 2 năm rồi. Đây là lần đầu tiên chị thấy giám đốc xuống đây ăn cơm. Chuyện này quá lạ luôn đấy." "Đó là ngày trước thôi. Còn bây giờ ngày nào em cũng xuống đây ăn cơm. Phiền chị từ ngày mai chị xuống ăn cơm thì chị lấy cơm hộ em luôn nhé. Chuyện này cứ lạ lạ sao ấy. Giám đốc không nói đùa đấy chứ." "Em không bao giờ nói đùa. Em mời chị ăn cơm, mời Diệp Anh ăn cơm." Tôi nghe Lâm Phong chào mình mà tôi sốc. Tôi đang ăn cơm, phải sặc phụt cả cơm ra ngoài. Cơm bắn vào mặt Lâm Phong và Quang Tuấn. Quang Tuấn nhìn tôi cười: "Diệp Anh, em sốc lắm đúng không? Anh cũng không hiểu tại sao nữa. Nhưng mà kệ giám đốc đi, chúng ta mau ăn cơm thôi." Lâm Phong thấy Quang Tuấn nhìn Diệp Anh với ánh mắt đầy tình tứ, tự dưng anh thấy ghen. Anh liền hỏi Quang Tuấn: "Quang Tuấn, kiểu cậu nói chuyện với Diệp Anh như là thân thiết lắm nhỉ?" "Thì chúng tôi làm cùng nhau mà." "Mà khoan đã, giám đốc và Diệp Anh quen nhau à? Sao nghe giám đốc vừa gọi tên Diệp Anh vậy?" Lâm Phong liền vênh mặt lên trả lời: "Tôi và Diệp Anh biết nhau từ trước rồi. Tôi còn biết cô ấy trước cậu cơ đấy." "Trước hay sau đâu quan trọng ạ. Quan trọng là Diệp Anh quý ai hơn. Em nói có đúng không chị Hoa?" Chị Hoa gật đầu lia lịa nói: "Đúng, đúng là vậy rồi." Quang Tuấn nhìn Lâm Phong nói giọng tự hào: "Giám đốc của chúng ta vẫn chưa trải sự đời rồi." "Này, sao cậu dám nói là tôi chưa trải sự đời hả? Cậu biết gì về tôi mà dám nói tôi như vậy?" "Tôi nhìn giám đốc là tôi biết mà." Tôi nghe hai người nói qua nói lại mà cảm thấy mệt mỏi. Tôi ăn cơm nhanh cho xong để chuồn về chỗ. Chứ ngồi ở đây mãi thì không thể được, bởi mọi người xung quanh bắt đầu để ý tới chúng tôi rồi. Chị Hoa cứ tròn xoe mắt nhìn Quang Tuấn và Lâm Phong nói qua nói lại. Mà vấn đề chỉ xoay quanh Diệp Anh. Chị Hoa nghĩ thầm trong bụng: "Giám đốc và trợ lý lạ lắm, cứ nhìn Diệp Anh chằm chằm. Không lẽ hai người này đang thầm thích Diệp Anh?" Rồi chị Hoa vừa ăn vừa quan sát Lâm Phong và Quang Tuấn. Còn hai người đàn ông quyền lực nhất công ty đó thì cứ để mắt tới Diệp Anh. Lâm Phong nhìn thấy khay cơm của Diệp Anh có quả trứng gà luộc. Anh liền hỏi: "Em chưa ăn trứng à? Để anh bóc trứng cho nhé." "Dạ thôi, để em tự bóc." Lâm Phong nhanh tay cầm quả trứng lên và bóc. "Em cứ để anh." Quang Tuấn thấy Diệp Anh ăn hết phần thịt kho. Anh gắp phần thịt của mình sang khay cơm của Diệp Anh và nhẹ nhàng nói: "Em ăn thêm thịt kho đi." Lâm Phong nhìn thấy Quang Tuấn gắp thịt kho cho tôi, mặt anh ta sầm lại. Tôi đang định nói với Quang Tuấn là tôi no rồi, tôi không ăn thịt kho nữa đâu. Thì lúc tôi đang mở miệng ra nói, Lâm Phong cầm quả trứng gà vừa bóc, ấn luôn vào miệng tôi. "Diệp Anh ăn trứng gà đi em." Tôi ngậm nguyên quả trứng gà trong mồm nên ú ớ không nói được câu gì nữa. Giờ nhè quả trứng ra thì vô duyên, mà nuốt chừng lại không trôi, mà nhai cả quả thì tôi sợ nghẹn. Đã thế, Lâm Phong tiếp tục bóc thêm quả trứng gà nữa và nói: "Em ăn đi, rồi ăn tiếp quả này nữa nhé." Quang Tuấn liền nói: "Ăn trứng luộc như vậy là nghẹn đấy, anh phải cắt ra làm bốn chứ." Để nguyên cả quả như thế, Diệp Anh ăn sao được chứ? Lúc này Lâm Phong mới nhìn tôi. Anh thấy tôi vẫn ngậm trứng trong mồm. Anh liền chìa tay ra trước mặt tôi và nói: "Em nhè ra đây, rồi anh cắt cho." Tôi lấy giấy, rồi nhè quả trứng ra và bỏ vào thùng rác rồi nói: "Em no rồi, em không ăn nữa đâu. Mọi người cứ ăn đi ạ. Em xin phép lên phòng trước ạ." Nói rồi tôi đứng dậy và chuồn thẳng lên phòng. Tôi không nghĩ hai người đàn ông này phải khiến tôi khó xử như vậy. Tôi ăn bữa cơm mà cũng không được yên nữa. Thấy Diệp Anh về phòng, Quang Tuấn và Lâm Phong cũng đứng dậy không ăn nữa. Ở bên kia, Hồng và Linh đang ngồi nhìn theo. Hồng chẹp miệng nói: "Mẹ kiếp, lần đầu tiên tao thấy cảnh giám đốc và trợ lý ngồi ăn cơm cùng người quét dọn đấy Linh ạ." "Điều đó không quan trọng đâu, mà vấn đề quan trọng là hai người đàn ông này đang thích con bé quét dọn mất dạy đó, mày hiểu chưa?"
Hồng rơm rớm nước mắt. Vậy là giám đốc của tao thích con bé quét dọn đó rồi ư? Tao nghĩ là vậy đấy. Tao đơn phương giám đốc nửa năm nay rồi. Tao chủ động nhắn tin cho giám đốc, nhưng anh ấy không trả lời. Tao vào phòng tìm anh ấy, thì anh ấy tìm cớ tránh mặt tao. Cuối cùng thì hôm nay, tao nhìn thấy cảnh này. Tao có gì không bằng đứa quét dọn đó hả Linh? Tao cũng thấy mày có kém gì đâu. Tao cũng thích anh Quang Tuấn bao lâu nay, nhưng anh ấy không thích tao. Thậm chí anh ấy còn nổi cáu khi tao gọi điện cho anh ấy. Cả tao và mày đều thua cái con quét dọn đó rồi Hồng ạ. Hồng bật khóc nức nở. Tao thích giám đốc, mày thích Quang Tuấn, nhưng kết quả thì đau lòng như vậy đấy. Tao đau lòng quá Linh ạ. Linh thở dài rồi nói. Mày nín khóc đi, khóc lóc cái gì. Giờ tao với mày phải nghĩ ra cách để dẹp cái con quét rác đó đi. Không thể để nó ve vãn người đàn ông của chúng ta như thế được. Nhưng dẹp bằng cách nào? Tao chưa nghĩ ra. Thế tao mới nói mày suy nghĩ đi. Bằng mọi cách phải dẹp con quét dọn đó, cho nó bay màu luôn, để nó không còn cơ hội ve vãn dụ dỗ Lâm Phong và Quang Tuấn của chúng ta nữa. Mày hiểu chưa hả? Tao hiểu rồi, tao sẽ nghĩ cách. Đúng rồi, không ăn được thì phải đạp đổ hết. Mày hiểu ý tao nói không Hồng? Hồng gật gù đồng tình với Linh. Tao hiểu rồi, nhất định tao sẽ không tha cho nó đâu. Nó dám cướp giám đốc của tao thì đời nó tàn với tao luôn. Thế rồi Hồng và Linh đem lòng căm hận Diệp Anh vì lý do Hồng thích Lâm Phong nhưng bị Lâm Phong từ chối. Còn Linh thì thích Quang Tuấn nhưng Linh chưa kịp ngỏ lời đã bị Tuấn dập luôn. Thế là Hồng và Linh đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Diệp Anh và bắt đầu tìm cách hại Diệp Anh. Lâm Phong đang ngồi bàn công việc với Quang Tuấn trong phòng làm việc thì Hồng ở bên ngoài gõ cửa. Quang Tuấn liền hỏi. Ai đấy? Dạ em Hồng đây ạ. Em vào được không ạ? Vào đi. Hồng vui vẻ đi vào phòng. Cô cúi đầu chào. Em chào anh Lâm Phong. Em chào anh Quang Tuấn ạ. Lâm Phong mắt vẫn nhìn vào máy tính. Anh dường như không để ý tới Hồng. Quang Tuấn hỏi Hồng. Có chuyện gì thế em? Dạ hôm nay là sinh nhật em, nên tối em mời hai anh tới nhà em chơi với em ạ. Hai anh đến chơi với em nhé. Hôm nay là sinh nhật của em à? Vậy anh chúc em sinh nhật vui vẻ nhé. Tối có gì anh báo sau. Dạ vâng ạ. Sau đó Hồng liếc mắt nhìn Lâm Phong, nhưng anh vẫn không thèm để ý tới cô. Cô vẫn lì mặt nói. Anh Lâm Phong ơi, tối anh tới nhà em chơi nhé. Lâm Phong mải mê công việc, anh không nghe thấy lời Hồng nói gì cả. Anh Lâm Phong. Quang Tuấn thấy vậy liền vỗ tay lên vai Lâm Phong. Giám đốc. Lúc này Lâm Phong mới ngẩng lên. Có chuyện gì vậy? Hồng mời anh tối nay tới nhà cô ấy chơi. Hôm nay là sinh nhật của cô ấy. Lâm Phong gật đầu nói. Có gì thì tối tôi báo nhé. Chúc cô sinh nhật vui vẻ. Hồng nhìn Lâm Phong. Cô liếc mắt đưa tình nhằm dụ dỗ anh. Dạ anh nhớ tới nha. Em chờ anh đấy ạ. Được, có gì tôi sẽ báo sau. Sau đó Lâm Phong mở ví ra và đưa cho Hồng 5 triệu. Chúc mừng sinh nhật cô. Cô cầm đi, mua một món quà nhỏ nhé. Hồng thấy ít tiền quá. Cô thấy hơi thất vọng. Nhưng vì cô đang tìm cách dụ dỗ Lâm Phong nên cô cảm ơn Lâm Phong và cất tiền đi. Trước khi rời khỏi phòng, cô vẫn không quên nói cô sẽ chờ Lâm Phong và Quang Tuấn tới. Và nếu không có hai người, cô không thể vui vẻ được. Khi Hồng ra ngoài rồi, Quang Tuấn mới hỏi Lâm Phong. Theo anh, tối nay chúng ta có nên đi không? Tôi không muốn đi, cậu đi một mình đi. Anh không đi thì tôi cũng không đi đâu. Mà tôi nghĩ chúng ta nên đi. Vì Hồng từ trước tới nay, cô ấy luôn hết mình với công việc. Tuy tính có hơi trẻ con, nhưng trong công việc cô ấy làm rất tốt anh ạ. Lâm Phong thở dài rồi nói. Nhất định phải đi à? Vâng, từ trước tới nay chúng ta vẫn đi dự sinh nhật của mọi người trong công ty mà. Giờ mà không tới nhà Hồng thì cũng không hay cho lắm. Thôi được rồi, vậy tối cậu qua đón tôi rồi chúng ta cùng đi nhé. Vâng, tôi biết rồi. Hồng đi về phòng kể cho Linh nghe với giọng vui sướng. Thành công rồi Linh ạ. Thành công có nghĩa là Lâm Phong với Quang Tuấn đồng ý rồi đúng không? Đúng thế, tối nay chúng ta bằng mọi cách phải dụ dỗ được hai người đó mày hiểu chưa? Tao hiểu mà, tối nay tao với mày phải ăn mặc thật đẹp và thật quyến rũ vào. Nhất định không để cho hai người đó thoát. Tao với mày nhất định phải thành công. Không thể thua cái con quét dọn đó được. Nếu mà thua nó, tao thấy nhục lắm, tao sẽ nghỉ việc đấy. Tao hiểu mà, nhất định phải hơn nó,
nhất định chúng ta phải thành công. Chúng ta chỉ có một cơ hội duy nhất là tối nay thôi đấy. Ừ, cố lên. Đúng là ngày sinh nhật của mình thật, nhưng Hồng không mời ai cả. Cô chỉ mời duy nhất Linh và Lâm Phong với Quang Tuấn. Cô có dự kiến cả rồi. Lâm Phong là của cô, còn Quang Tuấn là của Linh. Vậy là quá đẹp đôi, vẹn cả đôi đường. 7 giờ tối, Hồng và Linh mặc váy gợi cảm, trang điểm thật xinh đẹp. Hai người thuê hẳn thợ trang điểm tới để trang điểm và làm tóc cho mình. Còn bữa tiệc nhỏ cũng được Hồng đặt ở một nhà hàng sang trọng và bảo người ta mang tới nhà cho mình. Số tiền 5 triệu mà Lâm Phong đưa cô để cô tự mua quà sinh nhật không ăn thua gì so với số tiền mà cô bỏ ra để đặt đồ. Nhưng vì người đàn ông mà cô thích thì cô phải chấp nhận tất cả. Sau khi chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, Hồng và Linh ngồi ngắm lại nhan sắc của mình và tự luyến. Đẹp thật đấy, chúng ta xinh như hai nàng công chúa ấy nhỉ? Ừ, công chúa chỉ đang chờ hoàng tử tới thôi. Hồng nhìn ra cửa và nói, sao vẫn chưa thấy hai hoàng tử của chúng ta tới nhỉ? Vẫn sớm mà, chắc hai hoàng tử của chúng ta đang trên đường. Lâm Phong và Quang Tuấn đặt một chiếc bánh sinh nhật rồi mua thêm một giỏ hoa quả tới nhà Hồng. Trên đường đi, Lâm Phong nói, chúng ta chỉ đến một lát rồi về thôi nhé, đừng ở lâu quá. Tôi cũng đang định bảo anh thế, đi sinh nhật ai chứ Hồng và Linh thì tôi không thích. Tôi cũng không thích hai cô gái này, cứ đỏng đảnh kiểu gì. Tôi thấy Hồng có vẻ thích anh đấy. Ừ, trước có nhắn tin tỏ tình, nhưng tôi từ chối rồi. Tôi chỉ coi Hồng là đồng nghiệp thôi. Còn cậu thì sao? Linh cũng tán tỉnh cậu có gì? Tôi cũng không thích, nên chỉ coi Linh là đồng nghiệp thôi. Thế cậu thích một cô gái như thế nào? Quang Tuấn nghĩ tới Diệp Anh và nói, tôi thích một cô gái giản dị, còn anh thì sao? Lâm Phong cũng nghĩ tới Diệp Anh, rồi trả lời, tôi thích một cô gái giản dị và ngoan, và tôi đã tìm được cô ấy rồi. Cô ấy là ai thế? Rồi cậu sẽ biết thôi mà. Quang Tuấn suy nghĩ một hồi rồi nói, mấy hôm nay tôi thấy anh thay đổi rất nhiều, và qua cách anh kể, tôi đang dần đoán ra được cô ấy rồi đấy. Cậu đoán được sao? Vậy cậu nói xem, người tôi thích là ai? Theo như suy đoán của tôi thì cô ấy chính là Diệp Anh, cô gái giản dị đang làm quét dọn trong công ty. Tôi nói đúng không? Lâm Phong gật đầu thừa nhận luôn, vì anh với Quang Tuấn, ngoài công việc ra, hai người còn là bạn thân của nhau, nên Lâm Phong cũng không muốn giấu bạn. Đúng, tôi thích Diệp Anh, tôi và cô ấy từng gặp nhau 3 năm trước, giờ chúng tôi gặp lại, tôi thật sự rất thích cô ấy. Và tôi muốn được ở bên cô ấy cả cuộc đời này. Quang Tuấn thoáng buồn lòng, anh thở dài và thẳng thắn nói, tôi cũng thích Diệp Anh. Lâm Phong trợn tròn mắt nhìn Quang Tuấn, anh hơi sốc khi nghe Quang Tuấn nói như vậy. Cậu vừa nói cái gì hả? Tôi thích Diệp Anh. Tại sao lại là cô ấy? Cô ấy là của tôi mà. Cô ấy không là của ai cả, hiện tại cô ấy vẫn đang độc thân, vậy chúng ta hãy cạnh tranh công bằng đi. Nhưng tôi gặp cô ấy trước 3 năm, chúng tôi đã yêu nhau rồi, cậu là người tới sau, cậu hãy mau bỏ cuộc đi. Tôi nói không bỏ cuộc thì sao? Tôi sẽ đuổi việc cậu. Anh cậy là giám đốc, anh đuổi việc tôi. Vì chuyện tình cảm riêng tư, vậy thì không công bằng rồi. Mọi người biết chuyện sẽ cười anh đấy. Cậu rút lui đi, tôi và Diệp Anh có duyên với nhau thật đấy. Mấy năm nay tôi đối xử tốt với cậu như vậy, mà cậu không thể vì tôi mà rút lui ư? Vậy thì tôi cũng nói luôn. Là mấy năm nay tôi cống hiến cho công ty nhiều như vậy, giờ anh nhường tôi đi. Với lại chúng ta là bạn tri kỷ, mà nhường nhau một chút đi bạn thân ơi. Cậu đúng là cái đồ không biết điều mà. Tôi là người biết điều, nên tôi mới nói thẳng cho cậu biết đấy. Nếu không biết điều, tôi đã im lặng và tìm cách phá giám đốc rồi ý. Cậu được lắm Quang Tuấn ạ, cậu có tin là tôi đánh cậu không à? Cậu nghĩ tôi sợ cậu à? Cái thằng này. Thôi, chúng ta không nói qua nói lại nữa. Chúng ta đi sinh nhật hay là chúng ta đi cãi nhau hả? Tôi mệt với giám đốc quá rồi đấy. Tôi mới là người mệt vì cậu. Sau khi biết cả hai người cùng thích một cô gái, Lâm Phong và Quang Tuấn mặt dị ra. Họ liên tục cà khịa nhau. Họ tới nhà Hồng dự tiệc sinh nhật với hai cái mặt đưa đám như đi viếng đám ma vậy. Tới nhà Hồng, Lâm Phong thấy vắng vẻ, không có ai trong nhà. Trong đầu anh nghĩ dự sinh nhật thì phải nhộn nhịp đông vui lắm. Thế mà tới đây lại vắng như chùa Bà Đanh. Anh liền hỏi Quang Tuấn. Này, cậu nhớ nhầm địa chỉ đấy à? Quang Tuấn mở tin nhắn của Hồng lúc chiều để xem lại,
Anh nói, đúng địa chỉ này mà. Sao lại vắng vẻ thế nhỉ? Cô xuống xe đi đã. Hồng và Linh thấy Quang Tuấn và Lâm Phong tới, vội vàng chạy ra cửa đón. Em chào giám đốc, em chào anh trợ lý đẹp trai ạ. Lâm Phong nhìn vào trong, không thấy ai, anh liền hỏi, mọi người chưa tới à Hồng? Mọi người bận hết rồi, hai anh vào đi ạ. Lâm Phong và Quang Tuấn nhìn Hồng và Linh rồi Lâm Phong bảo Tuấn, cậu thấy có gì sai sai không? Tuấn gật gù trả lời, tôi nghĩ chúng ta đang bị chăn rau đấy, giám đốc nhớ cẩn thận nhé. Sao cậu nói thế? Ý tôi là giám đốc phải biết giữ mình, đừng để bị trói buộc. Nếu không giám đốc sẽ không còn cơ hội cạnh tranh với tôi đâu. Giám đốc hiểu chưa? Lâm Phong chẹp miệng rồi nói, thế thì cậu lại lo xa quá rồi. Cuộc đời tôi chỉ bị Diệp Anh dụ thôi, chứ riêng hai cô gái này không bao giờ có cửa nhé. Cậu lo cho thân cậu đi, tôi thấy em Linh nhìn cậu nuốt nước bọt từ nãy rồi đấy. Hai người đàn ông đi dự sinh nhật nhưng vẫn không quên chọc tức nhau. Trong đầu họ chỉ có hình bóng của Diệp Anh. Vì thế mà Hồng và Linh dù có xinh lung linh như hai nàng công chúa cũng không thể khiến họ động lòng được. Bữa tiệc bắt đầu, Hồng và Linh thì hớn hở thổi nến, nét mặt vui vẻ rạng ngời. Nhưng nhìn sang bên đối diện thì Lâm Phong và Quang Tuấn mặt lạnh tanh, không chút cảm xúc. Hai người đó còn đang bận cà khịa nhau, họ đâu có quan tâm tới hai nàng công chúa xinh đẹp lồng lộn kia đâu. Hồng thổi nến xong, cô cắt bánh kem rồi mời mọi người ăn. Lâm Phong ăn một miếng bánh và bảo Tuấn, cậu ăn bánh sinh nhật đi, không lại mất công em Hồng cắt bánh cho đấy. Ăn đi, không bỏ phí ra. Tuấn uống rượu và nói đều Lâm Phong, giám đốc ăn từ từ, kẻo nghẹn đấy. Lâm Phong cũng nói lại ngay, cậu uống rượu đấy à? Cẩn thận say, lại không giữ được mình nhé. Linh thấy Tuấn uống rượu, cô liền mời Tuấn rất nhiệt tình. Dạ, em mời anh Tuấn một ly ạ. Tuấn cạn ly với Linh xong, Linh lại tiếp tục mời rượu Tuấn uống tiếp. Linh cố tình mời rượu Tuấn, để Tuấn uống nhiều rồi say luôn cũng được. Vì trong kế hoạch của Hồng và Linh là phải mời rượu để Lâm Phong và Quang Tuấn uống rượu nhiều tới mức say luôn, rồi ngủ lại luôn thì càng tốt. Chỉ khi hai hoàng tử say rượu, thì hai nàng công chúa mới giăng bẫy được hai chàng mà thôi. Tuấn uống liền mấy ly rượu anh bắt đầu say. Linh lại tiếp tục rót rượu mời Tuấn uống. Không những thế, cô còn liếc mắt đưa tình và liên tục thả thính Tuấn. Rồi Linh còn mạnh dạn để tay lên đùi Tuấn và xoa nhẹ nhàng. Ánh mắt nàng đung đưa gợi tình mời gọi. Hồng thấy Linh có vẻ dễ dàng gạ gấm Tuấn như thế, nên cô cũng bắt đầu kế hoạch hạ gục Lâm. Cô cầm ly rượu lên và mời Lâm Phong. Dạ, em mời giám đốc ạ. Lâm Phong cầm ly rượu lên và gật đầu. Chúc mừng sinh nhật cô một lần nữa nhé. Chúc cô tất cả. Dạ, em cảm ơn giám đốc nhiều ạ. Hồng uống hết ly rượu rồi cô lại rót tiếp một ly nữa. Ánh mắt cô nhìn Lâm Phong âu yếm tình cảm. Anh không mời lại em à? Lâm Phong liền nói, con gái uống nhiều rượu không tốt đâu, uống ít thôi. Mấy khi em uống đâu ạ? Hôm nay là sinh nhật của em và có anh nên em mới uống thôi ạ. Chứ bình thường em không uống đâu. Em ngoan lắm ạ. Ngoan là cái tốt. Nào, em mời anh một ly nữa ạ. Thôi, tôi không uống nữa đâu. Tại sao ạ? Thì Quang Tuấn say rồi, lát tôi còn chở cậu ấy về chứ. Giờ tôi uống say thì về làm sao được? Anh không phải lo đâu. Hai anh say thì hai anh ngủ lại đây, sáng mai rồi hãy về ạ. Lâm Phong liền nói, ngủ lại đây ư, có được không? Dạ quá được ấy chứ. Lâm Phong chẹp miệng nói, thế sao được chứ? Rồi còn người nhà cô nữa, họ sẽ nghĩ sao khi chúng tôi ở lại đây? Anh đừng lo, bố mẹ em đi vắng rồi ạ. Cô đang dụ tôi đấy à? Hồng vui vẻ thừa nhận. Vâng ạ, anh nghĩ như vậy cũng được ạ. Lâm Phong gãi đầu rồi nói thẳng, nhưng tôi không thích như vậy. Tôi thích mình đi dụ dỗ người khác, chứ tôi không thích người khác dụ dỗ mình. Tôi thấy cứ sao sao ấy. Lúc này, Hồng vứt hết liêm sỉ. Cô nắm tay Lâm Phong và nói, em tự nguyện. Anh biết là em rất thích anh mà. Vì anh, em sẵn sàng làm tất cả mọi thứ ạ. Lâm Phong gạt tay Hồng ra và nói một câu phũ phàng, nhưng tôi không thích những cô gái quá dễ dãi như cô. Câu nói thẳng thắn của Lâm Phong như một tảng đá rơi thẳng vào đầu Hồng, khiến cô choáng váng. Hồng vừa xấu hổ vừa thấy nhục nhã cho bản thân mình. Trong mắt Lâm Phong, cô là một người dễ dãi như vậy thì cô còn mặt mũi nào mà nhìn mọi người chứ?
Lâm Phong đá vào chân Quang Tuấn rồi nói, Quang Tuấn, cậu sai rồi à? Quang Tuấn quay lại nhìn Lâm Phong, mắt chớp chớp. Hình như là vậy ạ. Hầy, tôi đã nói rồi, uống rõ nhiều, giờ say luôn. Giám đốc chở tôi về đi, chứ tôi sắp lăn ra đây ngủ rồi đấy. Tôi biết rồi, giờ tôi sẽ chở cậu về nhé. Vâng. Lâm Phong đỡ Quang Tuấn dậy thì Linh ngăn lại. Anh Lâm Phong, ở lại đây với Hồng đi. Hôm nay là sinh nhật của Hồng mà. Ở lại làm gì thế? Ở lại vui vẻ à? Hai anh say rồi, đi xe nguy hiểm lắm. Hai anh ngủ lại đây sáng mai rồi hãy về. Tôi mới uống một ly thôi, tôi chưa say. Nên bây giờ tôi sẽ đưa Quang Tuấn về. Hai cô nghỉ ngơi đi, mai còn đi làm. Linh không giữ Lâm Phong ở lại được. Cô liền tỏ thái độ ngay với anh. Nếu anh không ở lại thì anh cứ đi về đi, để anh Tuấn ở lại đây với em. Lâm Phong cau mày nhìn Linh và nói, để Quang Tuấn ở lại đây làm gì? Cậu ta có nhà thì tôi phải đưa cậu ta về nhà chứ. Tôi đưa cậu ta tới được thì tôi phải đưa cậu ấy về được. Anh Quang Tuấn thích em nên anh Quang Tuấn ở lại đây với em. Còn anh không ở lại với Hồng, anh về một mình đi. Có ai bắt buộc anh phải đưa anh Tuấn về đâu ạ? Lâm Phong chẹp miệng rồi nói mỉa mai, đúng là mê trai hết thuốc chữa rồi. Cô tránh ra để tôi đưa Tuấn về. Linh vẫn cố giữ Quang Tuấn lại. Em nói anh về đi, để Quang Tuấn lại cơ mà. Anh Quang Tuấn muốn ở lại đây, sao anh cứ bắt anh ấy phải về? Cô im mồm đi. Cậu ta vừa nói là tôi đưa cậu ấy về nhà cơ mà. Cô không có lòng tự trọng à? Cô mê trai tới mức như vậy rồi sao? Với lại Quang Tuấn không thích cô đâu, cô đừng cố chấp như vậy nữa. Lâm Phong chưa bao giờ gặp phải tình huống dở hơi thế này. Lần đầu tiên trong đời, anh phải giải cứu bạn của mình thoát khỏi vòng cám dỗ của hai cô gái mê trai đó. Anh nhăn nhó khó chịu, biết thế anh không thèm đi cho xong. Lâm Phong đỡ Quang Tuấn dậy thì Linh lại ôm lấy Quang Tuấn và nịnh Quang Tuấn. Anh Tuấn, ở lại đây với em nhé, kể cho anh Phong về một mình nha anh. Quang Tuấn ngẩng mặt lên nhìn Linh và nói giọng lè nhè, hả, em nói gì cơ? Linh liền ghé mặt lại gần với Tuấn và nhẹ nhàng nói, anh yêu, ở lại đây với em có cái này cho anh xem hay lắm ạ. Quang Tuấn ở lên một cái rồi huệ huệ, anh nôn thốc nôn tháo vào mặt Linh. Mặt Linh dính đầy bã, cô hét toáng lên, a, kinh khủng quá trời ơi. Sau đó Linh chạy thẳng vào nhà vệ sinh rửa mặt, còn Hồng thì được một phen khiếp vía, mặt xanh lè luôn. Hồng ngồi im re, không nhúc nhích. Lâm Phong vỗ vai Quang Tuấn nói, cậu nôn hết rồi, đã thấy nhẹ bụng chưa, tỉnh chưa? Quang Tuấn nôn xong thấy nhẹ bụng và tỉnh hơn, anh gật gù, tôi tỉnh rồi. Tỉnh rồi thì về thôi. Vâng ạ. Sau đó Lâm Phong chở Quang Tuấn về. Hồng vẫn ngồi im ở đó. Cô vẫn chưa hoàn hồn bởi vụ Quang Tuấn nôn thẳng vào mặt Linh. Còn Linh thì vẫn ở trong nhà vệ sinh nôn vễ ọe vì quá lợm giọng khi hứng đủ những thứ kinh khủng nhất của Quang Tuấn ban tặng. Lâm Phong lái xe được một đoạn thì Quang Tuấn tỉnh hẳn. Anh quay lại hỏi Lâm Phong, giám đốc có bị say không? Say cái đầu cậu ý, tôi tỉnh lắm, ai ngu như cậu đâu. Sao giám đốc lại nói là tôi ngu? Cậu không ngu mà tí nữa thì cậu bị con Linh nó thịt. Cậu không ngu thì khôn với ai? Có chuyện đó thật ư? Ừ, cậu bị con Linh nó chuốc cho say rượu. Tôi bảo đưa cậu về, nó nhất quyết không cho tôi đưa cậu về đấy. Thật sao? Cô ta bị điên à? Đúng vậy, Hồng và Linh điên thật rồi. Vậy sao tôi với giám đốc đi về được thế? Cậu say không nhớ gì à? Tôi không nhớ. Vừa nãy cậu nôn vào mặt Linh đấy, cô ta choáng và sợ cậu khiếp vía luôn rồi. Quang Tuấn gãi đầu hoang mang, tôi nôn vào mặt Linh ư? Không thể nào, sao tôi có thể nôn vào mặt cô ấy được? Thật là mất hình tượng soái ca của tôi rồi. Mai tới công ty cậu cứ hỏi Hồng là rõ nhé. Hồng chứng kiến chuyện đó, mặt cô ta tái mét luôn đấy. Quang Tuấn thở dài rồi nói, thôi như vậy cũng tốt, Linh sẽ không thích tôi nữa. Như vậy tôi sẽ không phải tránh mặt cô ấy ở công ty nữa rồi. Lâm Phong gật đầu công nhận với Quang Tuấn, tình yêu phải có từ hai phía, Hồng và Linh không thể cứ mãi yêu đơn phương như vậy được. Kế hoạch thất bại, Hồng và Linh lại càng ghét Diệp Anh hơn. Hồng và Linh cứ ôm nỗi bực tức trong lòng và luôn tìm cách chọc phá Diệp Anh khi ở công ty. Tôi đang lau phòng khách thì Lâm Phong đi tới. Diệp Anh? Dạ chào giám đốc ạ. Em đừng gọi anh như thế, em gọi anh là anh Phong đi, anh thích em gọi anh như thế hơn. Vâng, anh Phong. Đấy,
có phải là yêu không nào? Giờ em ngồi nghỉ đi để anh làm cho. Ơ kìa, sao như thế được ạ? Lâm Phong kéo cái chổi từ tay tôi, rồi anh lau nhà. Anh lau rất nhanh và hào hứng. Em ngồi nghỉ một lát cho đỡ đau lưng, cứ để anh làm cho. Thôi, để em làm, không mọi người nhìn thấy, mọi người lại bàn tán đấy. Kệ người ta đi, chỉ cần em đỡ mệt là được. Sau đó Lâm Phong cứ lòng vòng quanh chỗ tôi ngồi, anh vừa lau nhà vừa trêu tôi. Em thấy anh lau nhà sạch chưa em? Sạch rồi ạ. Em thấy anh giỏi không? Anh giỏi ạ. Thế anh có xứng đáng làm bạn trai của em không? Tôi ngại không trả lời Lâm Phong. Anh dừng lại, dựng chổi rồi ngồi xuống nắm tay tôi. Diệp Anh, em đã suy nghĩ những lời anh nói hôm trước chưa? Bây giờ em có thể cho anh câu trả lời được không? Trả lời gì chứ? Em quên rồi. Diệp anh thích em, chúng ta hẹn hò nhé. Tôi ngập ngừng chưa biết trả lời sao, thì cái chổi mà Lâm Phong giữ khi nãy, nó đổ. Vậy là cán chổi đập thẳng vào đầu Lâm Phong bộp một phát kêu rõ to. À, đau quá. Tôi vội gạt cái chổi ra và xoa đầu giúp Lâm Phong. Anh có đau không? Có, anh đau lắm. Để em xem nào. Lâm Phong liền chu môi ra nũng nịu như một đứa trẻ. Ui, anh đau quá. Em cho anh xin chút tình thương đi. Em hôn anh một cái đi mà. Cái anh này, kỳ thật đấy. Anh không sợ người ta nhìn thấy à? Không, anh không sợ người ta. Anh chỉ sợ em thôi. Tôi thấy Lâm Phong rất đáng yêu. Tôi đang định hôn anh ấy thì Quang Tuấn bước vào. Giám đốc. Tôi vội buông Lâm Phong ra. Lâm Phong đứng dậy và nói. Có chuyện gì thế? Đến giờ chúng ta đi gặp khách hàng rồi thưa giám đốc. À ừ, tôi quên. Sau đó Lâm Phong quay lại bảo tôi. Tối mình gặp nhé, giờ anh phải đi gặp khách hàng rồi. Vậy anh đi đi ạ. Lâm Phong đi ra trước. Quang Tuấn nán lại nói chuyện với tôi. Mấy hôm nay Hồng và Linh có gây khó dễ cho em không hả Diệp Anh? Dạ không ạ. Nếu hai người đó gây khó dễ cho em cứ gọi điện cho anh nhé. Dạ vâng. Em đưa điện thoại của em đây, anh lưu số của anh vào, có gì cần em cứ gọi cho anh. Dạ em cảm ơn anh, em nghĩ là không có chuyện gì đâu ạ. Cứ lưu số vào đi, có gì liên lạc cho tiện em ạ. Sau đó Quang Tuấn chủ động lấy số điện thoại của tôi, rồi anh mới đi ra ngoài. Buổi sáng chị Hoa thường đến sớm hơn Diệp Anh và chị ngồi ăn sáng ở công ty. Sáng nay chị Hoa đang ngồi ăn sáng thì Lâm Phong xách túi đồ đi tới. Chị cho em gửi Diệp Anh nhé. Vâng, thưa giám đốc. Chưa đầy 10 phút sau, chị Hoa vừa ăn sáng xong thì Quang Tuấn đi tới. Trên tay anh cầm túi đồ. Chị cho em gửi cho Diệp Anh ạ. Chị Hoa ngạc nhiên hỏi. Đồ gì mà cả giám đốc và trợ lý lại gửi cho cả Diệp Anh thế? Chị nói vậy nghĩa là sao? Giám đốc cũng vừa gửi cho Diệp Anh một túi đồ, xong giờ lại tới trợ lý gửi đồ. Diệp Anh đúng là số hưởng mà. Quang Tuấn mặt thoáng buồn. Anh thở dài và hỏi chị Hoa. Nếu bây giờ cả em và giám đốc cùng thích Diệp Anh, thì chị sẽ ủng hộ em hay giám đốc ạ? Chị Hoa gãi đầu rồi nói. Chuyện này khó trả lời quá. Không phải là chọn ai, mà tất cả mọi chuyện do Diệp Anh quyết định chứ. Chị làm sao mà biết được? Rồi Quang Tuấn bắt đầu mua chuộc chị Hoa. Nếu chị giúp em, chị ủng hộ em thì em sẽ nâng chị lên. Chị sẽ không phải quét dọn nữa. Chị có muốn làm việc nhàn hạ hơn không? Chị Hoa mắt tròn xoe hỏi Quang Tuấn. Cậu nói thật không? Tôi không phải quét dọn nữa ư? Đúng thế, em sẽ nâng chị lên làm việc trên bàn giấy, vừa nhàn vừa mát mẻ. Chị không phải làm công việc quét dọn này nữa, mà công việc lại thu nhập rất cao. Nhưng tôi phải giúp cậu như thế nào? Trước mặt Diệp Anh, chị nói giúp em vài câu nhé. Em muốn chị giúp em tán Diệp Anh, em rất thích cô ấy ạ. À, tôi hiểu rồi. Bây giờ cả cậu và giám đốc cùng thích Diệp Anh, nên cậu muốn tôi giúp cậu chứ gì? Vâng, đúng vậy ạ. Chị Hoa bắt đầu phân vân. Nếu chị giúp Quang Tuấn, thì chị có chút áy náy với giám đốc. Nhưng sau đó chị lại nghĩ, giám đốc chỉ trả tiền lương quét dọn cho chị thôi, chứ giám đốc không hề cho chị có một công việc tốt hơn, thu nhập cao hơn mà. Chị Hoa cũng hơi lăn tăn vì chị sợ khi Diệp Anh biết chuyện đó. Nhưng mà cuối cùng chị vẫn không thể từ chối lời đề nghị của Quang Tuấn được. Chị và Diệp Anh chỉ là chị em cùng làm với nhau, không phải chị em ruột thịt, nên công việc tốt đối với chị lúc này mới là quan trọng nhất. Sau đó chị Hoa cầm túi đồ của Lâm Phong mua cho Diệp Anh. Chị mở ra xem thì bên trong là một đôi giày. Lâm Phong tặng giày và Quang Tuấn cũng tặng giày. Chị Hoa nghĩ
chị sẽ bỏ túi quà của Lâm Phong, còn túi quà của Quang Tuấn chị sẽ đưa cho Diệp Anh. Rồi chị tác động thêm nữa để Diệp Anh nghiêng về phía Quang Tuấn. Như vậy chị sẽ giúp Quang Tuấn thành công và công việc của chị cũng được thăng tiến. Nghĩ vậy rồi chị làm luôn. Chị liền bỏ túi đồ của Lâm Phong vào thùng rác và coi như không có chuyện gì. Còn túi đồ của Quang Tuấn thì chị để ở trên bàn để chờ Diệp Anh tới. Tôi vừa tới thì chị Hoa liền vẫy. Em gái ơi, lại đây chị bảo. Dạ. Quang Tuấn gửi đồ cho em này. Đồ gì thế chị? Em cứ mở ra xem đi. Tôi mở túi đồ ra là một đôi giày màu đen, đúng hãng giày mà tôi thích. Chị Hoa cứ suýt xoa. Đôi giày này đẹp quá. Nó sinh ra là để dành cho em gái của chị đấy. Em đi thử xem có vừa không? Tôi thử giày vừa in. Đôi giày rất đẹp, nhưng tôi không thể nhận món quà này được. Nếu là Lâm Phong mua thì có lẽ tôi sẽ rất vui và hạnh phúc. Nhưng người tặng lại là Quang Tuấn, nên tôi không thích. Em không nhận món quà này đâu, chị đưa cho anh Quang Tuấn giúp em nhé. Chị Hoa ngạc nhiên hỏi. Ơ kìa, sao em lại không nhận đôi giày đẹp thế cơ mà? Tự dưng anh ấy tặng quà cho em, không biết anh ấy có mục đích gì nên em không nhận đâu ạ. Diệp Anh, em ngồi xuống nghe chị nói này. Dạ, chị nói đi. Quang Tuấn thích em, cậu ấy thích em nên mới tặng quà cho em chứ. Cậu ấy ngại không dám đưa cho em, nên nhờ chị đưa hộ. Em nhận đi cho cậu ấy vui lòng. Chị nói anh Quang Tuấn thích em à? Chị đùa em đấy à? Làm sao mà có chuyện đó được? Chị thề, chị không hề nói sai nửa lời nhá. Chính Quang Tuấn nói với chị là cậu ấy rất thích em. Từ ngày chị em mình làm việc cùng nhau, chị chưa bao giờ nói dối em một cái gì cả. Nên em phải tin chị chứ. Cứ cho là chị nói thật đi. Nhưng em không thích anh Tuấn. Em chỉ coi anh ấy là cấp trên của em thôi. Nên món quà này em xin phép không nhận ạ. Em mà không nhận, chị biết ăn nói thế nào với cậu ấy bây giờ? Thôi được rồi, em sẽ mang túi đồ này đi trả lại cho anh ấy. Chị cứ làm việc đi, không cần bận tâm chuyện này đâu ạ. Diệp Anh, tại sao em lại không thích Quang Tuấn vậy? Cậu ấy vừa giàu có lại đẹp trai như thế cơ mà. Em cũng không biết nói sao, chỉ thấy bình thường thôi ạ. Nếu thích thì em nói thích ngay chứ, em không giấu giếm đâu ạ. Rồi chị Hoa cứ nói tôi mãi. Chị ấy nói tôi yêu Quang Tuấn là quá tuyệt vời. Nhưng người tốt như Quang Tuấn bây giờ hiếm lắm. Quang Tuấn vừa đẹp trai vừa có tài. Rồi Quang Tuấn thế nọ, Quang Tuấn thế kia. Chị Hoa cứ khen ngợi Tuấn trước mặt tôi. Nhưng tôi thấy Quang Tuấn rất bình thường. Bởi vì trái tim tôi bây giờ đã có hình bóng của Lâm Phong rồi, nên không thể có thêm hình bóng khác nữa. Hôm nay chị Hoa bận, nên tôi giúp chị ấy đẩy thùng rác ra ngoài cổng cho cô quét rác mang đi. Hôm nay cái Hoa bận à? Mà cháu đẩy rác ra thế? Dạ, chị ấy đang bận dọn bên trong ạ. Ừ, bảo sao chai lọ vứt lung tung ra ngoài. Mọi ngày cái Hoa nó cho hết chai lọ vào cái túi giúp cô mà. Thế à? Vậy để cháu gom chai nhựa vào túi bóng cho cô nhé. Ừ, cháu hộ đi, cô đang dở tay. Tôi mới nhặt mấy cái chai nhựa ở thùng rác cho vào túi bóng, thì tôi thấy có cái túi hồng mới ở phía dưới lan lạ. Tôi mới kéo cái túi lên và thấy ở bên trong có một đôi giày mới tinh và một tấm thiệp với dòng chữ tặng công chúa của anh. Ủa, đôi giày mới tinh thế này, ai lại bỏ vào thùng rác thế nhỉ? Nhìn đôi giày mới đẹp quá, tôi tiếc của mang về đi thử vừa in. Giày đẹp thế này mà người ta đem bỏ, đúng là uổng phí mà. Người ta không đi thì mình đi vậy. Đôi giày của mình cũng cũ rồi. Tôi chợt nghĩ, chắc anh chàng nào tặng giày cho bạn gái, nhưng bạn gái không thích nên ném đi đây mà. Thôi, người ta không thích em thì em về với chị nhé. Tôi nâng niu đôi giày mới trong tay và lẩm bẩm như vậy. Thế là tôi có đôi giày mới, tôi thích lắm, nên tôi đi giày mới luôn. Tới trưa ngồi ăn cơm với chị Hoa, tôi mới kể chuyện tôi nhặt được giày cho chị ấy nghe. Chị ơi, vừa nãy em nhặt được một đôi giày mới tinh trong thùng rác chị ạ. Chị Hoa đang ăn cơm, nghe tôi nói vậy thì chị sặc cơm bắn tung tóe vào mặt tôi. Hả? Em nhặt được đôi giày trong thùng rác à? Vâng ạ, đây này, em đang đi đây này, chị xem, nó đẹp lắm luôn ý. Chị Hoa ậm ừ rồi khẽ nói, sao Quang Tuấn tặng giày em không nhận mà em lại đi nhặt một đôi giày trong thùng rác thế? Đó là hai chuyện khác nhau mà chị. Lát nữa ăn cơm xong, em sẽ mang túi đồ kia đem trả cho anh Quang Tuấn ạ. Em định mang trả cho Tuấn thật à? Vâng, chị biết tính em mà, em không thích là em sẽ không nhận đâu ạ.
Chị Hoa thở dài và không nói gì thêm nữa. Tôi cầm túi đồ lên phòng của Lâm Phong, vì Quang Tuấn là trợ lý của Lâm Phong nên họ sẽ làm việc cùng phòng với nhau. Tôi đẩy cửa đi vào thì không có Quang Tuấn ở đó, chỉ có giám đốc Lâm Phong thôi. Vừa nhìn thấy tôi, Lâm Phong liền đứng dậy đi ra chỗ tôi. Em tới tìm anh à? Em tới tìm anh Quang Tuấn ạ. Anh ấy đi đâu rồi ạ? Mặt Lâm Phong xị xuống, nhưng khi anh ấy thấy tôi đi đôi giày mới, mắt anh sáng lên, anh cười tít mắt lại. Em tìm cậu ấy có việc gì thế? Dạ, em tới gửi anh ấy túi đồ. Anh ấy tặng em, nhưng món quà không phải thứ em thích, nên em từ chối không nhận ạ. Vậy anh cho em gửi túi đồ ở đây cho anh ấy nhé. Cái gì? Quang Tuấn tặng quà cho em à? Cậu ta to gan thật đấy. Vâng, nhưng em không nhận mà. Em để túi đồ ở đây nhé. Được, em cứ để ở đó đi. Lát nữa anh bảo cậu ta cho. Vâng, vậy không còn chuyện gì nữa. Em xin phép về làm việc ạ. Lâm Phong liền kéo tay tôi lại. Anh vòng tay ôm lấy tôi và nói. Em từ đã, ở lại đây với anh một lát rồi hãy đi. Ôi, anh mau bỏ em ra. Không mọi người nhìn thấy bây giờ. Sao tự dưng anh lại ôm em thế? Anh không buông đấy. Mà em cũng lạ. Rõ ràng thích anh mà không dám thừa nhận à? Đâu có, em thích anh hồi nào? Em nói là em không thích anh đúng không? Đúng. Vậy tại sao em lại đi đôi giày mà anh tặng em? Em không thích mà em vẫn nhận quà anh tặng à? Tôi ngạc nhiên hỏi Lâm Phong. Quà này của anh tặng ư? Đúng vậy, sáng nay anh đưa cho chị Hoa và nhờ chị ấy đưa cho em mà. Chính là đôi giày này, bên trong còn có một tấm thiệp nhỏ màu hồng nữa. Ơ, nhưng mà em lại nhận được nó ở trong thùng rác đấy. Rốt cuộc chuyện này là thế nào nhỉ? Lâm Phong sầm mặt lại, nụ cười rạng rỡ của anh ấy tắt hẳn luôn. Anh ấy cau mày lại và nói. Túi đồ anh đưa mà chị Hoa lại vứt vào thùng rác sao? Tại sao chị ấy lại làm như vậy chứ? Em không biết. Lúc sáng khi em tới thì chị Hoa chỉ đưa cho em túi đồ của anh Tuấn thôi. Tới trưa khi em đẩy thùng rác ra ngoài cổng thì em thấy đôi giày này ở trong. Em thấy giày mới nên em tiếc mang về để đi. Em cũng không ngờ đó lại là đôi giày anh mua cho em đâu đấy. Lâm Phong nổi giận, anh bức xúc nói. Anh phải gặp chị Hoa để hỏi rõ chuyện này mới được. Tôi liền kéo Lâm Phong lại và nói. Anh ơi, anh bình tĩnh lại đi, anh đừng nổi giận như vậy mà. Trời ơi, hôm nay mà em không tìm thấy đôi giày thì làm sao mà anh biết được chuyện này chứ, tức thật mà. Thôi thôi, em xin anh đừng giận nữa mà. Anh nhìn đi, em đang đi đôi giày anh mua này, đẹp thật đấy, em rất thích ạ. Lâm Phong nguôi giận, anh thở dài rồi nói. Quang Tuấn cũng tặng giày cho em đấy, sao em không nhận đi còn mang trả làm gì? Em không thích nên em không thể nhận được. Vì không thích em mới mang trả mà. Anh nhìn thấy mà anh còn hỏi em à? Thế tại sao em lại không thích? Cậu ta cũng tốt mà. Vì em làm sao? Vì em lỡ thích anh Phong rồi. Em lỡ thích người tình một đêm của em rồi ạ. Lâm Phong cười rồi anh ôm tôi thật chặt. Em nói thật không? Mấy hôm nay em suy nghĩ nhiều lắm. Và em đã nhận ra em cũng rất thích anh. Thật sự là em rất thích anh Phong ạ. Anh ghim lời em nói rồi đấy nhá. Cả cuộc đời này, anh sẽ giữ em ở bên anh. Chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau em nhé. Tôi gật đầu đồng ý. Vâng ạ. Mặc dù tôi biết giữa tôi và anh ấy có nhiều rào cản lớn, nhưng vì tôi yêu nên tôi bất chấp hết. Tối nay anh đón em đi ăn nhé. Nhưng em phải đi làm mà. Em xin nghỉ làm đi. Anh làm thủ tục để em đi học rồi. Em gọi điện xin nghỉ làm thêm đi nhé. Có gì tối chúng ta sẽ bàn tiếp. Đi học á? Nhưng em nghỉ học gần 4 năm rồi mà. Có sao đâu em. Người ta học nữa học mãi, học tới già cơ mà. Em đi học để sau này về công ty giúp anh nữa chứ. Dạ nhưng em lấy đâu ra tiền để đóng học phí? Anh cũng biết là em rất nghèo mà. Có anh ở đây rồi, em còn lo gì nữa. Em chỉ cần học thật ngoan thôi, còn tất cả mọi thứ anh sẽ lo. Như vậy có được không hả công chúa của anh? Dạ được ạ. Lâm Phong và Diệp Anh ôm nhau rồi hôn nhau say đắm. Quang Tuấn trở về, anh nhìn thấy, anh vội vàng quay mặt đi thật nhanh ra ngoài. Quang Tuấn ra phòng khách ngồi, lòng anh vô cùng khó chịu. Lâu lắm rồi anh mới thấy thích một cô gái, vậy mà anh còn chưa kịp tỏ tình, cô gái ấy đã là bạn gái của Lâm Phong rồi. Quang Tuấn nhếch mép cười nhạt cho số phận của mình.
Sao lúc nào mình cũng thua cậu ta thế nhỉ? Quang Tuấn nhớ lại cái thời anh và Lâm Phong còn đi học. Cô bạn gái anh thích ngày đó cũng thích Lâm Phong và không thích anh. Rồi công việc của Lâm Phong lúc nào cũng tốt hơn anh. Lâm Phong mở công ty riêng mà anh vẫn chỉ là một thằng đi làm thuê. Và bây giờ anh vẫn chỉ là một thằng đi làm thuê cho Lâm Phong mà thôi. Lúc nào anh cũng ở phía sau và chưa bao giờ vượt lên trước Lâm Phong được. Quang Tuấn thấy buồn lòng và tự trách bản thân mình. Mày luôn là kẻ thất bại Quang Tuấn ạ, thật là xấu hổ. Hồng và Linh đi ngang qua phòng khách, nhìn thấy Tuấn đang ngồi đó, nhưng Linh bơ luôn. Thấy Linh có vẻ thờ ơ lạnh nhạt khi nhìn thấy Tuấn, Hồng mới hỏi Linh. Linh, mày nhìn thấy ai kia không? Quang Tuấn chứ ai? Thế sao mày thờ ơ lạnh nhạt thế? Mọi khi thấy Tuấn là mắt mày sáng rực lên, rồi mày lao ra vồ vập luôn rồi cơ mà. Bây giờ tao đã không còn mê trai nữa rồi nhá. Cứ nhìn thấy Quang Tuấn, tao lại phải càng né xa. Tại sao mày lại thay đổi như thế? Mày nghĩ lại cái hôm sinh nhật mày đi, anh ta nôn thẳng vào mặt tao đấy. Làm tao chết khiếp, rồi còn bị lợm giọng mất nửa tháng mới bình thường lại được đấy. Từ đó, Quang Tuấn đối với tao không còn ý nghĩa gì nữa, mày hiểu chưa? Tao hiểu rồi, vậy là từ giờ trở đi, mày không quan tâm tới Quang Tuấn nữa đúng không? Mày bỏ cuộc rồi đúng không? Linh chẹp miệng nói. Không phải là tao bỏ cuộc, mà bây giờ anh ta không phải gu của tao. Tao không thích anh ta nữa, thế thôi. Ừ, tao hiểu rồi. Thế mày vẫn muốn theo đuổi Lâm Phong à? Ừ, tao thích anh ấy. Nửa năm rồi tao vẫn thích, và tao không thể bỏ cuộc được. Mày suy nghĩ khác đi, Lâm Phong không thích mày đâu. Đừng mơ mộng nữa Hồng ạ. Tao không thể ngừng thích anh ấy được. Mày giúp tao đi. Bây giờ mày không theo đuổi anh Tuấn nữa, nên mày có thời gian mà. Giúp tao theo đuổi giám đốc đi. Thế giúp mày thì tao được cái gì đây? Mày thích gì tao mua cho. Tao thích cái túi sách mới, mày mua cho tao nhé, tầm 50 thôi. Được, chốt luôn. Nếu tao tán đổ Lâm Phong, mày muốn gì mà chẳng được. Hồng và Linh đang đứng nói chuyện với nhau thì Quang Tuấn đi qua. Anh nghe được, anh liền nói. Lâm Phong có bạn gái rồi, các cô đừng ảo tưởng nữa. Hồng liền hỏi Tuấn, không lẽ Lâm Phong và Diệp Anh chính thức công khai rồi ư? Đúng vậy. Hồng cũng không kém cạnh, cô nhìn Quang Tuấn rồi chẹp miệng nói. Anh cũng chỉ là một kẻ thua cuộc mà thôi, Quang Tuấn ạ. Anh nói tôi đừng ảo tưởng nữa. Vậy còn anh đã hết ảo tưởng chưa? Cô im đi, cô biết gì mà nói hả? Tôi thấy sao thì tôi nói vậy thôi. Nếu anh muốn có được Diệp Anh, thì hãy gặp chúng tôi, chúng ta sẽ bàn tiếp. Cô bớt nhiều chuyện đi, không cái mồm lại hại cái thân bây giờ. Tới lúc đó không ai cứu được cô đâu. Lúc này, Hồng mới không nói gì nữa. Quang Tuấn thở dài rồi đi về phòng. Vừa đi anh vừa nghĩ. Hồng nói đúng mà. Cuối cùng thì mình cũng chỉ là một kẻ thua cuộc. Mình đã thua Lâm Phong về mọi thứ. Tệ thật. Lâm Phong và Diệp Anh chính thức công khai hẹn hò. Chuyện tình của hai người được mọi người bàn luận sôi nổi. Bởi không ai nghĩ một người thành đạt hoàn mỹ như Lâm Phong lại yêu một cô gái quét dọn trong chính công ty của mình. Diệp Anh chỉ làm việc tới hết tháng, rồi cô nghỉ để đi học theo ý của bạn trai. Người tốt thì nói đó là cuộc tình của nàng Lọ Lem và chàng Hoàng Tử. Còn không tốt thì chê bai Diệp Anh và nói cô đũa mốc mà đòi tròi mâm son. Tuy nhiên Diệp Anh là một cô gái mạnh mẽ quyết đoán, nên những lời bàn tán sau lưng không thể làm cô gục ngã được. Nhiều người nói cô vì ham vật chất nên mới tiếp cận Lâm Phong. Nhưng mọi người đâu biết rằng chính Lâm Phong mới là người tiếp cận cô. Và hai người có duyên với nhau từ 3 năm trước đó rồi. Chuyện tình của cô thì chỉ có cô và Lâm Phong mới là người hiểu rõ nhất. Còn những người ngoài cuộc sao hiểu được? Quang Tuấn trở về phòng Lâm Phong liền hỏi. Cậu đi lâu thế? Tôi bận chút việc. Với lại tôi cũng không muốn phá vỡ sự riêng tư của người khác. Cậu biết vậy là tốt đấy. Diệp Anh gửi cậu túi đồ này. Giám đốc cứ vứt nó vào thùng rác là được. Lâm Phong thở dài rồi nói. Quang Tuấn, chúng ta ngồi nói chuyện với nhau như những người bạn đi. Được, giám đốc nói đi. Chúng ta là bạn nên tôi không muốn giấu cậu chuyện gì cả. Tôi và Diệp Anh chính thức hẹn hò rồi. Chúng tôi rất hạnh phúc khi ở bên nhau. Tôi mong cậu chúc phúc cho tôi. Tôi không thấy vui vẻ gì nên tôi không muốn chúc phúc cho giám đốc đâu. Quang Tuấn, cậu có coi tôi là bạn không? Tôi có, nhưng tôi thích Diệp Anh nhiều lắm. Tôi thật sự không thể nhìn anh với cô ấy hạnh phúc được.
cậu không chúc phúc cho chúng tôi, thế cậu định làm gì? Tôi cũng không biết nữa. Khi yêu vào, con người ta thường mù quáng, nên tôi không thể biết trước được những việc tôi sẽ làm đâu. Lâm Phong nhìn bạn rồi nói, cuối cùng thì cậu vẫn muốn phá tôi. Tôi yêu Diệp Anh và cô ấy cũng yêu tôi. Đó là sự thật không ai có thể thay đổi được. Thế thì giám đốc lại nhầm to rồi. Giám đốc phải hiểu rằng 30 chưa phải là Tết. Chưa đến phút cuối cùng thì chưa biết ai là người thắng cuộc đâu. Lâm Phong bắt đầu thấy khó chịu khi nghe Quang Tuấn nói như vậy. Anh vẫn cố giải thích cho Tuấn hiểu. Tình yêu không phải trò chơi nên cậu đừng nói thắng thua ở đây. Với lại cậu chưa biết 3 năm trước tôi và Diệp Anh đã xảy ra chuyện gì mà. Quang Tuấn thẳng thắn nói luôn. Tôi không quan tâm chuyện 3 năm trước, tôi sống ở hiện tại và tương lai thôi. Dù cho 3 năm trước, Diệp Anh có quá khứ tồi tệ như thế nào, thì đối với tôi, bây giờ cô ấy chính là công chúa mà tôi trân trọng thôi. Lâm Phong nổi giận, trong lúc nóng giận, anh đã không kìm được cảm xúc và đã đấm Quang Tuấn một phát vào mặt, khiến Quang Tuấn choáng và máu mũi chảy ra. Đó là cách cậu trả ơn tôi sau tất cả những gì mà tôi cho cậu sao? Quang Tuấn lau vết máu trên mặt mình rồi cười nhạo. Cậu chẳng cho tôi được thứ gì cả. Tất cả là do tôi nỗ lực mà có thôi. Nên cậu đừng có mở mồm ra mà nói như thế. Thế không có tôi, cậu có ngày hôm nay không? Hay là vẫn là một thằng công nhân điện nước lương 3 cọc 3 đồng hả? Lâm Phong quá thất vọng về Quang Tuấn. Anh không nghĩ Quang Tuấn lại có thể nói ra những lời cay đắng như vậy. Tình bạn bao nhiêu năm của hai người đang dần tan vỡ. Còn Quang Tuấn thì sau khi bị ăn một phát đấm của người bạn thân của mình, anh tức giận bỏ ra ngoài hành lang và đứng hút thuốc một mình. Anh cũng biết bản thân mình đang cố chấp và cũng biết chính anh là người đánh mất tình bạn của anh với Lâm Phong. Nhưng cứ khi anh nghĩ tới nụ cười của Diệp anh lại tiếp tục mù quáng. Quang Tuấn lấy điện thoại ra và nhắn tin cho Hồng. Lên ban công, tôi có chuyện muốn nói. Hồng đang ngồi với Linh, thấy tin nhắn của Quang Tuấn, cô nhếch mép cười. Linh, mày xem đi, Quang Tuấn nhắn tin cho tao đây này. Anh ta muốn thương lượng với tao để chia cắt Diệp Anh và Lâm Phong đấy. Tao nói rồi mà, Quang Tuấn sẽ bắt tay với tao thôi. Linh chẹp miệng nói. Tao tưởng chỉ có mỗi mình mày yêu mù quáng thôi. Tao không nghĩ Quang Tuấn cũng mù quáng giống mày đâu. Đúng là một lũ khổ vì tình. Thế mày có giúp tao không mà mày nói thế? Thì tao vẫn giúp mày mà, tao chỉ nói thế thôi chứ. Ừ, thôi, tao lên ban công để xem Quang Tuấn nói gì đây. Hồng đi lên ban công để gặp Quang Tuấn. Anh muốn nói chuyện gì với tôi thế? Cô muốn có Lâm Phong đúng không? Đúng, và tôi biết anh cũng muốn có Diệp Anh. Tôi nói có đúng không? Quang Tuấn im lặng như thừa nhận. Hồng bắt đầu nói. Vậy chúng ta hãy bắt tay với nhau để chia rẽ Diệp Anh và Lâm Phong. Họ chia tay rồi thì anh đến với Diệp Anh, còn tôi đến với Lâm Phong. Quá tốt phải không? Cô nghĩ chúng ta có chia rẽ được họ không? Có chứ, tôi có kế hoạch cụ thể rồi. Kế hoạch cụ thể là như thế nào? Được rồi, tôi sẽ gửi qua tin nhắn cho anh đọc nhé. Yên tâm đi, nếu anh làm theo cách của tôi thì chúng ta sẽ thành công. Hồng đã lên kế hoạch để chia rẽ Diệp Anh và Lâm Phong và có sự trợ giúp của Quang Tuấn và Linh. Trước tiên, Hồng và Linh chủ động làm lành với Diệp Anh để xóa bỏ hết những hiểu lầm ngày trước. Hồng chờ tới khi mọi chuyện hiểu lầm được giải quyết, Hồng và Linh sẽ tìm cách tiếp cận với Diệp Anh, rồi tìm cách gài bẫy Diệp Anh. Kế hoạch lần này, Hồng chuẩn bị kỹ lắm rồi. Nếu mà thất bại nữa thì Hồng chắc phải bỏ đi khỏi thành phố mà thôi. Chứ cô không thể nào còn mặt mũi ở lại đây nữa. Từ lúc công khai hẹn hò với Lâm Phong, trong lúc chờ đi học, tôi vẫn tiếp tục làm công việc quét dọn của mình. Lâm Phong bảo tôi nghỉ việc đi, anh ấy nuôi, nhưng tôi không nghỉ. Tôi sẽ đi học theo ý của anh ấy. Nhưng tôi sẽ vừa học vừa làm. Tôi muốn đứng lên từ đôi chân của mình. Tôi sẽ cố gắng học thật giỏi. Sau khi ra trường, tôi sẽ ứng tuyển vào công ty, làm việc như những người bình thường, chứ không phải với danh nghĩa là bạn gái của giám đốc. Tôi sẽ đi lên bằng thực lực của mình. Nhất định tôi sẽ làm được điều đó. Những lúc Lâm Phong rảnh, anh thường xuống chỗ tôi chơi, rồi còn giúp tôi lau dọn phòng nữa. Anh ấy không cảm thấy xấu hổ và lúc nào cũng vui vẻ khi ở bên tôi. Điều đó khiến tôi thật sự rung động và tôi biết rằng tôi đã tìm được đúng người. Rồi Lâm Phong chính là tình yêu của cuộc đời tôi. Tối nay hai đứa đi ăn, tôi mới hỏi Lâm Phong. Anh ơi,
em có thể hỏi anh chuyện này không? Em hỏi đi, anh nghe đây. Anh có cảm thấy xấu hổ khi có bạn gái làm công việc quét dọn không ạ? Anh không, công việc gì cũng được, miễn là công việc chân chính. Thì anh đã nói là em nghỉ việc đi, chỉ tập trung vào việc học thôi mà em không nghe anh chứ. Dạ, em mong anh hiểu cho em. Em muốn mình đứng lên bằng đôi chân của mình. Em muốn tự lập anh ạ. Chỉ có như vậy thì mọi người mới không nghĩ xấu về em. Em không muốn bị mang tiếng là lợi dụng bạn trai đâu ạ. Sao em cứ bận tâm người ta nói thế? Hay là mình cưới luôn nhá? Cưới về rồi, em không cần phải ngại với mọi người nữa. Thế thì em lại mang tiếng là ăn bám chồng. Thôi, anh cứ để em tự lo mọi việc. Anh chỉ cần ở bên cạnh em thôi. Chính anh là động lực của em rồi đấy. Vì em sẽ vượt qua tất cả những khó khăn này. Mặt Lâm Phong xị ra. Anh chỉ muốn ở bên em thôi mà. Sao mình không cưới luôn đi chứ? Không được, năm nay anh không được tuổi mà. Ủa, em biết xem cả tuổi cưới vợ sao? Dạ, em nghe mẹ em nói như thế. Thế thì tùy em đấy. Anh sẽ luôn ở bên cạnh em. Khi nào em mệt thì em cứ dựa vào anh nhé. Dạ vâng ạ. Tình yêu của tôi và Lâm Phong bình dị và hạnh phúc như vậy đó. Tôi cứ nghĩ tôi và Lâm Phong sẽ mãi hạnh phúc bên nhau như vậy. Nhưng niềm hạnh phúc đó chưa được bao lâu thì tai họa ập xuống, khiến tôi đánh mất Lâm Phong một lần nữa. Tôi vừa đi học vừa đi làm nên tôi rất bận. Thời gian tôi đi chơi với Lâm Phong cũng ít và thưa hơn. Nhưng vì tương lai của tôi nên tôi phải cố gắng nhiều hơn để sau này tôi có thể tự tin sánh bước bên anh. Tôi đang dọn phòng khách thì Hồng và Linh đi tới. Diệp Anh, em tới sớm vậy? Nghe câu hỏi ngọt ngào của chị Hồng mà tôi giật mình không tin. Bởi vì mọi khi nhìn thấy tôi, chị ấy đã chửi tôi, chứ chưa bao giờ chị nói ngọt ngào với tôi như vậy cả. Tôi còn đang hoang mang chưa biết trả lời sao thì chị Hồng lại gần tôi và nhẹ nhàng nói: Diệp Anh, sao em không trả lời chị? À vâng ạ. Em vẫn giận chị và chị Linh đấy à? Em không ạ. Em cho chị và chị Linh xin lỗi em nhé. Lúc đó hai chị đã nặng lời với em, giờ nghĩ lại chị thấy ân hận lắm em ạ. Dạ không có gì đâu ạ, em không giận hai chị đâu. Em không giận thật nhé. Lúc đó hai chị đã hiểu lầm em nên mới cư xử không đúng. Từ nay về sau hai chị không bao giờ như vậy nữa đâu, chị thề đấy. Vâng ạ, em không giận hai chị đâu. Hai chị đừng suy nghĩ gì nữa nhé. Hai chị cảm ơn em nhiều. Chuyện gì qua rồi thì cho qua. Từ bây giờ chúng ta là chị em đồng nghiệp tốt của nhau nhé. Vâng chị. Từ lúc đó tôi và hai chị ấy bắt tay làm hòa với nhau. Tôi đã rất vui vì tôi chỉ muốn đi làm thật vui vẻ. Tôi không muốn gây gổ với ai trong công ty cả. Làm hòa với Diệp Anh xong, ngày nào Hồng và Linh cũng mang đồ ăn tới cho Diệp Anh. Hôm thì gói bỏng ngô, hôm thì vài quả táo, hôm thì túi bánh ngọt. Những thứ đó là một phần trong kế hoạch của Hồng. Cô muốn tiếp cận Diệp Anh dần dần, rồi khi Diệp Anh đã tin tưởng cô sẽ ra tay với Diệp Anh. Hồng và Linh tốt với Diệp Anh tới mức khó tin luôn. Còn về phần Quang Tuấn thì theo kế hoạch của Hồng, Quang Tuấn đã quay lại xin lỗi Lâm Phong một câu, rồi anh lại tiếp tục công việc trợ lý của mình. Tuy nhiên, anh và Lâm Phong vẫn không thể vui vẻ như lúc ban đầu được, bởi giữa hai người đàn ông đó còn có một rào cản, đó chính là Diệp Anh. Ngày Chủ nhật, tôi được nghỉ học và được đi làm, nhưng Lâm Phong lại bận công việc nên tôi nằm ở nhà để chờ. Tối anh ấy về rồi chúng tôi đi chơi cùng nhau. Tôi nằm ở nhà buồn quá, cả buổi sáng tới trưa, rồi tôi dậy nấu cơm ăn xong rồi lại ngủ tiếp tới 2 giờ chiều. Chị Hồng và Linh tới tận nhà tôi chơi. Diệp Anh ơi, em có ở nhà không? Dạ em đây, sao hai chị biết nhà em mà tới? Chị hỏi anh Tuấn đấy. Dạ hai chị vào nhà đi ạ. Hai chị ấy tới nhà tôi chơi, còn mua bao nhiêu là quà cho hai mẹ con tôi nữa. Ba chị em tôi ngồi chơi một lúc thì hai chị ấy rủ tôi đi chơi. Hai chị cứ rủ nhiệt tình quá nên tôi không thể từ chối được. Thế là tôi thay quần áo rồi đi cùng hai chị. Mới đầu chị Hồng nói là đi uống nước, nhưng khi lên xe taxi, chị ấy lại bảo lái xe chở chúng tôi tới một quán bar nổi tiếng. Chị ấy nói rằng lâu lắm rồi chị ấy không uống rượu nên chị ấy muốn uống vài ly. Tôi chưa bao giờ tới quán bar, tôi cũng thấy tò mò và muốn đi thử một lần cho biết. Mới đầu tôi tưởng chỉ có ba chị em đi thôi, nhưng khi tới quán thì chúng tôi gặp anh Quang Tuấn. Chị Hồng thấy anh Tuấn ngồi uống rượu một mình nên chị ấy với anh Tuấn: Anh Tuấn ơi, anh đi một mình đấy à?
Ừ, ba chị em cũng đi uống rượu à? Dạ vâng, anh ngồi một mình như thế thì buồn lắm. Lại đây ngồi với bọn em cho vui đi anh. Ok luôn. Quang Tuấn lại ngồi cùng với chúng tôi. Tôi cũng không thấy ngại ngùng gì, vì tôi và anh Tuấn vẫn luôn coi nhau như anh em trong nhà. Nên khi anh ấy lại ngồi gần tôi thì tôi cũng không thấy ngại nữa. Quang Tuấn còn vui vẻ hỏi tôi: Này em đi Mảnh à? Lâm Phong đâu em? Dạ anh ấy bận ạ. Em còn tưởng là anh đi cùng anh ấy chứ. Không, hôm nay chủ nhật anh được nghỉ mà em. Dạ vâng ạ. Nào, anh mời Diệp Anh một ly nhé. Vâng. Anh chúc em luôn vui vẻ và thành công thật nhiều trong cuộc sống nhé. Dạ em cảm ơn anh ạ. Tôi uống hết ly rượu. Sau đó Quang Tuấn lại mời tôi uống tiếp. Còn ly này là anh chúc em hạnh phúc bên người đàn ông em chọn nhé. Lúc trước anh có gì không phải, Diệp Anh bỏ qua cho anh. Vâng, em cảm ơn anh ạ. Sau đó chị Hồng và chị Linh lại mời tôi uống rượu tiếp. Tôi đã ngà ngà say và không biết tôi đã uống bao nhiêu ly rượu rồi nữa. Rượu ngọt càng uống lại càng thêm say. Hồng và Linh liên tục mời Diệp Anh uống rượu, khiến Diệp Anh say rượu và không còn biết gì nữa. Diệp Anh gục mặt xuống bàn và ngủ luôn tại chỗ. Hồng liền nhìn Quang Tuấn nháy mắt. Cứ theo kế hoạch mà làm. Quang Tuấn gật đầu, rồi anh đỡ Diệp Anh dựa vào vai mình. Hồng nhanh chóng lấy điện thoại chụp lấy tấm hình. Diệp Anh dựa đầu vào vai Quang Tuấn, rồi cô nhếch mép cười. Sắp có kịch hay để xem rồi. Lâm Phong à, em muốn biết anh sẽ như thế nào khi thấy những bức hình tình cảm này của Diệp Anh và Quang Tuấn. Lâm Phong giải quyết xong công việc. Anh nhìn đồng hồ rồi đứng dậy vươn vai. Đã tới chiều rồi, mình phải đi về tắm rồi còn tới đón Diệp Anh đi ăn nữa. Lâm Phong đứng dậy đi về thì điện thoại của anh có tin nhắn tới. Một số điện thoại lạ gửi cho anh hai tấm hình. Một tấm là Diệp Anh đang dựa vào vai Quang Tuấn. Một tấm hình là hình ảnh Diệp Anh và Quang Tuấn dìu nhau ở trước cửa một nhà nghỉ. Người chụp ảnh có tâm cố ý chụp cả cái biển hiệu nhà nghỉ có sẵn địa chỉ để Lâm Phong tìm cho dễ nữa. Vừa nhìn thấy hai tấm hình, Lâm Phong sốc. Anh không thể tin vào mắt mình nữa. Cô gái mà anh hết mực yêu thương đang trong vòng tay Quang Tuấn. Ngay lập tức Lâm Phong phi xe tới nhà nghỉ đó để tìm Diệp Anh và Quang Tuấn. Cũng may là anh đang làm việc ở ngay gần đó, nên chỉ cần đi xe vài phút là tới nơi. Lâm Phong phóng như bay trên đường. Tới nhà nghỉ, anh lao vào quát người trực quầy. Quang Tuấn thuê phòng nào hả? Người trực quầy liền nói. Anh là ai? Tự dưng tới đây làm ầm lên thế? Ở phòng nào? Chúng tôi không thể cung cấp thông tin cho anh được. Phiền anh đi chỗ khác dùm. Lâm Phong vì quá tức giận, anh lao vào, đấm người trực quầy. Sau đó chạy lao lên tầng và đập cửa từng phòng một. Đi tới đâu anh đạp cửa rầm rầm tới đó, khiến mọi người trong phòng hoảng sợ. Lâm Phong đang bị mất kiểm soát và rất hung hãn, nên mọi người không ai dám ngăn cản. Tầm này ai vào can là Lâm Phong đấm chết ngay. Tới phòng cuối cùng, anh đạp cửa liên tiếp. Lúc này Quang Tuấn ở bên trong dậy mở cửa. Anh ta tìm tới nhanh hơn mình nghĩ đây. Cánh cửa mở ra đập vào mắt Lâm Phong là Quang Tuấn cởi trần, chỉ mặc quần. Lâm Phong lao vào thì nhìn thấy Diệp Anh nằm trên giường đắp chăn và không mặc đồ. Lâm Phong tức giận trợn trừng mắt lên và quát lớn. Diệp Anh, em mau dậy cho anh. Diệp Anh vẫn nằm đó không biết gì. Quang Tuấn bình thản nói. Anh đừng làm ồn, để cô ấy ngủ đi. Lâm Phong nghiến răng. Thằng chó má, mày dám lừa cô ấy vào đây sao? Tôi và Diệp Anh yêu nhau, chúng tôi tự nguyện chứ không lừa dối gì ở đây cả. Mày còn dám nói nữa hả? Tao giết mày. Lâm Phong lao vào đấm Quang Tuấn liên tiếp. Đang máu điên nổi lên, nên Quang Tuấn không kịp đỡ. Anh bị Lâm Phong đấm máu mồm máu mũi tóe ra. Lúc này Lâm Phong hung dữ, không ai có thể ngăn cản nổi. Sau khi đấm cho Quang Tuấn một trận tơi tả, Lâm Phong lại kéo tay Diệp Anh. Diệp Anh, em dạy cho tôi, sao em còn nằm lì ở đó hả? Diệp Anh vẫn nằm bất động, Lâm Phong mới hạ hỏa xuống, anh lay vào người Diệp Anh. Diệp Anh, em sao thế? Sao em không trả lời anh? Em mở mắt ra nhìn anh đi. Lâm Phong nghi có chuyện không lành, anh liền lấy chăn quấn vào người Diệp Anh và bế cô ra khỏi nhà nghỉ. Rồi anh lái xe chở Diệp Anh tới thẳng bệnh viện. Diệp Anh được đưa vào phòng cấp cứu và được các bác sĩ khám và chẩn đoán. Cô uống rượu và trong rượu có thuốc mê loại nặng. Lâm Phong bàng hoàng, anh ngồi bất động ở ghế.
Điều anh không thể ngờ được là tại sao Quang Tuấn lại có thể ra tay hãm hại một cô gái như vậy. Tại sao Quang Tuấn lại biến thành một người sống thủ đoạn như thế chứ? Quang Tuấn đã thay đổi, không còn là Quang Tuấn của ngày xưa nữa rồi. Lần này, Lâm Phong sẽ báo cảnh sát để họ điều tra, làm rõ mọi việc. Quang Tuấn sẽ phải trả giá đắt cho những việc mà anh ta gây ra. Lâm Phong sẽ không bỏ qua cho Quang Tuấn thêm một lần nào nữa. Mọi chuyện đã đi quá giới hạn rồi. Lâm Phong vào phòng làm việc của bác sĩ và hỏi. Sao bác sĩ nói cô ấy sắp tỉnh rồi? Giờ đã hơn một tiếng trôi qua rồi. Tại sao cô ấy vẫn chưa tỉnh chứ? Trong khoảng thời gian từ 1 tới 3 tiếng là cô ấy tỉnh. Sức khỏe của cô ấy ổn định rồi. Anh đừng có lo quá ạ. Thế còn chuyện gì vậy ạ? Cô ấy có bị... À, tôi hiểu ý anh rồi. Cô ấy không có dấu hiệu bị xâm hại tình dục nhé. Cô ấy rất bình thường, chỉ là uống phải rượu có thuốc mê nặng, nên lâu tỉnh thôi, anh đừng có lo quá. Vâng, tôi cảm ơn bác sĩ. Lâm Phong đi ra ngoài, anh thấy lòng nhẹ hơn một chút, anh lẩm bẩm. Quang Tuấn, may cho cậu là cậu chưa giở trò đấy, nếu không thì cậu xác định là vào tù bóc lịch đi. Quang Tuấn trở về nhà với cái mặt sưng vù vì bị Lâm Phong đánh. Anh đang rất thất vọng và chán đời thì Hồng gọi điện. Alo, sao rồi, anh chén được nó chưa? Chưa kịp làm gì thì thằng Lâm Phong đã tới đập tung cả nhà nghỉ lên rồi. Hồng hét toáng lên. Cái gì? Chưa kịp làm gì á? Sao anh kém cỏi thế? Tại cô gửi hình cho Lâm Phong quá nhanh. Giờ cô lại còn trách tôi à? Cô cứ chuẩn bị tinh thần đi. Lâm Phong mà báo cảnh sát, tôi và cô chết chung một hố nhé. Tại sao anh ta tới nhanh như vậy? Tôi tưởng anh ta đi công việc ở ngoài tỉnh cơ mà. Ngoài tỉnh cái gì? Ở ngay gần đây mà. Cô ngu ngốc, làm hỏng hết cả mọi chuyện rồi. Cô mau đi gặp Lâm Phong và thú tội đi, trước khi Lâm Phong quay về. Nếu không cô chết chắc đấy. Trời ơi, thế bây giờ Diệp Anh đang ở đâu? Lâm Phong bế đi luôn lúc đó rồi. Hồng hoảng quá, cô liền tắt máy rồi gọi vào số của Diệp Anh. Nhưng Lâm Phong đã cầm điện thoại của Diệp Anh và tắt nguồn, nên Hồng không gọi được. Hồng gọi điện không được, cô vội vàng sang gọi Linh và hai người nhanh chóng tới bệnh viện để cầu xin Diệp Anh và Lâm Phong tha thứ trước khi quá muộn. Tôi mở mắt ra, thấy mình đang nằm ở trong bệnh viện, bên cạnh là Lâm Phong. Tỉnh rồi à? Lâm Phong, sao em nằm ở đây chứ? Em không nhớ gì sao? Em nhớ là em với chị Hồng và chị Linh đi uống rượu, sao bây giờ em lại nằm ở đây? Lâm Phong bắt đầu giận dỗi. Em không những nằm ở đây, em còn nằm ở nhiều nơi khác nữa đấy. Anh nói vậy là sao ạ? Lâm Phong mở điện thoại cho tôi xem. Hai tấm ảnh, tôi dựa đầu vào vai Tuấn và một cái ảnh Quang Tuấn đỡ tôi ở trước cổng nhà nghỉ. Tôi choáng váng lắp bắp không nói thành lời. Tại sao anh lại có những tấm ảnh này? Ai chụp chứ? Lâm Phong nổi cơn ghen và quát ầm lên. Em có biết là tôi đã nhìn thấy những gì không hả? Tôi nhìn thấy em nằm ở trong nhà nghỉ với Quang Tuấn nữa đấy. Tại sao em lại đi chơi với mấy cái đứa khốn nạn đó nhỉ? Em đi đâu làm gì? Giờ em không thèm nói với tôi nữa đúng không? Em không coi tôi là cái gì đúng không à? Tôi bật khóc nức nở. Tôi không ngờ mọi chuyện lại ra nông nỗi này. Tôi không ngờ nổi là tôi lại đi vào nhà nghỉ với Quang Tuấn. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, khiến tôi choáng váng. Tại sao lại có thể xảy ra chuyện như thế được? Tôi vội xin lỗi Lâm Phong. Anh ơi, em không nhớ gì cả. Và em cũng không biết tại sao. Em đi vào nhà nghỉ lúc nào em cũng không nhớ. Em không nhớ gì hết. Em xin lỗi anh đừng giận em được không? Em thích Quang Tuấn thì em cứ nói thẳng với anh chứ. Đằng này em lại giấu anh để đi chơi với cậu ta. Em coi anh là trò đùa của em đúng không? Không phải đâu. Em thật sự không nhớ gì mà. Em chỉ đi uống rượu với chị Hồng và chị Linh. Tình cờ gặp anh ta ở đó. Chứ em không hề đi chơi với anh ta. Em thề đấy. Tôi không biết phải nói sao để Lâm Phong hiểu nữa. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột. Cũng may là chưa xảy ra chuyện nghiêm trọng, không thì đã lớn chuyện rồi. Lâm Phong nói báo cảnh sát, nhưng tôi không muốn làm lớn chuyện lên. Với lại tôi và Quang Tuấn chưa xảy ra chuyện gì trong nhà nghỉ cả, nên tôi không báo cảnh sát nữa. Sau đó chị Hồng và chị Linh cũng đã tới tận bệnh viện để xin lỗi tôi. Nên thôi, lần này tôi bỏ qua cho họ. Thế là Lâm Phong đã giận, giờ lại càng giận tôi hơn. Lâm Phong giận dỗi tôi, anh đưa tôi về tới cổng. Về tới nhà rồi, em vào nghỉ đi. Em cứ nghỉ mấy hôm cho khỏe rồi hãy đi làm lại. Anh đuổi việc em luôn đấy à?
Anh không đuổi việc em, anh bảo em nghỉ ngơi cho khỏe mà. Tôi thở dài rồi nói, em tự hiểu rồi. Sau lần này em tự rút ra bài học cho mình đi, đừng có dễ dãi như vậy. Ai rủ cũng đi, ai bảo cũng nghe như thế à? Anh vừa nói là em dễ dãi ư? Anh nói không đúng chắc. Anh nói đúng rồi, vừa lòng anh chưa? Tôi đi vào nhà và nằm suy nghĩ mãi. Sau những chuyện xảy ra, tôi không muốn gặp lại chị Hồng và chị Linh và Quang Tuấn nữa. Họ đã tới xin lỗi tôi rồi, tôi đồng ý bỏ qua cho họ rồi. Nhưng tôi nghĩ là tôi không nên chơi với hai chị đó nữa. Những người giống thủ đoạn như vậy, chơi cùng họ sẽ rất nguy hiểm, nên tôi cứ tránh đi là tốt nhất. Sáng hôm sau, Lâm Phong bảo với chị làm ở phòng nhân sự, viết đơn nghỉ việc cho Quang Tuấn. Hồng Linh và cả chị Hoa quét dọn cũng trong danh sách bị sa thải. Làm đơn xong, những người đó được nghỉ việc luôn trong ngày mà không cần phải làm tới cuối tháng. Quang Tuấn cầm tờ đơn, anh im lặng không nói gì rồi rời khỏi công ty. Còn Hồng và Linh thì khóc lóc, xin ở lại. Nhưng Lâm Phong đã quyết thì không có ai có thể thay đổi được. Chị nhân sự không thấy Diệp Anh đi làm, chị hỏi Lâm Phong. Này không thấy Diệp Anh đi làm thưa giám đốc. À, Diệp Anh bị ốm, hôm nào khỏe cô ấy sẽ đi. Vâng ạ. Thế nhưng tới ngày hôm sau, Diệp Anh vẫn không đi làm. Lâm Phong gọi điện thì thuê bao. Anh lo quá nên mới tới nhà Diệp Anh để tìm cô, thì mẹ Diệp Anh nói cô đi làm. Diệp Anh đi làm mà cháu, con bé có nghỉ hôm nào đâu nhỉ? Thì cháu không thấy Diệp Anh đi làm, cháu mới tới đây mà cô. À, cô nhớ rồi. Hôm trước cô thấy nó kể với cô là nó nghỉ làm ở công ty rồi. Giờ nó chuyển qua làm ở quán cà phê từ sáng tới tối luôn rồi cháu ạ. Vâng, vậy để cháu ra quán cà phê tìm cô ấy ạ. Lâm Phong lái xe ra quán cà phê, vừa đi anh vừa lẩm bẩm. Rõ ràng là cô ấy sai, mà cô ấy không thèm tới tìm mình để xin lỗi mình. Biết mình giận dỗi mà cô ấy còn không thèm dỗi mình nữa chứ. Người gì mà không có trái tim. Giờ rốt cuộc là mình giận cô ấy hay cô ấy giận mình? Cuối cùng người đi tìm cô ấy vẫn là mình, cô ấy luôn đúng mà. Tôi nghỉ việc quét dọn, tôi tới quán cà phê và xin làm việc cả ngày cả tối. Tôi muốn vùi đầu vào làm việc để quên đi những chuyện không vui trước đó. Tôi cảm thấy mình không hợp với chuyện yêu đương thì phải, nên chuyện tình cảm của tôi và Lâm Phong tôi sẽ suy nghĩ lại một lần nữa để xem tôi nên tiếp tục hay dừng lại. Nhưng vì Lâm Phong đang giận tôi nên vài ngày nữa tôi mới đi tìm anh ấy để nói chuyện rõ ràng. Thế nhưng tôi mới nghỉ 2 ngày thôi, Lâm Phong đã mò tới tận quán cà phê để tìm tôi rồi. Tôi đang rửa cốc chén thì chị chủ quán gọi. Diệp Anh, có người tới gặp em kìa. Ai thế chị? Cái anh chàng đẹp trai vẫn hay tới đón em về đấy. Tôi bê cốc cà phê ra bàn cho Lâm Phong rồi tôi đi vào. Lâm Phong không thấy tôi nói gì, anh liền nói. Em không có chuyện gì để nói với anh à? Em không. Tôi quay vào thì Lâm Phong liền kéo tay tôi lại. Đứng lại, anh bảo đã. Nói chuyện sau đi, em đang bận rồi. Nói luôn bây giờ đi, anh có chuyện muốn nói. Tôi không trả lời, cứ thế đi thẳng vào bên trong. Tôi cũng không muốn nói chuyện với anh ấy vào thời điểm này. Bởi hôm trước, khi nghe anh ấy nói, tôi dễ dãi. Tự dưng tôi thấy tự ái kinh khủng luôn ấy. Cuộc đời tôi, anh ấy là người đàn ông duy nhất. Kể cả 3 năm trước cũng vậy. Anh ấy cũng chính là người đàn ông đầu tiên của cuộc đời tôi. Ngoài anh ấy ra, tôi chưa phải lòng bất cứ người đàn ông nào cả. Thế mà trong lúc nóng giận, anh lại nói tôi là người dễ dãi. Đã thế lần này tôi dỗi, không thèm nói chuyện với anh ấy luôn. Tôi đi vào bên trong, mặc kệ Lâm Phong ngồi đó mặt dị ra. Cứ một tí anh lại liếc mắt nhìn trộm tôi. Lâm Phong ngồi nhìn cốc cà phê hậm hực. Tự dưng quay ra dỗi ngược mình là sao? Đáng lẽ ra người giận dỗi phải là mình chứ. Lâm Phong muốn nói chuyện với Diệp Anh, nhưng Diệp Anh lại không thèm ra nói chuyện. Thế là Lâm Phong liền nghĩ cách để Diệp Anh phải đi ra. Diệp Anh ơi, cà phê đắng quá. Tôi mới hỏi chị chủ quán. Chị pha cà phê ít sữa hay sao mà anh ta kêu cà phê đắng hả chị? Chị không nhớ đâu, em ra kiểm tra giúp chị đi. Tôi ra cầm cốc cà phê lên, lấy cái thìa thử cà phê. Ngọt mà, đắng đâu mà đắng. Anh thấy đắng mà, rất đắng luôn ý. Thôi được rồi, để em mang cho anh cả một hộp sữa, để anh đổ vào cốc cà phê cho ngọt nhé. Thôi không cần đâu, chắc là do không được nói chuyện với em nên anh thấy đắng mồm. Anh cũng lắm chuyện nhỉ. Thật mà, giờ em ra đây luôn đi,
anh lại thấy ngọt rồi. Chẹp chẹp, cà phê ngon quá. Ngon thì anh uống đi. Uống xong rồi về đi. Đừng có kiểu uống có một cốc cà phê mà ngồi lì ở quán cà phê mấy tiếng đồng hồ như thế. Bao giờ em chịu ra nói chuyện với anh, anh mới về. Nếu không thì anh ngồi ở đây cả ngày luôn. Anh trẻ con vừa thôi, bây giờ em chưa có tâm trạng để nói chuyện với anh. Thế thì em cứ làm việc thôi, kệ anh đi. Anh ngồi đây uống cà phê tới tối luôn. Lát nữa anh xin chị chủ bát cơm rồi ăn luôn ở đây. Tôi bực quá mới gắt lên. Sao anh lì thế hả? Tới quán uống cà phê còn đòi xin cơm ăn luôn là sao? Kệ anh. Không thể kệ được, anh đi về ngay cho tôi. Anh không về, đồ lì lợm. Tại em nên anh mới vậy mà. Mà em không biết là anh đang giận em à? Anh giận thì kệ anh. Sao em lại ác như vậy hả Diệp Anh? Anh ghen anh dỗi em mà em không thèm dỗ anh một câu là sao? Tôi không biết dỗ thì em cũng phải năn nỉ anh một câu chứ. Anh dễ tha thứ mà, chứ anh có khó khăn gì đâu. Tôi không thích đấy. Với lại chúng ta hòa rồi, tôi cũng không cần phải năn nỉ anh nữa. Tôi còn đang suy nghĩ lại xem có nên tiếp tục yêu anh không hay là chia tay anh đây. Lâm Phong nghe tôi nói vậy, anh nhảy ngược lên luôn. Tại sao em lại nói như thế? Sao em ác vậy? Nếu giả sử là em, khi em nhìn thấy anh trong nhà nghỉ với một cô gái khác, em có nổi điên lên hay không? Anh cũng biết ghen biết giận dỗi chứ. Thì tôi bị lừa mà. Với lại cũng chưa có chuyện gì xảy ra cả. Sau đó tôi đã xin lỗi anh rồi đó thôi. Thì ngoài việc xin lỗi, em không biết nịnh anh một câu à? Rồi tự dưng nghỉ việc và tránh mặt anh luôn. Anh không hiểu em nghĩ gì nữa. Tất cả là do anh đấy. Nếu anh không nói, tôi dễ dãi. Tôi đã không như vậy rồi. Giờ tôi chán rồi, tôi rút lui. Và tôi khuyên anh không nên yêu một đứa dễ dãi như tôi nữa. Lúc đó Lâm Phong mới hiểu ra vấn đề. Anh bật cười và nói, hóa ra em giận anh vì câu nói đó hả? Không đúng à, còn cười cái gì? Anh xin lỗi, tại lúc đó anh giận quá nên ăn nói linh tinh khiến em buồn. Em không giận anh nữa nhé. Tôi sẽ nói chuyện này sau, giờ anh cứ đi về đi. Không, anh không về đâu, anh ở lại đây với em. Không được, anh phải đi về. Đây là chỗ làm ăn của người ta chứ không phải là chỗ cho anh đến ăn vạ. Vậy anh sẽ xin phép chị chủ quán cho anh ở lại, để anh phụ bàn và dọn dẹp với em. Anh bị điên thật rồi. Thế là Lâm Phong ở lại giúp tôi rửa dọn cốc chén và dọn dẹp quán. Mặt anh ấy cứ nhơn nhơn như vậy, thành ra tôi muốn giận anh ấy cũng không giận lâu được. Lâm Phong ở lại, chờ tới lúc tôi tan làm, rồi anh chở tôi về nhà. Thấy mẹ tôi vẫn thức chờ, anh vào nhà ngồi chơi nói chuyện với mẹ tôi tới khuya rồi mới về. Tôi với Lâm Phong đã quay về bên nhau. Ban ngày tôi đi học, buổi tối tôi đi làm thêm ở quán cà phê. Tôi vẫn luôn cố gắng học thật tốt, để sau này khi ra trường, tôi có thể đàng hoàng vào công ty Lâm Phong làm việc. Tôi phải cố gắng nỗ lực để có thể tự tin sánh bước bên anh. Trái đất tròn thật, sau cái đêm định mệnh ấy, tôi cứ nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa. Thế mà 3 năm sau, tôi đã gặp lại anh, người tình một đêm ngày đó, giờ lại sắp trở thành người tình cả đời của tôi rồi. Còn về Hồng và Linh, sau khi bị Lâm Phong cho nghỉ việc, thì Linh sang nước ngoài làm việc, còn Hồng thì loanh quanh tìm việc mãi không được, nên tạm thời thất nghiệp ở nhà. Nên Hồng rảnh rỗi lắm, chán quá cô mới nhắn cho Quang Tuấn. Anh đang ở đâu đấy? Anh đã đi làm ở đâu chưa? Quang Tuấn cũng đang rảnh nên anh trả lời lại luôn. Vẫn đang thất nghiệp ở nhà, chán quá. Đi cà phê không anh? Có. Cứ như vậy, hai người đang thất nghiệp chơi cùng nhau và cùng đi tìm việc. Dần dần Hồng và Quang Tuấn đã thành một đôi. Họ xin việc và làm cùng nhau. Thời gian qua đi, Lâm Phong cũng dần bỏ qua chuyện cũ. Và tới ngày cưới của Quang Tuấn và Hồng, Lâm Phong và Diệp Anh cũng tới chúc mừng. Tình bạn của bọn họ tuy không thể thân thiết được như lúc ban đầu, nhưng họ vẫn luôn coi nhau là bạn. Thời gian sẽ xóa nhòa tất cả, và tất cả mọi người ai cũng được hạnh phúc. Vậy là vừa rồi các bạn vừa nghe xong bộ truyện ngôn tình hấp dẫn trong buổi tối ngày hôm nay. Chúc các bạn có một buổi tối thật là vui vẻ. Và như thường lệ, các bạn nhớ like, subscribe, đăng ký kênh truyện để nhận được thông báo mỗi khi kênh ra truyện. Và để lại những bình luận cảm xúc trước những câu chuyện ngôn tình mà mình tâm đắc. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.